hoặc là nói, này đó thủy tinh bia chính là mộ bia đi. Chỉ là mặt trên cái gì đều không có, một cái phù văn đều không tồn tại, cũng nhìn không thấu triệt. Yên tĩnh, quang minh, là Dương Nghị Vân đối nơi này đệ nhất cảm giác. Như vậy thần mộ viên sao? Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ mấy vấn đề này, lại là di động bước chân đi đến, nhưng thật ra tưởng khắp nơi nhìn xem, nơi này còn có hay không cái gì mặt khác bất đồng chỗ. Có hay không khác sinh linh tồn tại. Tiếc nuối chính là, hắn thử đi thần thức quan sát, lại là phát hiện thần thức ngăn cách, căn bản dùng không ra. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như là tới rồi một cái thủy tinh rừng bia chung, thần thức vô pháp sử dụng, Dương Nghị Vân cũng không biết cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chỉ có thể đi mọi nơi nhìn xem. Nơi này quá mức yên tĩnh, làm cho là có chút quỷ dị. Từ tự giác thượng cảm giác, Dương Nghị Vân cảm thấy nơi này bất đồng với bất luận cái gì không gian, cho hắn một loại phi thường siêu thoát cảm giác. Hơn nữa tiến vào lúc sau phía sau căn bản liền không có môn hộ tồn tại, cũng không biết đến tột cùng là tới rồi một cái gì không gian, nhưng là có một chút Dương Nghị Vân cảm giác thực chuẩn xác, đó chính là nơi này pháp tắc không gian ổn định so với tiên giới cấp bậc còn muốn cao. Chẳng lẽ nơi này thật là thần ma chi mộ? Nơi này thật là một cái siêu thoát nơi không thành. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng mang theo nghi hoặc đi lại chi gian lại là nghe được nơi xa truyền đến mơ hồ giống lên một tiếng. Giống. Tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng lại có thể phân biệt thô tới, tựa hồ là kỳ lân giống lên một tiếng. Xoát. Dương Nghị Vân trực tiếp độn thanh mà đi. Ở chỗ này kỳ lân hiển nhiên chính là năm đó hắn gặp qua kỳ lân chi hồn. Ngay sau đó đường Dương Nghị Vân dừng lại thời điểm, đã nghe tiếng mấy chục dặm. Lúc này hắn trong tầm mắt thấy được, một cái thật lớn đất trống, càng như là một cái quảng trường, ước chừng một cái sân bóng như vậy đại, mà ở trung ương vị trí còn lại là một tòa thật lớn thủy tinh bia độc lập ở trung tâm, so với này một phương thế giới bất luận cái gì một cái thủy tinh bia thật lớn. Nhưng là bốn phía nơi, lại là rốt cuộc thấy được có sinh linh tồn tại. Hai người, hai thú. Còn có kỳ lân cùng nằm nghiêu chi hồn. Bất quá, lại là đối lập trạng thái. Dương Nghị Vân đột nhiên xuất hiện lúc sau, hai bên đều là sửng sốt. Thoạt nhìn ở động thủ, nhưng lại đều ngừng lại. Dương Nghị Vân cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhận được mỗi một cái. Kỳ lân cùng nằm nghiêu liền không cần phải nói, đã tới vài lần đều quen thuộc, kỳ lân còn đưa quá hắn một sợi kỳ lân chi hồn. Mặt khác hai người đâu? Một cái là một thân hắc y huyết lơ mơ phiêu khí chàng cường đại, đúng là con của hắn Dương Tinh Phó, hoặc là nói. Hiện tại đã không phải đi. Dương Nghị Vân liếc mắt một cái xem qua đi, nội tâm có chút chiều chiều. Một cái khác bạch y nhân, đúng là năm đó gặp qua Lữ Xuân Thu. Thứ này quả nhiên không đơn giản. Hiện giờ lấy hắn tu vi xem Lữ Xuân Thu cư nhiên đầu có chút nhìn không thấu, bất quá ở hắn trực giác thượng Lữ Xuân Thu ít nhất có thông ngộ thiên tôn tu vi. Mà con của hắn Dương Tinh Phó tắc cũng cư nhiên có thiên tôn hơi thở. Nhìn qua kỳ lân cùng nằm nghiêu là ở bảo hộ thật lớn thủy tinh bia, mà Dương Tinh Phó muốn tới gần thủy tinh bia, Lữ Xuân Thu tắc ý đồ không rõ. Cục diện quan hệ có điểm phức tạp bộ dáng. Dương Nghị Vân sau khi xuất hiện, xoát 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 tức khắc vài đạo ánh mắt nhìn lại đây. Ngươi là, Dương Nghị Vân. Trước hết mở miệng chính là Lữ Xuân Thu, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, một bộ không thể tin được bộ dáng. Đích xác ở Lữ Xuân Thu trong mắt Dương Nghị Vân tu vi tăng lên quá nhanh. Là ta, Lữ tiền bối nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng. Dương Nghị Vân chắp tay ý bảo. Nhưng đôi mắt lại là trước sau dừng ở Dương Tinh Phó trên người. Nhưng là Dương Tinh Phó lại là ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn hắn. Tiểu tử ngươi đảo thật là làm người ngoài ý muốn a, ở mới qua đi vạn năm mà thôi, cũng đã là bán thần chi cảnh. Yêu nghiệt tu luyện thiên tư a. Lữ Xuân Thu nhìn Dương Nghị Vân phát ra cảm khái. Ngay sau đó Lữ Xuân Thu tiện đà nói, như thế nào? Tiểu tử ngươi cũng là vì chủ thần bảo tàng mà đến. Chủ thần bảo tàng, Dương Nghị Vân nghe Lữ Xuân Thu mở miệng, lại là vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó lắc đầu nói, ta là vì ta nhi tiến đến. Đối với hắn tới nói, cái gì bảo tàng không quan trọng, cũng hứng thú không lớn, hiện tại hắn chỉ muốn biết. Trước mắt một thân hắc y hơi thở cường đại vô cùng, xem gương mặt như cũ là nhi tử Dương Tinh Phó, rốt cuộc còn có phải hay không con của hắn. Nếu không phải, hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm, trong lòng là thực phức tạp. Mà nơi xa kỳ lân chi hồn cùng nằm nghiêu chi hồn, lại là nguyên thần trạng thái, bảo hộ ở cự bia trước, từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện. Ngươi,
có phải hay không hẳn là có chuyện đối ta nói. Dương Nghị Vân ngay sau đó ánh mắt dừng ở Dương Tinh Phó trên người. Kỳ thật hắn trong lòng đã rõ ràng, có lẽ nhi tử đã sớm không phải cái kia hắn đi. Lúc này Lữ Xuân Thu còn lại là trừng lớn đôi mắt nói, tiểu tử. Ngươi nên sẽ không nói, cái này mà đầu là ngươi nhi tử đi. Dương Nghị Vân không nói chuyện. Mà giờ phút này Dương Tinh Phó còn lại là đối mặt Dương Nghị Vân hỏi chuyện, cả người run lên, một đôi yêu dị đôi mắt quang mang lập lòe một chút, lại vẫn là tại hạ một khắc, đối mặt Dương Nghị Vân chậm rãi uốn gối, thế nhưng quỳ xuống, thanh âm có chút khàn khàn nói, hài nhi bất hiếu, bái kiến phụ thân. Cái này Dương Nghị Vân đều trừng lớn trong mắt. Lữ Xuân Thu còn lại là càng khoa trương. Nơi xa Kỳ Lân cùng nằm Ngưu Chi Hồn tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng lộ ra nghi hoặc. Dương Nghị Vân nhi tử, mà có này chờ tu vi. Hơn nữa vẫn là ma đạo. Thấy thế nào đều không thích hợp. Dương Nghị Vân cả người có chút phát run, lại là đi bước một hướng về Dương Tinh Phó đi đến, mở miệng nói, ngươi. Vẫn là con ta sao? Vẫn là... Những lời này có lẽ chỉ có Dương Tinh Phó minh bạch. Là, nhưng cũng không phải, về sau còn sẽ là. Dương Tinh Phó mở miệng trả lời. Nhưng lời này bất luận kẻ nào đều nghe được mơ màng hồ đồ. Rốt cuộc sao lại thế này? Nói rõ ràng, Dương Nghị Vân cuối cùng một câu mang theo sát ý. Chính hắn đều không tin đây là chính mình nhi tử Dương Tinh Phó. Lúc này Dương Tinh Phó ngẩng đầu nhìn Dương Nghị Vân nói, năm đó nhi tử đạo tâm không xong. Không ngăn cản trụ dụ hoặc, bị đoạn trưởng lão mê hoặc một lòng nghĩ để thượng tu vi, kết quả dùng huyết liên, chờ biết huyết liên này đây phàm nhân tánh mạng vì đại giới đào tạo ra tới tà vật là lúc, đã chậm. Nhi tử là phụ thân nhi tử, là vân môn thiếu chủ chi nhất, không dám làm sự tình truyền bá đi ra ngoài, sợ cấp phụ thân bôi đen. Kết quả đoạn trưởng lão không ngừng áp chế, cuối cùng đi theo hắn đi đoạn làm tiên sơn, sau lại sự tình phụ thân đã biết, nhi tử thân thể bị cơ vô tâm coi trọng đoạt xá. Nhưng ở huyết tế trong quá trình, nhi tử mới phát hiện chính mình nguyên thần chung có một cổ lực lượng bùng nổ, cũng xuất hiện một ít ký ức, hoặc là nói thức tỉnh rồi một ít ký ức, thế mới biết nhi tử là tiên ma thời đại một thế hệ ma chủ chuyển tu, vì thế nhi tử biết có dốc hết sức một bác, lựa chọn cùng cơ vô tâm nguyên thần đi dung hợp. Cuối cùng rốt cuộc đồng hóa cơ vô tâm, nhưng lại là phát hiện đã không về được, nhi tử lựa chọn một cái ma đạo chi lộ, hơn nữa sau lại tu vi bùng nổ lúc sau. Trong trí nhớ lại một lần thức tỉnh, nhi tử lại phát hiện, chính mình vẫn là thần ma chuyển tu. Kỳ thật nhi tử tưởng trở về, nhưng là đã không về được, trang hoàng hai lần nguyên thần thức tỉnh hai lần, nhi tử đều là ma đạo, cũng không dám đối mặt phụ thân, bởi vì nhi tử biết phụ thân ngươi thống hận ma, liễu gì chi tử là bởi vì ma, phụ thân đối ma đạo vô hảo cảm, cho nên nhi tử biết trở về không được, lần này tiến đến thần mộ viên, chính là ký ức thức tỉnh nhắc nhở, không thành tưởng phụ thân cũng tới. Dương Nghị Vân rốt cuộc biết là chuyện như thế nào, nghe nhi tử Dương Tinh Phó sở giảng thời điểm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến cùng cơ vô tâm tranh đoạt đối chạm vào hết sức sẽ có bao nhiêu thảm thiết. Hiện tại cũng minh bạch, ma đạo tu sĩ đột nhiên hội tụ ở thiên nhai thượng, sau lại Tạ Linh Vận tiến đến thông chi hắn ma đạo tu sĩ sở tại điểm, cuối cùng bị hắn triệu tập tiên giới đại quân nhất cử tiêu diệt mấy trăm vạn ma đạo tu sĩ, này hết thảy đều là đứa con trai này bút tích. Cũng minh bạch Tạ Linh Vận trong miệng ma chủ chính là nhi tử Dương Tinh Phó. Dương Nghị Vân tâm tình phức tạp vô cùng, nhìn quỳ trên mặt đất Dương Tinh Phó, thanh âm có chút phát run nói, ngươi, hiện tại vẫn là con ta sao? Hắn lại hỏi một câu. Dương Tinh Phó ngẩng đầu ánh mắt đồng dạng phức tạp, hít sâu một hơi nói, ta đầu tiên là thần giới thần ma, lại là tiên ma thời đại ma chủ, sau là xuất thân địa cầu Dương Tinh Phó, chỉ cần phụ thân nhận ta như cũ là phụ thân nhi tử. Dương Nghị Vân giờ khắc này cả người run lên, nhìn chằm chằm Dương Tinh Phó, trầm mặc đi xuống. Trong óc dư vị lời hắn nói, đầu tiên là thần ma, lại là ma chủ, sau là địa cầu Dương Tinh Phó. Đứa con trai này có tam đoạn ký ức, nguyên thần thức tỉnh hai lần, chuyển thế tu luyện tam thế. Đại biểu qua đi, tương lai cùng hiện tại. Hắn có thể nói lời này, kỳ thật Dương Nghị Vân phi thường vui mừng, như cũ là hắn, bởi vì bất luận cái gì thời điểm, tồn tại đều là lập tức. Mặc kệ hắn tử thần ma cũng hảo, là tiên giới ma chủ cũng hảo, kia đều là đi qua, hiện tại liền tính là hắn nguyên thần thức tỉnh biến dị, cũng như cũ này đây con của hắn Dương Tinh Phó chủ ý thức là chủ. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Cười đến nước mắt đều xuống dưới. Nửa ngày lúc sau mới im tiếng, đối với quải quỳ gối trước mắt Dương Tinh Phó,
bỗng nhiên chính là một cái tát. Bang! Trên đầu vững chắc một cái tát, Dương Tinh Phó không có tránh né. Dương Mỗ Nhân lúc này mới trầm giọng mắng to nói, tiểu tử thúi, ta mặc kệ ngươi là người cũng hảo, là tiên là thần là ma cũng thế, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, ngươi đều là ta Dương Nghị Vân nhi tử, đến nỗi ngươi lựa chọn đi cái gì nói, ta không can thiệp, nhưng là nhớ kỹ đừng làm hại, nếu không ta thân thủ sát, lăn lên. Là, phụ thân. Dương Tinh Phó trầm thấp theo tiếng, lại đã là rơi lệ đầy mặt, hắn đích xác có đôi khi hoảng hốt, hắn hiện tại là ai? Là thần ma, vẫn là tiên ma thời đại ma chủ chuyển thế. Cũng hoặc là Dương Tinh Phó. Hai lần nguyên thần biến dị thức tỉnh tu vi từ mà đến phía chân trời tăng lên, làm chính hắn đều phảng phất sống ở ảo cảnh chung, nhưng hiện tại nghe được phụ thân này một phen lời nói, hắn cho tới nay hoảng hốt sốt cuộc có đáp án, hắn chính là phụ thân nhi tử Dương Tinh Phó. Đến nỗi hai lần thức tỉnh nguyên thần thoát biến ký ức, gặp quỷ đi thôi, chính là trước kia, hắn tồn tại chính là lập tức. Giờ khắc này hắn tìm về chính mình. Đối với Dương Nghị Vân phụ tử chi gian đối thoại, Lữ Xuân Thu nghe xong một cái rõ ràng, thực kinh ngạc, nhịn không được nói, tiểu tử ngươi cư nhiên có cái thần ma chuyển sinh nhi tử, ghê gớm a. Dương Nghị Vân cười cười nói, ta cũng không tưởng ngươi Lữ Xuân Thu cư nhiên vẫn luôn ở thần mộ viên, hơn nữa là thiên tôn cấp bậc tồn tại. Thiên tôn, Lữ Xuân Thu sửng sốt, theo sau cười ha ha nói, tiểu tử ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết ha. Cái gì, Dương Nghị Vân hướng Lữ Xuân Thu. Thông ngộ cửu trọng thiên chính là tiên giới tu luyện đỉnh, bị xưng là thiên tôn là tiên giới sinh linh cách gọi, chuẩn xác mà nói, hẳn là bán thần chi cảnh. Lão Phu là bị nhốt ở chỗ này, ngươi cho rằng ta không nghĩ đi ra ngoài sao, cái này hảo, các ngươi phụ tử tiến vào, rốt cuộc có làm bạn người. Ha ha ha, Lữ Xuân Thu cười đến rất đắc ý. Dương Nghị Vân nghe Lữ Xuân Thu nói chuyện nhíu mày nói, tiến vào ra không được, ngươi còn tiến vào. Hơn nữa theo ta hiểu biết ở ngươi phía trước Thủy Hoàng Đế đã sớm vào được đi. Đối với thần mộ viên tình huống Dương Nghị Vân chỉ là nghe nói qua một ít, kỳ thật cũng không hiểu biết, lúc này chỉ là dụ ra lời nói thật, cũng không biết Lữ Xuân Thu lão gia hỏa này là cái tình huống như thế nào. Dù sao hiện tại xem ra hắn tuyệt đối không phải đơn giản hạng người. Cứ nhiên nói thiên tôn cảnh giới là cái gì bán thần chi cảnh. Cái này cách nói đến lúc đó mới mẻ, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Cũng không biết hắn đối lên trời lộ hiểu biết nhiều ít. Vì cái gì không đi lên trời lộ. Mà là từ hắn biết Lữ Xuân Thu tới nay, gia hỏa này liền ở địa cầu, chỉ là sau lại mới tiến vào thần mộ viên chung. Hiện tại lại nói cái gì, tiến vào ra không được, bị nhốt ở chỗ này, như vậy tính lên. Lữ Xuân Thu bị nhốt ở chỗ này có vạn năm thời gian. Thủy Hoàng, khụ khụ, đó là chuyển tu lúc sau duy nhất một vị thành công quá đại lão, ở liền đi ra ngoài, hắn bản thân chính là thần ma, tìm được rồi chính mình một sợi nguyên thần, tự nhiên sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Lữ Xuân Thu nói, Dương Nghị Vân nghe có chút hồ đồ, ngươi không phải nói tiến vào liền ra không được sao? Hiện tại như thế nào lại nói Thủy Hoàng đi ra ngoài? Ách, là lão phu chưa nói rõ ràng. Như vậy cho ngươi nói đi, cái này cái gọi là thần mộ viên, chính là thần mộ nguyên thần chi mộ, có 3.000 thần mộ nguyên thần mai táng ở chỗ này, nhưng là không phải chân chính nguyên thần, chỉ có thể là 3.000 lũ nguyên thần năng lượng, không có bất luận cái gì ý thức. Thiên giới cũng bị xưng là thần giới, có phi thăng một mạch cùng dân bản xứ một mạch, giữa hai bên là đối lập, thần giới dân bản xứ chèn ép phi thăng giả, cuối cùng bùng nổ đại chiến, kết quả phi thăng giả một mạch đánh bại. Có vị phi thăng giả chủ thần cuối cùng siêu tập 3.000 thần linh tàn hồn luyện chế thần mộ viên. Từng có tiên đoán, phi thăng giả một mạch đường ra sẽ tại hạ một cái kỷ nguyên xuất hiện, nói cách khác còn có nghịch tập thời điểm, mà thần mộ viên chung 3.000 thần ma chi nguyên thần năng lượng, có thể sinh ra 3.000 thần mộ, chỉ cần được đến thần mộ viên chủ thần tán thành, là có thể được đến thần mộ viên. Cũng ý nghĩa tương lai có thể hội tụ 3.000 thần ma ở dưới chướng, đương nhiên đây là đồn đãi, đến tột cùng là như vậy. Phải được đến chủ thần bia mới biết được. Không nói gạt ngươi, lão phu ở thật lâu trước kia chính là bán thần chi cảnh, thượng quá lên trời lộ, nhưng lại là thất bại, cho nên đi tới địa cầu tìm kiếm thần mộ viên, tìm là tìm được rồi, nhưng... ngươi cũng thấy rồi, lão phu cùng thần mộ viên vô duyên a, bạch bạch bị nhốt ở nơi này vạn năm. Lữ Xuân Thu uể oải nói. Dương Nghị Vân nghe Lữ Xuân Thu nói chuyện, ngẫm lại nói, ngươi ý tứ... nơi này trên thực tế khả năng chính là một kiện chí bảo pháp khí. Bên trong lớn nhất tài phú kỳ thật chính là 3.000 thần mộ chi nguyên thần năng lượng. Đúng vậy, chính là đây là như thế mà thôi. Nữ Lữ Xuân Thu nói.
Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói, kia chủ thần bia đâu? Kia chẳng phải là sao? Lữ Xuân Thu chỉ vào Kỳ Lân chi hồn cùng nằm như bảo hộ thủy tinh bia uể oải nói. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói, dựa theo người ý tứ, là muốn đi tiếp xúc chủ nhân bia. Đúng vậy, quá hai quan, đánh bại nằm như chi hồn, cùng Kỳ Lân chi hồn, sau đó đi chạm đến chủ thần bia, chỉ cần ngươi giải trừ đến chủ thần bia, đến lúc đó chủ thần bia sẽ có hai lựa chọn cho ngươi, có cường đại thần ma nguyên thần năng lượng cho ngươi, sau đó trực tiếp đưa ngươi rời đi. Đương nhiên này yêu cầu xem ngươi có hay không được đến chủ thần bia tán thành, nếu không chiếm được chủ thần bia tán thành, cái gì đều sẽ không được đến, ngươi đem vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Điểm này ngươi nhi tử đã nếm thử qua, hắn cũng coi như là đường đường thần ma chuyển tu, hắn đều thất bại, cùng ta giống nhau trở thành nơi này bị nhốt người, muốn ta nói tiểu tử ngươi cũng đừng dãy dụa, lão phu cùng ngươi nhi tử đều thất bại, ngươi. Hy vọng càng không lớn, ngoan ngoãn lưu lại nơi này bồi chúng ta đi. Cuối cùng lời nói chung Lữ Xuân Thu tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Chờ hắn nói xong, lại là vẫn luôn đều không có mở miệng Kỳ Lân chi hồn đột nhiên mở miệng nói, còn có một cái biện pháp, có thể rời đi. Cái gì? Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên hỏi. Ngươi là người có duyên, chủ thần bia chủ động lựa chọn ngươi, đến lúc đó thần mộ viên thuộc về ngươi, chúng ta đều có thể rời đi, nếu không ngươi có thể thử xem hoàn toàn đánh tan ta cùng nằm như nguyên thần, chúng ta là chủ thần bia người thủ hộ. Chúng ta biến mất lúc sau chủ thần bia quy tắc cũng tiêu tán, đến lúc đó tự nhiên sẽ có đường ra, các ngươi có thể rời đi. Kỳ Lân chi hồn nhàn nhạt nói. Tịnh nói nhảm. Lữ Xuân Thu nhìn không được chửi ầm lên nói, đánh tan các ngươi nguyên thần. Ha ha, lão phu một cái bán thần chi cảnh vạn năm nhiều tồn tại, đều làm bất quá các ngươi, ngươi làm Dương Nghị Vân cái này nhân tài mới xuất hiện đánh bại các ngươi. Vui đùa cái gì vậy? Các ngươi xem như tàn hồn. Nhưng lại là có ý thức chân chính thần thú chi hồn, so với bán thần đều cường đại, như thế nào đánh bại các ngươi? Lại nói chủ thần bia, đây là chủ thần chi vật, là có thần tính trí bảo, là chân chính thần vật, không phải thần nhân ai có thể luyện hóa. Lữ Xuân Thu nói chuyện thời điểm tràn ngập oán khí, này vạn năm tới hắn nhưng không thiếu khiêu chiến Kỳ Lân cùng nằm nghiêu chi hồn, đáng tiếc này hai cái thần linh chi hồn là chân chính thần linh chi hồn, là chủ nhân lựa chọn bảo hộ thần mộ viên người thủ hộ. Căn bản là chiến thắng không được, cho nên oán khí rất lớn. Đương nhiên Dương Nghị Vân nhi tử Dương Tinh Phó cái này thần ma chuyển sinh giả cũng nếm thử quá đều thất bại. Dương Nghị Vân nhìn nhi tử Dương Tinh Phó liếc mắt một cái, xác minh Lữ Xuân Thu lời nói thật giả. Dương Tinh Phó còn lại là gật gật đầu, đó là chính là cái này tình huống. Dương Nghị Vân biết bất luận cái gì sự đều yêu cầu đi nếm thử, không đi nếm thử một chút như thế nào biết. Hắn tự nhiên sẽ không đình Lữ Xuân Thu đi nhâm mệnh. Luận tu vi, hắn biết Lữ Xuân Thu, nhi tử Dương Tinh Phó cùng hắn ba cái đều xem như Lữ Xuân Thu trong miệng cái gọi là bán thần chi cảnh, mọi người đều giống nhau. Tình huống hiện tại là, đệ nhất, dựa theo nơi này quy luật, trước cùng nằm Ngưu chi hồn cùng với Kỳ Lân chi hồn đánh một trận, sau đó chỉ cần có thể chạm đến chủ thần bia sẽ có năng lượng ban cho, tương đương sẽ được đến chủ thần bia tán thành, đến lúc đó chủ thần bia sẽ đưa hắn rời đi. Đệ nhị hoàn toàn đánh tan Kỳ Lân cùng nằm Ngưu nguyên thần, làm này hai cái thần thú biến mất, đến lúc đó cũng có thể rời đi, chẳng qua dựa theo Lữ Xuân Thu cách nói, không có chân chính thần cảnh, căn bản đánh không tiêu tan hai đại thần thú chi hồn. Đệ tam liền tương đối mờ ảo, luyện hóa chủ thần bia. Cái này Dương Nghị Vân nghĩ đến không nghĩ. Ta đây tới thử xem. Dương Nghị Vân nhìn bảo hộ ở chủ thần bia trước Kỳ Lân cùng nằm Ngưu chi hồn nói. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào nằm ngưu trên người, ở trong ấn tượng nằm ngưu chi hồn chính là cái kẻ yếu, trước hai lần hắn tiến vào thời điểm, đều có thể ở nhập khẩu ra đánh bại nằm ngưu chi hồn. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, nằm ngưu chi hồn tựa hồ cũng không đơn giản. Tựa hồ như là nhìn thấu Dương Nghị Vân giống nhau, nằm ngưu nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, tiểu tử, ngươi trước hai lần đụng tới chỉ là bổn tọa hình chiếu mà thôi, hiện tại ngươi muốn đối mặt chính là bổn tọa chân chính nguyên thần. Nhưng đừng coi thường bổn tọa, đến đây đi, lại đây bổn tọa bồi ngươi chơi chơi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể bước vào chủ thần bia 10 mét trong vòng này tuyến, liền tính là ngươi thắng, chúng ta sẽ cho phép ngươi chạm đến chủ thần bia một lần, đến lúc đó liền xem ngươi có hay không cơ duyên. Dương Nghị Vân cũng nheo lại đôi mắt, hắn thật đúng là không tà tính, đối mặt Kỳ Lân cùng nằm Ngưu chi hồn, đang xem thật lớn chủ thần bia, hắn không khỏi khóe miệng có ý cười, người khác có lẽ không được. Nhưng là hắn không được sao? Kia nhưng chưa chắc. Chủ thần là cái gì cấp bậc? Hắn không biết,
nhưng là hắn rõ ràng Kỳ Lân cùng nằm Ngưu Chi Hồn, hơn nữa chủ thần bia hoặc là nói thần mộ viên cái này pháp khí, tất nhiên là thần giới chi vật, đối phó thần giới chi vật, vậy yêu cầu dùng thần giới thủ đoạn. Thực xảo, trên người hắn liền có chút thần giới chi vật. Càn Khôn Hồ. Hắc hắc. Này nhưng nói không chừng so chủ thần bia còn cao giai đâu, đến lúc đó hắn liền dùng Càn Khôn Hồ tới thử xem cái này chủ thần bia. 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng, được xưng tạo thành 3.000 thần ma, cái này dụ hoặc Dương Mỗ Nhân tuy rằng không thay đổi hiện ra tới, nhưng dựa theo hắn tính tình, đã sớm ở trong lòng phát lục quang chảy nước miếng. Nói đến cùng, chủ thần bia hoặc là nói thần mộ viên, chính là phi thăng giả một phương trung mỗ vị đại lão cấp hậu bối con cháu lưu lại di sản, này một phần phong phú di sản, liền xem ai có thể kế thừa đến. Đến lúc đó đi ra ngoài, lên trời lộ tất nhiên liền có nắm chắc. Phụ thân cẩn thận, Kỳ Lân cùng nằm Ngưu Chi Hồn, thần hồn công kích không giống người thường. Dương Tinh Phó nhìn đến phụ thân muốn tiến lên, nhịn không được nhắc nhở. Dương Mỗ Nhân còn lại là cười hắc hắc nói, yên tâm, bọn họ đều cùng vi phu là lão bằng hữu, sẽ không thương tổn vi phu, đúng không, Kỳ Lân tiền bối. Dương Nghị Vân ngươi tuy đối ta Kỳ Lân nhất tộc có ân, nhưng ở chỗ này ta có ta kiên trì cùng sứ mệnh, sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi có thể lựa chọn không nếm thử. Kỳ Lân trầm giọng nói, minh bạch, ngà đúng rồi, ta tới thời điểm, nghe con làm ta mang người vấn an đâu. Dương Mỗ Nhân cười hì hì nói chuyện, nơi trốn ở lôi kéo làm quen. Liền kém chưa nói một câu, ta mẹ nó là các người Kỳ Lân nhất tộc đại ân nhân, người Kỳ Lân đợi lát nữa nhưng đừng quá quá mức a. Dương Mỗ Nhân vô sỉ làm Kỳ Lân nội tâm thẳng chiều chiều, nhưng là vẫn là không chút nào dao động. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy ra mặt dày a. Loại sự tình này lôi kéo làm quen vô dụng hiểu không, chúng ta là chịu chủ thần chi quy tắc, cho ngươi tiểu tử không thấm nước, chúng ta liền phải chịu tội, hiểu không? Muốn đánh nhau nhanh lên, không đánh liền một bên đi, ta cùng đại ca không công phu bồi ngươi tiểu tử chơi đùa, nói cho ngươi liền tính là ta đại ca đối với ngươi tiểu tử thủ hạ lưu tình, ta lão Ngưu cũng sẽ không, hừ nằm Ngưu nhịn không được mắng. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy nằm Ngưu nói, lão Ngưu tin hay không liền tính là ngươi bản mạng nguyên thần. Tiểu gia ta cũng như năm đó giống nhau đem ngươi cấp tấu khóc. Ngươi, nằm Ngưu giận dữ. Nằm Ngưu giận dữ, trước vài lần Dương Nghị Vân tiến đến, nó chỉ là một cái hình chiếu phân thân canh giữ ở môn hộ ở ngoài, bị giả tiểu tử trấn áp quá, nhưng hiện tại nó là ở thần mộ viên trong vòng, là thật thật tại tại nguyên thần thân thể, không nghĩ tới tiểu tử này còn như vậy kiêu ngạo, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi thật là không biết trời cao đất dày a. Hành, bổn tọa đảo muốn nhìn, tiểu tử ngươi mấy năm nay có cái gì tiến bộ, khẩu khí như thế đại. Nằm Ngưu Chi Hồn bị Dương Nghị Vân khí cười nói. Dương Nghị Vân từ đầu đến cuối đều phong khinh vân đạm, chút nào không lo âu quá, cứ việc hắn biết nhi tử Dương Tinh Phó cùng Lữ Xuân Thu đều nếm thử thất bại, nhưng không đại biểu hắn cũng sẽ thất bại. Nói đến cùng thần mộ viên chỉ là một kiện nào đó thần giới đại lão lưu lại chí bảo, cũng có thể nói là cho hậu bối lưu lại di sản. Bất đồng chính là xem ai là cái kia người có duyên có thể được đến cái này chí bảo. Lữ Xuân Thu bị nhốt ở chỗ này vạn năm không đi ra ngoài, nói trắng ra là, còn không phải không cơ duyên. Cơ duyên thứ này huyền diệu, nhưng ở tu sĩ trong thế giới, vẫn là thật thật tại tại tín điều, người không cơ duyên chính là không cơ duyên. Cho nên nói ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, nơi này không phải tử cục, chỉ là cơ duyên không đủ thôi. Hoặc là nói không tìm được nào đó cơ duyên quy luật. Không nhất định liền vĩnh viễn vây ở chỗ này, nếu là thật là tử cục, như vậy cái này địa phương cũng liền không tồn tại ý nghĩa, cũng không cần phóng Kỳ Lân cùng nằm Ngưu bảo hộ ở chỗ này. Đối mặt có chút kiêu ngạo nằm Ngưu, Dương Nghị Vân nở nụ cười, kỳ thật hắn một chút đều không để bụng, nằm Ngưu kiêu ngạo, thậm chí cảm giác rất có ý tứ, nhiều năm không thấy thứ này tính cách thoạt nhìn còn giống như trước đây, cho hắn như vậy một chút tiểu thân thiết. Ha ha, đến đây đi, làm ta lĩnh giáo một chút. Các người này đó chân chính thần thú thủ đoạn. Dương Nghị Vân cười cười một bước tiến lên trước mà đi. Hắn tu vi chân chính là cái dạng gì, kỳ thật chính hắn hiện tại cũng không biết. Bởi vì hắn đã đem lực lượng tu luyện tăng lên tới cực hạn, cảm giác ở cũng không có tiến bộ không gian trình tự, cho nên nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở hiểu được đại đạo trình tự thượng, chẳng qua nói hiểu được thực huyền diệu, chính hắn cũng không làm rõ được. Phía trước Lữ Xuân Thu nói hắn cũng là bán thần chi cảnh. Vậy cho là đi. Đối mặt Kỳ Lân cùng nằm Ngưu, Dương Nghị Vân biết hắn là có ưu thế, hắn ưu thế ở chỗ hắn là hoàn chỉnh huyết nhục tu sĩ. Mà Kỳ Lân cùng nằm Ngưu, nghe tới thực Ngưu ích,
nhưng chung quy là nguyên thần trạng thái, không có huyết nhục bản thể. Khoảng cách chủ thần bia 10 mét có một cái cuộn dây, hắn chỉ cần có thể vọt vào này tuyến trong vòng, Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu liền tính thua. Dương Nghị Vân nhìn chính là cái so với phàm nhân còn muốn phàm nhân tồn tại, nhưng hắn một bước bước ra, Kỳ Lân lại là như Lâm Đại Địch nói, Nằm Ngưu toàn lực ứng phó, Dương Nghị Vân so Lữ Xuân Thu cùng Dương Tinh Phó càng khó đối phó. Lời này vừa nói ra, Nằm Ngưu trừng lớn như mắt, nhìn thoáng qua đại ca Kỳ Lân nói, đại ca ngươi quá khen đi. Chính như Lữ Xuân Thu lời nói, tiểu tử này nhiều nhất cũng liền tu tiên vương vạn tái năm tháng, có thể có bao nhiêu đại năng nại. Không tin ngươi thử xem, Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng. Bên kia Lữ Xuân Thu nghe được Kỳ Lân nói chuyện lúc sau, lại là mày nhíu một chút. Chỉ có Dương Tinh Phó mặt vô biểu tình, hắn tuy rằng nguyên thần thức tỉnh hai lần, nhưng lại là đối phụ thân càng thêm có tin tưởng. Khai! Giờ phút này Dương Nghị Vân đã động thủ, vung tay lên 10 ánh sáng màu vựng đại tác phẩm, lại vẫn là lưỡng đạo lợi kiếm một phần vì nhị phân biệt hướng về Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu chém tới. Lúc này Dương mẫu nhân đối pháp lực dùng vận đã đạt tới tùy tâm sở dục nông nỗi. Lưỡng đạo đạo chủng chi kiếm không giống bình thường, nếu là phương hiện tại thiên tôn cũng không tất dám chính diện tiếp xúc. Nhưng mà Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu lại là đứng ở tại chỗ động cũng chưa động một chút, tùy ý lưỡng đạo đạo chủng chi kiếm xuyên qua thân thể, lại là lông tóc vô thương. Cái này Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn. Sao có thể? Hắn không nghĩ tới sẽ là bực này tình huống. Là hắn công kích quá nhược kê. Vẫn là nói Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu thật sự nghịch thiên. Ngẫm lại Dương Nghị Vân cảm giác không đúng. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu đều là thuần túy nguyên thần thân thể, đối pháp lực công kích hiện tại xem ra là miễn dịch. Như thế Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Giống. Ngao. Lúc này Nằm Ngưu cùng Kỳ Lân thét dài, nháy mắt hướng về hắn đánh tới. Dương Nghị Vân đây là trong tay quang mang chợt lóe, âm dương thần ma kính xuất hiện ở trong tay. Nếu pháp lực công kích đối với các ngươi không hiệu quả, vậy thử xem âm dương thần ma kính đi, đây chính là chân chính thần khí. Nghịch chuyển âm dương cho ta chiếu. Âm dương thần ma kính nghịch chuyển vì âm dưới, chính là chuyên môn châm thần hồn công kích, hắn cũng không tin, Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu còn có thể làm lơ. Hơn nữa luận nguyên thần cường đại, hắn cũng không kém. Chẳng qua cảm giác thượng Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu nguyên thần đích xác rất cường đại, nhưng là cũng không tới nghịch thiên thời điểm, chúng nó thật sự nếu là nghịch thiên, cũng liền không phải ở thần mộ viên trở thành nguyên thần trạng thái. Xoát! Dương Nghị Vân thúc dục âm dương thần ma kính lúc sau, kính mặt vầng sáng đại tác phẩm, bộc phát ra quang mang chói mắt một chút cuốn tịch vài trăm thước nơi, đem Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu bao phủ ở trong đó. Ngao! Giống! Dây tiếp theo kêu thảm thiết vang lên. Lại là Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu ngay lập tức bạo lui mà đi. Dương Nghị Vân còn lại là khóe miệng lộ ra ý cười, cố nhiên hữu dụng, hơn nữa hiệu quả rất cường đại. Này ở hắn đoán trước bên trong, bởi vì Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu nhược điểm chính là không có huyết nhục chi thân tới bảo hộ nguyên thần, nếu là chúng nó có huyết nhục ở, thần ma kính chiếu dọi dưới, có lẽ đối chúng nó thần hồn thương tổn cực kỳ bé nhỏ, nhưng là không có thân thể dưới tình huống, lại là nguyên thần trực tiếp đối mặt chuyên môn nhằm vào nguyên thần lực sát thương. Công sự che chắn đều không có. Hơn nữa Dương mẫu nhân này sinh ác độc, thúc giục hắn toàn bộ thần hồn chi lực bạo phát âm dương thần ma kính, dẫn tới Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu ngăn cản nháy mắt bài trừ, thương cập nguyên thần chính là đại sự, chạy nhanh ở trước tiên bạo lui, rời đi âm dương thần ma kính bao phủ ở ngoài, lần này trực tiếp đi ra ngoài 500 mễ, xa xa rời đi chủ thần biên nơi. Hắc hắc nhị vị đa tạ. Dương Nghị Vân nói chuyện chung trực tiếp vượt qua cuộn dây, tới rồi chủ thần bia trước. Sạch sẽ lưu loát, thắng phi thường xinh đẹp, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Nơi xa Kỳ Lân ánh mắt phức tạp vô cùng, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Dương Nghị Vân trong tay âm dương thần ma kính thượng. Nằm Ngưu nhe răng nhếch miệng, liền phải tiến lên, nhưng lại bị Kỳ Lân ngăn lại nói, được rồi, chúng ta thua, thất bại thảm hại, Dương Nghị Vân trong tay có âm dương thần ma kính, liền tính là muốn giết chúng ta, cũng có thể, cũng thế, nói đến cùng chúng ta đều là kẻ thất bại. Đã sớm khi đó hẳn là tan thành mây khói. Đến nay còn có thể tồn tại, chủ thần đại nhân lưu chúng ta ở thần mộ viên liền tìm một cái có thể ở tương lai phản kích người có duyên, có lẽ hôm nay chính là cơ duyên tới rồi đi. Nằm Ngưu nghe Kỳ Lân nói chuyện, nặng nề một lát sau nói, đúng vậy, thôi thôi, sống tạm vô số thời gian, ta cũng sống đủ rồi, nếu là tiểu tử này thật là người có duyên, đảo cũng không tồi, người ta cũng có thể giải thoát rồi. Này không nói Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu có chút không thể hiểu được đối thoại,
Nơi xa Lữ Xuân Thu nhìn đến Dương Nghị Vân đem Kỳ Lân cùng nằm như một kích mà bại, trừng lớn mắt há to miệng đồng thời, lại là đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, hắn biết có lẽ có thể đi ra ngoài. Làm không hảo Dương Nghị Vân tiểu tử này chính là thần mộ viên người có duyên. Bị nhốt ở chỗ này vạn tái năm tháng, Lữ Xuân Thu là thật sự chịu đủ rồi, hiện giờ có hy vọng đi ra ngoài. Đương nhiên cuối cùng có thể hay không thành, còn phải xem Dương Nghị Vân. Bao gồm Dương Tinh Phó giờ khắc này đều đem ánh mắt đặt ở Dương Nghị Vân trên người, hắn có chút kích động, quả nhiên không đoán sai, phụ thân hắn vĩnh viễn đều thị phi phàm nhân. Bất chi bất giác Lữ Xuân Thu, Dương Tinh Phó cùng Kỳ Lân, nằm nghiêu hướng về Dương Nghị Vân tới gần, chờ Dương Nghị Vân cùng chủ thần bia chi gian sẽ phát sinh cái gì. Có thể hay không là chủ thần bia tự chủ lựa chọn Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân vươn một bàn tay đi chạm đến chủ thần bia. Dựa theo phía trước Lữ Xuân Kỳ cách nói, đánh bại Kỳ Lân cùng nằm nghiêu, lại đi chạm đến chủ thần bia, như có cảm ứng chủ thần bia có sẽ khổng lồ năng lượng ban cho mà xuống, đến lúc đó là có thể đi ra ngoài. Đương nhiên có thể hay không có cảm, Dương Nghị Vân không biết, nhưng hắn biết liền tính là có, hắn cũng sẽ không tiếp thu, tiếp thu lúc sau ý nghĩa chính hắn một người sẽ bổ sung lý lịch đưa ra đi, mà nhi tử Dương Tinh Phó còn lại là sẽ bị vây ở chỗ này. Này cũng không phải là hắn muốn, hạ giới mà đến, chính là vì nhi tử, hiện giờ con hắn tuy rằng là thần ma chuyển sinh, là tiên ma thời đại ma chủ chuyển sinh, nhưng lại chủ ý thức như cũ tồn tại. Vẫn như cũ là con của hắn, hắn sao có thể phóng nhi tử mặc kệ chính mình rời đi. Oanh! Dương Nghị Vân duỗi tay chạm đến ở chủ thần trên bia thời điểm, chủ thần trên bia phát ra một tiếng nổ vang. Nhưng mà liền giống như phù dung sớm nở tối tàn giống nhau, cũng chính là như vậy vang lên một chút, chỉ thế mà thôi. Theo sau động tĩnh gì cũng chưa. Ách! Dương Nghị Vân kinh ngạc. Ta đi tiểu tử ngươi cũng là cái phế tài a, có mẹ nó không động tĩnh. Chủ thần bia cũng không tán thành ngươi, càng không có cho ngươi bất luận cái gì khen thưởng, xong rồi, lão phu còn muốn như cũ bị nhốt ở chỗ này. Lữ Xuân Thu lại vẫn là chửi ầm lên. Dương Tinh Phó cũng là một trận ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới phụ thân cũng không có bất luận cái gì cơ duyên. Mà Kỳ Lân cùng nằm nghiêu cũng thất vọng vô cùng. Ai đại ca ngươi nhìn lầm, tiểu tử này cũng không phải cái kia người có duyên a, nằm nghiêu thở dài nói. Không có khả năng a. Ta trực giác nói cho ta, chúng ta sứ mệnh hẳn là sẽ ở hôm nay hoàn thành, hắn như thế nào cũng mỗi không có được đến chủ thần bia tán thành đâu. Kỳ Lân tự nói chuyện chung tràn ngập mất mát. Dương Nghị Vân cau mày, quan sát đến chủ thần bia, cũng nghe tới rồi phía sau Kỳ Lân cùng Lữ Xuân Thu nói chuyện. Hắn biết pháp khí có linh, nếu không động tính, đã nói lên chủ thần bia bị lựa chọn hắn, nhưng hắn lại là không cam lòng. Nếu là thật bị nhốt ở chỗ này... Ngẫm lại Lữ Xuân Thu vây ở chỗ này vạn năm lâu, hắn nhưng chịu không nổi. Bất quá chủ thần bia không có lựa chọn hắn, hắn đảo cũng không cái gọi là, vốn dĩ liền không có ôm hy vọng. Hiện tại có thể đi ra ngoài còn có một cái lộ. Chính là hoàn toàn đánh tan Kỳ Lân cùng nằm nghiêu chi hồn, đến lúc đó dựa theo phía trước Kỳ Lân lời nói, xã mộ viên trong vòng quy tắc sẽ mất đi, cho đến lúc này tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Sẽ không bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Chính là đại giới là Kỳ Lân cùng nằm nghiêu tiêu tán. Dương Nghị Vân biết hắn làm không được. Kỳ Lân đối hắn có ân, nghe con rất là Kỳ Lân, bực này làm hắn giết Kỳ Lân chi hồn, thật làm không được. Hắn Dương mẫu nhân không phải cái loại này vô tình người, ngược lại là cái đa tình đa nghĩa người. Dương Nghị Vân không nghĩ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, liền dùng ngươi trong tay thần khí giết Kỳ Lân cùng nằm nghiêu đi, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Lúc này Lữ Xuân Thu mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân bỗng nhiên xoay người, lưỡi đao giống nhau hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Xuân Thu nói, Lữ Xuân Thu cấp lão tử câm miệng. Dương Nghị Vân biết Lữ Xuân Thu là cái gì tâm lý, nói trắng ra là chính là ích kỷ, bất quá cũng khó trách, thứ này bị nhốt ở chỗ này vạn tái, hiện tại rốt cuộc thấy được có thể đi ra ngoài hy vọng, tự nhiên sẽ như vậy tưởng. Bất quá làm hắn vì đi ra ngoài mà giết chết Kỳ Lân cùng nằm nghiêu, hắn làm không được. Nói nữa, hắn cũng không tin, không có con đường thứ hai có thể đi. Tỷ như, luyện hóa chủ thần bia. Đương nhiên cái này luyện hóa là mạnh mẽ luyện hóa, khả năng sẽ rất khó, nhưng chưa thử qua như thế nào biết được chưa. Đối này, Dương Nghị Vân chính là có tin tưởng. Lữ Xuân Thu bị Dương Nghị Vân một câu câm miệng, khí cả người run lên, hắn Lữ Xuân Thu khi nào bị một cái tiểu bối như thế quát lớn quá. Ngươi, Lữ Xuân Thu khởi sát ý. Nhưng là... Ngay sau đó hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống.
Bởi vì một bên Dương Tinh Phó sát khí hôi hổi nhìn về phía hắn. Hảo đi, các ngươi phụ tử lợi hại, không thể trêu vào, ta lão Lữ nhận túng. Đối Dương Nghị Vân Lữ Xuân Thu chỉ là cảm nhận được thiên tôn cấp bậc tu vi, cũng không có chân chính kiến thức đến Dương Nghị Vân thực lực, đến nỗi vừa rồi đối phó Kỳ Lân cùng nằm như một màn. Lữ Xuân Thu biết đó là bởi vì Kỳ Lân cùng nằm như chính là thuần túy nguyên thần thân thể, cho nên có hại. Nhưng là hắn không giống nhau, hắn là có thân thể tồn tại, Dương Nghị Vân trong tay thần khí chưa chắc đối hắn có thể sinh ra bao lớn hiệu quả. Trong mắt hắn Dương Nghị Vân thực lực, hẳn là còn không có con của hắn Dương Tinh Phó cường đại. Dương Tinh Phó nhưng không giống nhau, tiểu tử này 3 tháng trước tiến vào thần mộ viên, toàn bộ một cái đại ma đầu, càng là thần ma chuyển tu người, thủ đoạn quỷ dị khẩn. Lữ Xuân Thu chính mắt gặp qua, thiếu chút nữa cũng chưa đánh lên tới, nếu là cùng Dương Tinh Phó bực này ma thần chuyển tu giả đối thượng, hắn vẫn là thực kiêng kỵ. Không biết sao xui xẻo, ai biết Dương Tinh Phó cư nhiên là Dương Nghị Vân nhi tử, cho nên đi, nhưng Dương Tinh Phó mang theo sát khí ánh mắt nhìn qua hết sức, hắn lão Lữ lập tức liền túng. Này phụ tử hai cái nếu là thêm cùng nhau tấu hắn, xác định vững chắc hắn sẽ bị ngược. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Nhìn đến Lữ Xuân Thu không được tự nhiên lên, Dương Nghị Vân cũng không có đi kích thích hắn, đối với lão gia hỏa này, kỳ thật hắn đánh tâm nhãn vẫn là có tôn trọng. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã từng là địa cầu bảo hộ thần, làm rất nhiều bảo hộ việc, tuy rằng Lữ Xuân Thu mục đích ở địa cầu là tìm kiếm thần mộ viên, nhưng lại là làm được bảo hộ cái này từ ngữ, cho nên làm người địa cầu Dương Nghị Vân trong lòng là đối hắn kính trọng. Liền tính là Lữ Xuân Thu thật sự cùng hắn là địch, khả năng hắn cũng sẽ không kia hắn thế nào. Nhưng là nên nói hắn vẫn là sẽ nói một câu. Nhìn Lữ Xuân Thu, Dương Nghị Vân mở miệng nói, Kỳ Lân tiền bối năm đó có ân cùng ta, nói cái gì ta sẽ không đối chúng nó động thủ, ta cầu nói chính là có tình chi đạo, điểm này ngươi phải hiểu được. Bên kia Kỳ Lân cùng nằm như tự nhiên cũng nghe tới rồi Dương Nghị Vân nói chuyện, hai huynh đệ liếc nhau. Rồi sau đó đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được ý cười. Nằm nghiêu nhỏ giọng nói, đại ca ta nhớ rõ năm đó ngươi đã nói, tiểu tử này là cái có đại khí vận người, nhưng ngươi nói chủ thần bia như thế nào liền không phản ứng đâu. Kỳ Lân ánh mắt lập lòe nói thôi, có một số việc hôm nay cũng nên chúng ta làm, từ thần mộ viên ra đời đến nay, tiến vào thần mộ viên tu sĩ đã nhớ không rõ có bao nhiêu, nhưng ở khảo nghiệm trước mặt, ở bị nhốt vô tận 5 tháng bên trong. Tựa hồ không vài người có thể chủ không giết chúng ta mà trừ bỏ, Dương Nghị Vân tiểu tử này xem như cái ngoại lệ, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Nằm nghiêu ngẫm lại nói tiếp tiểu tử này kỳ thật không tồi, là này một phương thế giới sinh trưởng ở địa phương người, chính như hắn theo như lời, tiểu tử này trọng tình nghĩa, đích xác từng ấy năm tới nay, hắn là cái thứ nhất nói không giết chúng ta người. Nếu như thế, vậy ở thử xem hắn đi chủ nhân ước nguyện ban đầu là tìm một cái đáng tin cậy người. Mà không phải nói một hai phải được đến chủ thần bia tán thành, chân chính chủ thần bia là bộ dáng gì, ai biết, chúng ta cũng không biết, chính là một cái ngụy trang mà thôi, nơi này cơ duyên đã sớm chú định, tiếp được xem Dương Nghị Vân này có chút không có người kia phẩm, nếu có, chúng ta sư mệnh cũng nên kết thúc, lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Đúng vậy, nên kết thúc, ở chỗ này vây, đừng nói người khác, chúng ta đều phải điên rồi, bất mãn đại ca ngươi nói, nếu có lựa chọn. Ta thà rằng hồn phi phách tán, cũng không muốn đãi ở chỗ này. Đã sớm đáng chết, là chủ nhân lấy đại pháp lực cho chúng ta một đường nhập luân hồi cơ hội, nhưng cơ hội này thời gian lâu lắm, thật sự không nghĩ chờ đợi nằm nghiêu chi hồn có chút kích động nói. Ngươi nhưng suy xét rõ ràng, một khi chúng ta từ bỏ, đã có thể chân chính hồn phi phách tán, nhập luân hồi cơ hội đều sẽ không có. Kỳ Lân hỏi nằm nghiêu. Đại ca còn có cái gì nhưng suy xét? Người ta đã từng cũng là thiên giới oai phong một cõi tồn tại, hiện giờ lưu trữ tàn hồn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, ta nhưng không nghĩ tiếp tục đãi ở chỗ này, tan thành mây khói liền tan thành mây khói, sống lâu như vậy cũng kiếm lời, chết phía trước có thể cho tiểu tử này làm điểm cái gì cũng đáng. Nằm nghiêu phi thường tiêu sái nói, ngươi nhưng thật ra xem đến khai, hảo đi, ngươi đi thử lại Dương Nghị Vân. Kỳ Lân cười cười, hảo, ta đi thử thử hắn, bất quá đại ca a, hỏi câu không nên hỏi. Có phải hay không ta thí không thử Dương Nghị Vân, người hôm nay đều sẽ làm ra quyết định này đúng hay không? Bởi vì tiểu tử này bên người có một đầu Kỳ Lân, tính lên là Kỳ Lân nhất tộc ân nhân. Đúng vậy, đi thôi. Không nói đến Kỳ Lân cùng nằm nghiêu chi gian thương nghị đối thoại, bên này Dương Nghị Vân dỗi Lữ Xuân Thu lúc sau, liền đứng ở chủ thần bia trước, bắt đầu nghiên cứu chủ thần bia.
Hắn nghĩ nếu thần mộ viên nội chủ thần bia là trung tâm, vậy suy nghĩ biện pháp luyện hóa, đến lúc đó không nói đến có thể hay không có cái gì cơ duyên không sao cả, đi ra ngoài liền không thành vấn đề. Đích xác hắn vừa rồi cảm thụ một vòng, nơi này không gian kiên cố trình độ vượt quá hắn tưởng tượng, so với tiên giới giới vách tường còn muốn kiên cố, căn bản là đừng nghĩ mạnh mẽ đánh vỡ không gian giới vách tường đi ra ngoài, cũng không có bất luận cái gì xuất khẩu, chỉ có chủ thần bia. Nghĩ cách luyện hóa chủ thần bia đến lúc đó tự nhiên là có thể đi ra ngoài. Hắn nhìn một vòng xuống dưới, từ trên xuống dưới đều đem chủ thần bia quan sát một bên, kết quả không có chút nào manh mối. Mà lúc này Lữ Xuân Thu có chút vui sướng khi người gặp họa nói, tiểu tử cân nhắc, ta bị nhốt ở chỗ này vạn năm, cũng chưa nghiên cứu ra một cái manh mối tới, ngươi cùng đừng nghĩ, lão phu sở duy nhất có thể đi ra ngoài cơ hội chính là giết Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu, chúng nó là nơi này bảo hộ thần thú, toàn bộ xã mộ viên không gian quy tắc cùng Kỳ Lân Nằm Ngưu cùng một nhịp thở, chỉ có chúng nó tiêu tán, chúng ta mới có cơ hội đi ra ngoài, đừng làm cho ngươi nhi tử còn ở đâu. Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý ngươi nhi tử cũng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này? Lữ Xuân Thu ngươi lại lắm miệng, tin hay không ta đem ngươi luyện hóa thành một bãi nước đặc. Dương Tinh phó mắng. Mà Dương Nghị Vân còn lại là xoay người, chuẩn bị cái này lão bất tử một chút giáo huấn. Đã có thể ở ngay lúc này Nằm Ngưu chi hồn phập phình lại đây nói, tiểu tử, Lữ Xuân Thu tiểu tử này nói không sai, ngươi nếu là nghĩ ra đi, chỉ có đánh tan ta cùng đại ca nguyên thần một cái đường đi, thế nào tới thử xem đi. Lăn một bên đi. Oanh! Ai nha tiểu tử ngươi không biết tốt xấu a? Dương Nghị Vân vung tay lên trực tiếp đem Nằm Ngưu chi hồn một kích bức lui tới rồi một bên. Kỳ thật không đánh chúng, chính là Nằm Ngưu thứ này kêu thảm. Đại ca thoạt nhìn, tiểu tử này là quyết tâm ăn quả cân, đạo tâm thực kiên định. Nằm Ngưu bay đến Kỳ Lân bên người nói. Hảo, chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu đi. Kỳ Lân nói xong, ánh mắt đặt ở Dương Nghị Vân trên người. Giờ phút này Dương Nghị Vân như cũ còn ở nghiên cứu chủ thần bia. Thoạt nhìn không hề có muốn Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu ý niệm. Kỳ Lân hít sâu một hơi nói, Dương Nghị Vân ngươi có thể tưởng tượng hảo, không giết chúng ta, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Kỳ Lân tiền bối ngươi nhưng coi thường ta Dương Nghị Vân, ta có thể đi đến hôm nay không phải dựa cái gì thiên phú hoặc là mặt khác, mà là ta Dương Nghị Vân trọng tình nghĩa giảng nghĩa khí, ân oán phân minh, hắc bạch rõ ràng, nghé con là ta huynh đệ. Ngươi là nghé con tổ tiên, ngươi nói ta nếu là vì thoát vây mà giết ngươi, tương lai ta có cái gì thể diện đối mặt nghé con? Chẳng lẽ ta cho hắn nói, ta giết ngươi tổ tiên mới thoát vây sao? Thật muốn là làm như vậy ta đạo tâm cũng liền hủy, nói nữa, ta cũng không tin luyện hóa không được cái này chủ thần bia. Dương Nghị Vân nói chuyện chung mang theo mỉm cười. Nếu như thế, chúng ta liền trợ ngươi giúp một tay, giúp ngươi luyện hóa cái này chủ thần bia, tiểu tử nhớ kỹ. Chủ thần bia không hảo luyện hóa, nhưng trên người của ngươi có giống nhau chí bảo, nếu ta không đoán sai có lẽ có dùng, đối với ta việc, đừng nói cho hậu bối Kỳ Lân, tương lai ngươi nếu có cơ hội lên trời giới, nhớ kỹ có chúng ta Kỳ Lân nhất tộc một phần công lao. Kỳ Lân dứt lời lúc sau, lại là phát ra một tiếng thét dài. Ngao! Ngay sau đó Nằm Ngưu cũng là như thế, thét dài tiếng vang triệt toàn bộ không gian. Dương Nghị Vân giờ phút này có chút phát ngốc. Không biết Kỳ Lân lời này có ý tứ gì. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, làm hắn chấn động, cũng minh bạch cái gì vội vàng hô lớn, hai vị tiền bối không cần. Oanh! Oanh! Nhưng là đã chậm. Chỉ thấy Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu chia làm Nam Bắc, toàn thân vầng sáng đại tác phẩm, bỗng nhiên đem đồng thời đối với thật lớn chủ thần bia đụng phải qua đi. Nhưng ở Dương Nghị Vân cảm giác chung Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu đều thiêu đốt nguyên thần. Ở thật lớn nổ vang lúc sau, Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu một đầu đâm vào thật lớn chủ thần bia. Ngay sau đó toàn bộ chủ thần bia phát ra chói mắt vô cùng kim quang, khoảnh khắc chi gian bùng nổ ở toàn bộ thần mộ viên không gian, cường đại như Dương Nghị Vân tu vi, đều ở chủ thần bia bộc phát ra vạn trượng kim quang chung theo bản năng nhắm lại hai mắt, quá mức chói mắt căn bản là không mở ra được đôi mắt. Cùng thời gian bên tai vang lên Kỳ Lân thanh âm nói, tiểu tử đây là chúng ta sứ mệnh, cũng là chủ thần đại nhân khảo nghiệm. Ngươi không giết chúng ta kết cục cũng là chú định, mở ra chủ thần bia không có chúng ta không được, nói cách khác chúng ta là chủ thần bia chìa khóa, hiện tại chân chính chủ thần bia mới xuất hiện, cho nên ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, nhân phẩm của ngươi thông qua chủ thần bia khảo nghiệm, tiếp được có hay không cơ duyên xem chính ngươi tạo hóa. Kỳ Lân thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng nghe không thấy. Mà lúc này Dương Nghị Vân trước mặt mở hai mắt, lại là nhìn đến chủ thần bia biến mất không thấy. Toàn bộ thần mộ viên thủy tinh bia cũng biến mất không thấy.
toàn bộ không gian đều là kim quang một mảnh, nhưng là từng viên kim sắc hình cầu xuất hiện, tản ra khổng lồ vô cùng năng lượng, lớn lớn bé bé mấy ngàn kim sắc hình cầu phiêu phù ở toàn bộ không gian. Còn đều không minh bạch sao lại thế này thời điểm, Dương Nghị Vân lại là phát hiện hắn tay trái trên cánh tay càn khôn hồ đồ án bắt đầu nóng lên, đồng dạng phát ra kim quang, cùng cái này không gian nhan sắc không có sai biệt. Càn khôn hồ cư nhiên ở ngay lúc này có nổ vang cảm ứng, rất là nhảy nhót. Giờ khắc này Dương Nghị Vân tựa hồ có chút minh bạch cái gì, trong lòng vừa động thúc giục càn khôn hồ. Giây tiếp theo, càn khôn hồ nóng lên sáng lên, lộng lẫy kim quang so với vừa rồi còn mãnh liệt vạn lần, Dương Nghị Vân nhìn không được nhắm mắt, nhưng là giờ phút này hắn cảm giác được rõ ràng, tựa hồ có thứ gì tiến vào càn khôn hồ nội, giống như là một cái con sông tiến vào càn khôn hồ không gian giống nhau. Ong! Một tiếng nổ vang, Dương Nghị Vân cảm giác cánh tay chấn động một chút, ngay sau đó hắn cảm thấy chấn động choáng váng, nhưng là ngay sau đó khôi phục bình thường. Mà hắn tầm mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Định nhãn vừa thấy, gì? Cảnh tượng có chút quen thuộc a. Như thế nào như là ở càn khôn hồ không gian trong vòng? Nhìn kỹ xem quả nhiên chính là a. Không nghĩ tới trong nháy mắt công phu liền đến càn khôn hồ không gian. Không cần tưởng hắn đều biết là như thế nào sẽ đúng rồi, là càn khôn hồ chính mình hành vi. Có ý tứ chính là, càn khôn hồ trực tiếp cắn nuốt thần mộ viên. Cái gọi là chủ thần bia hẳn là thần mộ viên phong ấn, bị kỳ lân cùng nằm ngưu mở ra sau, toàn bộ thần mộ viên thật lớn thủy tinh bia hóa thành từng viên kim sắc hình cầu. Giờ khắc này Dương Nghị Vân vừa thấy tất cả đều tới rồi càn khôn hồ không gian chung. Thực thần kỳ, nhưng tựa hồ có thực bình thường. Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới phía trước Kỳ Lân nói, trên người có thứ gì chính là luyện hóa chủ thần bia mấu chốt, hiện tại xem ra thứ này đó là càn khôn hồ. Giờ phút này càn khôn hồ không gian cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thần mộ viên chung 3.000 thủy tinh bia hoặc là nói mộ bia càng vì thích hợp, toàn đầu hóa thành hình cầu cao treo ở càn khôn hồ không gian phía chân trời thượng. Cực kỳ giống từng viên sao trời. Trước kia càn khôn hồ không gian trừ bỏ xuất hiện sơn xuyên không gian ở ngoài bốn phía cái phía chân trời đều là một mảnh hỗn động trạng thái, nhưng hiện tại có này đó mộ bia biến thành sao trời lúc sau, sáng lập ra phía chân trời sao trời. Nếu nói trước kia càn khôn hồ không gian chỉ là một mảnh không gian nói, như vậy hiện tại càng như là diễn biến thành một phen chân chính thế giới. Trước kia không có chân chính vật còn sống sinh linh ra đời, đều là Dương Nghị Vân từ bên ngoài nắm chặt tới bỏ vào đi sinh linh. Mà hiện tại tác cho Dương Nghị Vân một loại cảm giác, tựa hồ này một phương thế giới có sinh cơ, cái này sinh cơ là chỉ sẽ có càn khôn hồ thế giới ra đời sinh linh vật còn sống sinh cơ. Thực kỳ diệu cảm giác. 3.000 mộ bia hóa thành càn khôn hồ thế giới 3.000 sao trời, hơn nữa là có sinh cơ sức sống cái loại này. Dương Nghị Vân đang ở càn khôn hồ không gian, không đúng, hiện tại hẳn là kêu thế giới càng vì thích hợp, cảm thụ được toàn bộ càn khôn hồ phát sinh biến hóa, phi thường kỳ diệu. Hắn tổng cảm giác càn khôn hồ sắp sửa ra đời vật còn sống. Giống như thần mộ viên vốn dĩ nên là càn khôn hồ một bộ phận giống nhau. Toàn bộ càn khôn hồ thế giới bốn phía hỗn độn chung ở quay cuồng, thật giống như có thứ gì muốn ra tới giống nhau, nhưng là loại này biến hóa thực thong thả, bất quá Dương Nghị Vân tin tưởng, chung quy có một ngày sẽ phát sinh thật lớn biến hóa. Mà càn khôn hồ thế giới trong không khí, trước kia cũng sinh cơ bừng bừng. Nhưng là trước kia sinh cơ cho hắn cảm giác là cứng nhắc yên tĩnh có chút âm lãnh cái loại này, nhưng là hiện tại trong không khí sinh cơ hơi thở tựa hồ tràn ngập dương khí, giờ phút này thật ở vào một loại âm dương giao thái trạng thái chung. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân phát hiện có một chỗ địa phương ở hấp thu càn khôn hồ thế giới bực này âm dương hội tụ lực lượng, trong lòng vừa động nhìn lại là phát hiện là hắn ở càn khôn hồ phủ đệ chung. Là Lục Tuyết Hy. Đích xác năm đó hắn đem Lục Tuyết Hy cứu lúc sau. Liền buộc chặt càn khôn hồ không gian, vẫn luôn tự cấp nghĩ cách tìm kiếm đánh thức Lục Tuyết Hy phương pháp, nhưng là vẫn luôn cũng chưa tìm được. Lục Tuyết Hy bị cơ vô tâm tà pháp thao tác quá, nguyên thần bị hao tổn thật lớn, Dương Nghị Vân không dám dễ dàng động nàng. Bất quá giờ khắc này hắn lại là phát hiện có kỳ tích. Lục Tuyết Hy cư nhiên thức tỉnh. Giờ khắc này hắn minh bạch, nhất định là càn khôn hồ dung hợp thần mộ viên lúc sau, đã xảy ra âm dương sinh cơ luân phiên. Làm Lục Tuyết Hy thức tỉnh lại đây. Đây là cái thật lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới càn khôn hồ cắn nuốt hoặc là nói dung hợp thần mộ viên, hoàn toàn trở thành càn khôn hồ một bộ phận, làm càn khôn hồ không gian tiến hóa thành một phương thế giới, có sinh cơ hơi thở, cảm thụ chung hiện tại càn khôn hồ thế giới mới càng như là một phương thế giới, có chân chính sức sống.
nhìn qua bốn phía hỗn độn chung quay cuồng không ngừng, nếu có một ngày Càn Khôn Hồ nội xuất hiện chân chính thuộc về Càn Khôn Hồ sinh linh vật còn sống hắn đều không kỳ quái, hiện tại ngược lại là tràn ngập chờ mong. Giờ phút này Dương Nghị Vân lắc mình tiến vào Lục Tuyết Hy nơi phòng, nhìn nàng mở tới hai mắt, thần thức đảo qua liền phát hiện quả nhiên a, nàng khôi phục. Vẫn luôn bối rối hắn vấn đề, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy liền giải quyết. Hiện tại hắn biết thần mộ viên nhất định là thực nghiêu ích đồ vật, thậm chí còn không biết, bất quá bị Càn Khôn Hồ kiêm dung lúc sau, lại là mới chân chính hoàn chỉnh lên. Dương Nghị Vân tin tưởng đến lúc đó Càn Khôn Hồ còn sẽ bởi vì thần mộ viên dung nhập mà phát sinh biến hóa, hắn cảm giác chung, chính là như thế, tựa hồ chân chính Càn Khôn Hồ mới tại đây một khắc hoàn chỉnh lên. Đối này hắn thực chờ mong về sau. Tuyết Hy. Dương Nghị Vân nhìn nằm ở trên giường mở hai mắt Lục Tuyết Hy, kêu nhỏ một tiếng. Tuy rằng nhìn là nàng thức tỉnh, nhưng là chân chính có hay không khôi phục tự mình hoàn chỉnh ý thức, thật đúng là không biết. Một tiếng không phản ứng. Dương Nghị Vân nhíu mày trực tiếp đi lên trước, đi vào xem Lục Tuyết Hy bên người, ngồi ở trên mép giường. Tuyết Hy. Hắn kêu gọi tiếng thứ hai. Lúc này nằm ở trên giường Lục Tuyết Hy trong mắt chuyển động, nhìn như có phản ứng. Hai tròng mắt chung dần dần có sáng rọi. Dương Nghị Vân nhìn nàng, vươn tay đem Lục Tuyết Hy trắng nõn tay chộp vào trong tay, nói thật hắn cũng có chút khẩn trương, cứ việc thần thức chung phát hiện Lục Tuyết Hy trên người thiếu một ít tà khí, cả người cũng khôi phục bình thường. Nhưng chung quy nàng ra quá vấn đề chính là ý thức là nguyên thần, thứ này là trên đời khó nhất nói rõ ràng tồn tại. Nói không lo lắng đó là giả. Đối Lục Tuyết Hy tỉ muội hắn có thua thiệt, đặc biệt là Lục Tuyết Hy. Hoàn toàn có thể nói toàn bộ vân môn có thể phát triển đến bây giờ, lại cơ sở thượng đều là Lục Tuyết Hy công lao. Hắn một đám nữ nhân, mấy cái hài tử còn có vân môn lúc ban đầu một ít đệ tử môn nhân, bắt đầu tu chân tu đạo tất cả đều là Lục Tuyết Hy chỉ đạo. Có rất nhiều thứ cái này ngốc nữ hài không màng sinh tử, khiêng áp lực đều có thể vì hắn đi che mưa chắn gió, đương nhiên đó là ở địa cầu ở Sơn Hải giới ở thời điểm. Nhưng càng là lúc ban đầu đồ vật, liền càng là làm người khó có thể quên. Nếu nói thế giới này có mấy người nhất hiểu hắn, như vậy Lục Tuyết Hy không hề nghi ngờ chính là một trong số đó. Chỉ là có rất nhiều thời điểm, nàng sẽ không biểu đạt ra tới mà thôi. Nhìn như lạnh nhạt bề ngoài hạ, kỳ thật có một viên cực nóng tâm, đây là Lục Tuyết Hy. Dương Nghị Vân trong lòng thực áy náy. Hắn kỳ thật trong lòng rõ ràng Lục Tuyết Hy đối hắn là cái dạng gì, nhưng lúc trước đại hôn thời điểm, lại là đối mặt Lục gia tỉ muội lựa chọn trốn tránh, làm bộ không biết. Hiện tại ngẫm lại nàng lúc ấy nhất định thực thương tâm. Mấy vấn đề này hắn sau lại đều nghĩ tới, đáng tiếc đều đã muộn. Từ tu chân giới phi thăng đến hắn tìm được Lục Tuyết Hy, thời gian thượng đã qua đi thật lâu thật lâu. Nói hắn trong lòng không để bụng Lục Tuyết Hy sao? Kia mới là lời nói dối. Trong lòng mang theo chua xót cùng áy náy, lúc này bắt lấy Lục Tuyết Hy tay, Dương Nghị Vân nhìn nàng hai mắt, cảm xúc là thực dao động. Nhưng là... Giờ khắc này hắn nhìn đến Lục Tuyết Hy hai mắt có nước mắt ở trong suốt. Nàng hai tròng mắt chung rốt cuộc có cảm xúc biến hóa, Dương Nghị Vân biết nàng thật sự thức tỉnh. Tuyết Hy ngươi, ngươi cảm giác thế nào? Dương Nghị Vân lôi kéo tay nàng hỏi. Ta, ngươi hỗn đản. Đây là Lục Tuyết Hy mở miệng câu đầu tiên lời nói, nhưng là những lời này ra tới, nàng đã rơi lệ đầy mặt. Chân chính hoa lê dính hạt mưa. Nước mắt ngăn không được từ hốc mắt toát ra tới. Có ủy khuất, có ghen ghét, có hậu sợ. Lục Tuyết Hy trong ánh mắt có quá nhiều đồ vật. Dương Nghị Vân biết nàng thật sự khôi phục lại đây. Đem nàng bế lên ôm trong ngực. Thực xin lỗi, là ta sai rồi, từ nay về sau không bao giờ sẽ làm ngươi bị thương tổn, ta. Dương Nghị Vân tạm dừng một chút, hít sâu một ngụm nhìn Lục Tuyết Hy nói, ta thích ngươi, từ lúc trước ở địa cầu chính là, chỉ là. Các loại nguyên nhân không dám thừa nhận, nhưng là hiện tại. Ta hy vọng ngươi làm ta nữ nhân, Tuyết Hy ngươi nguyện ý sao? Lại nói tiếp là hỏi, kỳ thật Dương mỗ nhân lời nói chung bá đạo khẩn, căn bản là không cho Lục Tuyết Hy cự tuyệt đường sống. Đương nhiên tới rồi hiện giờ Dương mỗ nhân tu vi cảnh giới, đã không tồn tại cái gì hoa tâm không hoa tâm vấn đề, mà là với hắn mà nói, này một câu bá đạo thổ lộ, càng là một phần trách nhiệm, hắn không bao giờ hy vọng Lục Tuyết Hy đã chịu một tia thương tổn. Đây mới là trọng điểm. Ta. Hảo. Đồng ý liền hảo. Ta còn chưa nói đồng ý. Có quan hệ gì, ta biết ngươi đồng ý. Ngươi, bên ngoài còn có người chờ, không còn kịp rồi trước động phòng lại nói.
Dương Nghị Vân ngươi. Hô. Hảo đi, Dương Mỗ Nhân vung tay lên dưới toàn bộ phòng đều lâm vào hắc ám, trong không khí chỉ có một ít nói không rõ thanh âm tồn tại. Bá đạo nam nhân không cho nữ nhân một chút cơ hội phản bác. Chỉ là đối nữ nhân kia tới nói, nàng chờ mấy ngàn năm một phần khúc mắc biến mất, loại ở trong lòng nào đó đóa hoa hôm nay nở hoa. Nàng tỉnh, cực khổ nghĩ lại mà kinh kia một đoạn hắc ám kết thúc, hiện tại nàng tiến vào thuộc về nàng quang minh ôm ấp. Hảo, nên đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Dương Mỗ Nhân cùng Lục Tuyết Hy kết thúc một hồi chiến đấu, cũng liêu qua lẫn nhau chi gian đã phát sinh sự. Lục Tuyết Hy sự trên cơ bản cùng hắn sở hiểu biết không sai biệt mấy, chịu khổ chịu tội, nhưng nói đến cùng nàng cũng coi như âm sai có hiện giờ tu vi, đến là không tồi, sau này sẽ có lớn hơn nữa tu luyện không gian. Đến nỗi vân môn việc, Dương Nghị Vân cũng cho nàng đơn giản giảng thuật một ít. Mà Lục Tuyết Hy lo lắng nhất vẫn là chính mình muội muội Lục Vũ Thư. Ngươi, ta muội muội kỳ thật cũng thích ngươi. Đỏ mặt Lục Tuyết Hy nhỏ giọng nói một tiếng. Dương Mỗ Nhân tự nhiên biết điểm này, cười gượng một chút nói, ta biết, ngươi yên tâm chờ trở về liền cấp Vũ Thư một công đạo, ngươi thả ở Càn Khôn Hồ tu luyện đi, ta đi ra ngoài xử lý sự tình, chờ trở lại tiên giới ta thả ngươi ra tới. Ân. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trực tiếp từ Càn Khôn Hồ ra tới. Tới rồi bên ngoài. Phía trước Càn Khôn Hồ hấp thu toàn bộ thần mộ viên thời điểm, rất kỳ quái cư nhiên không đem nhi tử Dương Tinh Phó cùng Lữ Xuân Thu hấp thu tiến vào. Dương Nghị Vân vừa thấy nhi tử Dương Tinh Phó cùng Lữ Xuân Thu còn tại chỗ, chẳng qua thần mộ viên biến mất lúc sau, thân ở Thủy Hoàng Đại Mộ Trung, là ngầm không gian. Lúc này hai người còn đang chờ. Có cái rất có ý tứ tưởng tượng là, Dương Nghị Vân Càn Khôn Hồ cắn nuốt thần mộ viên lúc sau, bên trong thời gian chuyển biến. Bởi vì hắn xuyên thấu qua Càn Khôn Hồ xem bên ngoài nhi tử Dương Tinh Phó cùng Lữ Xuân Thu, giờ phút này cư nhiên là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Như thế nào sẽ là? Thần mộ viên tựa hồ biến mất. Phụ thân. Ha ha ha, rốt cuộc ra tới. Thực rõ ràng nhi tử Dương Tinh Phó cùng Lữ Xuân Thu nhìn qua là vừa rồi phát hiện thần mộ viên biến mất, mà bọn họ còn lại là xuất hiện ở đại mộ không gian, nói trắng ra là dưới mặt đất. Nhưng Dương Nghị Vân lại là rõ ràng, hắn cùng Lục Tuyết Hy ở Càn Khôn Hồ nội suốt triền miên 3 ngày thời gian, nhưng mà thấy rõ tỉnh ngoại giới cũng liền đi qua trong nháy mắt thời gian. Trong lòng vừa động cẩn thận cảm thụ một phen, quả nhiên phát hiện thật là Càn Khôn Hồ nội thời gian đã xảy ra biến hóa. Thời gian tỷ lệ tới kinh người 1:1000 trình độ. Nói cách khác Càn Khôn Hồ nội thời gian trôi qua 1000 thiên, ngoại giới cũng mới qua đi 1 ngày thời gian so liệt. Cái này phát hiện làm hắn mừng rỡ như điên. Như thế, chẳng phải là ý nghĩa hắn tu luyện sẽ so người khác mau thượng 1000 lần. Đây chính là chân chính nghịch thiên thời gian. Chẳng lẽ thần mộ viên thật là Càn Khôn Hồ một bộ phận? Hoặc là nói, thần mộ viên cùng Càn Khôn Hồ cùng ra một mạch. Dương Nghị Vân cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Lúc này hắn cũng chậm rãi cảm thụ Càn Khôn Hồ nội cao treo ở phía chân trời 3000 viên sao trời, kỳ thật chính là thần mộ viên chung 3000 thần ma mộ bia biến thành, mỗi một viên chung ẩn chứa cường đại tinh thuần thần hồn hơi thở cùng một ít huyền diệu. Dựa theo phía trước Kỳ Lân cùng nằm như lời nói, đến thần mộ viên 3000 mộ bia chính là đến 3000 thần ma truyền thừa, tương lai có hậu bối tu luyện giả tìm hiểu 3000 thần ma đại đạo, cũng chính là có thể ra đời 3000 thần ma sinh linh. Tương đương vô hình chung hắn Càn Khôn Hồ nội xuất hiện 3000 thần ma đại đạo gen, đến nỗi như thế nào mới có thể đi tìm hiểu đạt được, điểm này hắn tạm thời còn không biết. Bất quá xem tình huống, Càn Khôn Hồ nội hỗn độn quay cuồng bộ dáng, còn ở phát sinh biến hóa, đến lúc đó tổng hội có rõ ràng một ngày. 3000 thần ma hạt giống A. Chẳng phải là nói, hắn sau này có thể cấp vân môn mọi người sáng tạo ra 3000 cái thành thần cơ hội danh ngạch. Tuy rằng trước mắt chỉ là như vậy một cái phỏng đoán, nhưng hắn lại là biết đây là vô cùng có khả năng tồn tại. Hiện tại phải đợi. Chờ đến Càn Khôn Hồ hoàn toàn tiêu hóa rất thần mộ viên, chờ đến Càn Khôn Hồ diễn biến hoàn thành, tới rồi lúc ấy, nghĩ đến sẽ biết trong đó huyền bí. Điểm này hắn không nóng nảy. Dù sao thần mộ viên là tới rồi hắn Càn Khôn Hồ nội đi, điểm này hắn rõ ràng. Trước mắt đã xuất hiện thực rõ ràng biến hóa là Càn Khôn Hồ nội sinh cơ chi lực đã xảy ra biến hóa, tiền lời đầu tiên chính là Lục Tuyết Hy. Điểm này chứng minh Càn Khôn Hồ nội có được có thể chữa trị sa nguyên thần đơn giản hóa ma tính năng lực. Tiếp theo là nghịch thiên thời gian đối lập, bên ngoài 1 ngày, bên trong chính là 1000 thiên.
tương đương hắn có so bất luận cái gì nhiều chỗ 1000 lần thời gian. Cho dù là hắn tu luyện thiên phú như nằm nghiêu giống nhau chậm, hắn cũng có thể ở càn khôn hồ nội dùng thời gian đền bù ra tới. Mặt khác càn khôn hồ nội tứ phương nơi hỗn độn kích động hắn biết đây là một loại giải khóa tình huống, mỗi một lần càn khôn hồ tiến hóa, kỳ thật chính là bốn phía hỗn độn kích động, hắn lý giải là một loại giải khóa. Toàn bộ càn khôn hồ nội thế giới gương mặt thật là cái gì mắt, hắn là không biết, bởi vì hỗn độn ngăn cách hết thảy, hắn nhìn không tới cảm giác không đến. Nhưng là theo mỗi một lần càn khôn hồ giải khóa tiến hóa, đều sẽ xuất hiện cường đại nghịch thiên sự vật, tỉ như trước mắt xuất hiện, sinh mệnh chi thủy, linh đào, dưa hấu lôi, ngũ lôi tím thụ, một cái so một cái nghiêu ích, các hữu dụng đồ. Dương Nghị Vân thực chờ mong tương lai có một ngày toàn bộ càn khôn hồ nội hỗn độn biến mất, sẽ xuất hiện cái gì? Dù sao hắn có dự cảm, lúc này đây càn khôn hồ cắn nuốt thần mộ viên lúc sau hỗn độn kích động, vô cùng có khả năng càn khôn hồ nội sẽ ra đời có sinh mệnh bản thổ vật còn sống. Trong lòng nghĩ này đó, Dương Nghị Vân từ càn khôn hồ đi ra ngoài, đến nhi tử Dương Tinh Phó cùng Lữ Xuân Thu cách đó không xa. Nhìn nhi tử Dương Tinh Phó vẻ mặt sốt ruột kêu to phụ thân bộ dáng, hắn trong lòng mạc danh vui mừng. Mặc kệ hắn đứa con trai này là người là ma, vĩnh viễn đều là hắn Dương Nghị Vân nhi tử, điểm này không sai được. Nguyên thần thoát biến bao nhiêu lần, Dương Tinh Phó thân thể chung quy đều chính hắn, là hắn Dương Nghị Vân nhi tử, huyết mạch quan hệ mạt không đi. Tinh nhi vi phụ không có việc gì. Dương Nghị Vân ra tiếng. Xoát. Dương Tinh Phó xoát một chút xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, phụ thân. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Nghị Vân vỗ vỗ Dương Tinh Phó bả vai. Đích xác vừa rồi kim quang vạn trượng nhìn không tới thần mộ viên biến hóa, Dương Tinh Phó biết toàn bộ thần mộ viên đã xảy ra đại biến. Rằng co vài phút sau đường hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại là phát hiện thần mộ viên đã biến mất không còn một mảnh, mà chính mình phụ thân Dương Nghị Vân cũng biến mất không thấy. Chỉ có cùng hắn Lữ Xuân Thu xuất hiện ở tối tăm đại mộ chung. Cái này Dương Tinh Phó sốt ruột. Khắp nơi tìm kiếm la to. Cũng may, phụ thân xuất hiện. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Dương Tinh Phó lòng còn sợ hãi. Lúc này Lữ Xuân Thu lại đây nhìn Dương Nghị Vân nói, tiểu tử ngươi có phải hay không luyện hóa chủ thần bia? Không có, ta và các ngươi giống nhau, chỉ là cảm giác kim quang vạn trượng. Sau đó lại mở mắt ra liền nhìn đến các ngươi hai cái, lão Lữ A, ngươi quên phía trước là Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu va chạm chủ thần bia sao? Hiện tại xem ra là Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu dùng bọn họ sinh mệnh va chạm chủ thần bia, đánh vỡ thần mộ viên, cho chúng ta ra tới cơ hội A. Dương Nghị Vân nói chuyện nửa thật nửa giả, nói Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu chi hồn thời điểm hắn mặt lộ vẻ thương cảm chi sắc. Đương nhiên là chân chính thương cảm, bởi vì hắn biết Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu thật là tiêu tán. Nói cách khác từ nào đó trình độ giảng, là Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu thành toàn hắn bắt lấy thần mộ viên. Bất quá thần mộ viên bị hắn càn khôn hồ cắn nuốt sự, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Lữ Xuân Thu. Kia, vừa mới ngươi như thế nào không ở chỗ này? Chúng ta hai cái tìm ngươi vài phút ngươi mới xuất hiện. Lữ Xuân Thu có điểm không tin. Ta mẹ nó vừa rồi ở bên kia góc, choáng váng đầu lợi hại, nghe được ta nhi tử kêu to mới đã đi tới. Cùng ngươi tình huống giống nhau, tin hay không tùy thích. Thần mộ viên tất nhiên là biến mất, điểm này không cần hỏi, Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu đều nguyên thần tiêu tán, thần mộ viên tự nhiên đi theo biến mất, có cái gì hảo nghi hoặc. Dương mỗ nhân bắt đầu ba phải, dù sao đánh chết đều sẽ không thừa nhận thần mộ viên ở trên người hắn. Đây là trọng bảo A. Lữ Xuân Thu tìm cả đời, Dương mắt nhìn bảo bối, có 3000 thần ma nguyên thần trọng bảo, nếu là truyền ra đi, tất nhiên sẽ bị người nhớ thương. Đánh chết đều không thừa nhận. Mà Lữ Xuân Thu cái này lão bất tử, Dương Nghị Vân trước mắt còn không biết hắn chân chính chi tiết, liền càng thêm sẽ không đối Lữ Xuân Thu nói cái gì. Dù sao ở tiên giới hắn là không quá nghe qua có cái gì Lữ gia tồn tại. Thấy Dương Nghị Vân như thế, Lữ Xuân Thu nheo lại mắt mở miệng nói, lão phu hoài nghi ngươi ở lái xe, nhưng chính là không chứng cứ thôi, dù sao hiện tại ra tới, sau này còn gặp lại. Nói chuyện chung Lữ Xuân Thu vung tay lên mở ra không gian thông đạo muốn đi. Dương Nghị Vân lại là vội vàng hô, từ từ. Như thế nào, tiểu tử ngươi còn tưởng để lại lão phu không thành. Lữ Xuân Thu nheo lại mắt, tuy rằng các ngươi phụ tử rất cường đại, nhưng là tưởng lưu lại lão phu. Ha ha, tưởng đều không cần tưởng. Lão Lữ A, tưởng gì đó đâu, người ta cũng coi như là bạn cũ, ta lưu lại ngươi làm gì.
Dương Nghị Vân một bộ ngươi suy nghĩ nhiều biểu tình tiếp tục nói, ta là tưởng nói ngươi muốn đi đâu nhi. Tiên giới nói, chúng ta có thể cùng nhau sao? Ha ha a tiểu tử nói nửa ngày có phải hay không tưởng bàn lão phu chi tiết. Lữ Xuân Thu xảo trá cười. Dương Nghị Vân thật đúng là chính là ý tứ này, Lữ Xuân Thu lão gia hỏa này, mỗi một lần gặp mặt đều nghe thần bí, đương nhiên là tại thân phận thượng. Lần trước gặp mặt là địa cầu người thủ hộ thân phận, lần này gặp mặt, hảo gia hỏa một chút chính là bán thần chi cảnh. Nhưng là ở tiên giới Dương Nghị Vân chưa từng nghe qua Lữ Xuân Thu nhân vật này, cho nên rất kỳ quái, lão gia hỏa này là cái gì con đường. Đúng vậy, có thể báo cho sao? Tới rồi người ta cái này cấp bậc tất nhiên muốn lên trời lộ, lên trời trên đường thêm một cái bạn nhi luôn là tốt đi, đối với ngươi cũng hảo đúng không? Dương Nghị Vân cũng không ở vòng vo trực tiếp liền nói. Lữ Xuân Thu nhìn Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói cho tiểu tử ngươi cũng không sao, kỳ thật ta và ngươi giống nhau, mọi người đều là đồng hương, đương nhiên ta không phải xuất thân ở địa cầu, ta tổ tiên là người địa cầu, nhưng nghe nói qua Lữ Tổ Lữ Động Tân. Lữ Tổ. Dương Nghị Vân cả người đều là chấn động, Lữ Tổ Lữ Động Tân. Không tôi, tổ tiên chính là Lữ Tổ, cho nên nói ta đối địa cầu có cảm tình, biết tiểu tử ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm lão phu trực tiếp sẽ đi tiên giới, sẽ không dừng lại ở địa cầu. Tìm vạn nhiều năm bảo tàng, bị tiểu tử ngươi được đi, lão phu ta thực yêu thương, còn có cái gì lý do lưu tại thương tâm nơi. Lữ Xuân Thu ra vẻ ai thượng nói. Đinh đinh đinh. Đình chỉ, đều nói ta cũng không biết thần mộ viên đi nơi nào, dù sao ta không được đến, ngươi tin hay không tùy thích, tìm ngươi đi chỉ là tưởng nói thật tưởng cùng ngươi liên hợp cùng nhau lên trời lộ, thượng thiên giới, có hay không khả năng? Dương Nghị Vân nói. Lữ Xuân Thu thật sâu nhìn Dương Nghị Vân nói thôi, dù sao lão phu có thể thoát vây, cũng có tiểu tử ngươi xuất hiện công lao, đến nỗi lên trời lộ, ha ha, tiểu tử ngươi đến lúc đó tới lên trời lộ tìm ta đi, liền nói tìm Lữ Xuân Thu, tự nhiên sẽ biết. Từ từ, không thích hợp a, ngươi là nói. Nhà ngươi ở lên trời lộ, Dương Nghị Vân hỏi. Ha ha, lên trời lộ không chỉ có riêng là một cái lộ, nhiều không nói, chờ tiểu tử ngươi đi lúc sau liền biết, tiểu tử, có duyên lên trời lộ tái kiến đi, cáo từ Lữ Xuân Thu cái này nói xong, trực tiếp biến mất ở không gian thông đạo. Dương Nghị Vân thả ra thần thức đi cảm thụ một chút, quả nhiên Lữ Xuân Thu trực tiếp rời đi địa cầu, toàn bộ địa cầu đều ở hắn thần thức bao phủ dưới, này đó đảo cũng yên tâm. Lúc này Dương Tinh Phó đi tới nói, phụ thân chúng ta làm sao bây giờ? Đi thôi, chúng ta sẽ tiên giới, Dương Nghị Vân nói. Ân, Dương Tinh Phó trả lời, nhưng lại có như vậy một tia nghi muộn ở bên trong. Dương Nghị Vân đem nhi tử biểu hiện xem ở trong mắt, nghĩ nghĩ vẫn là nói, có khác cái gì băn khoăn, mặc kệ là đi cái gì nói, ngươi đều là ta Dương Nghị Vân nhi tử, còn có từ ngươi xuất thế lúc sau, kỳ thật mẹ ngươi thực lo lắng ngươi. Ở một người chính là ngươi đại sư huynh bởi vì ngươi sự tình, đến bây giờ mới thôi đều thực tự trách, trở về lúc sau cũng đi xem ca ca ngươi các tỷ tỷ, đến nỗi sau này lộ, đó là ngươi lựa chọn, vi phụ sẽ không can thiệp ngươi, nhưng là nhớ kỹ, vẫn là câu nói kia. Đừng làm ác. Dương Nghị Vân này một phen nói ra tới, làm Dương Nghị Vân cả người đều là chấn động, hắn gật gật đầu nói ân, ta có chuẩn bị tâm lý, lần này liền cùng ngài trở về. Đến nỗi ma đạo việc. Còn thỉnh phụ thân yên tâm, tiên giới ma đạo tu sĩ, nhưng phàm là thảo gian nhân mạng giả, đều bị ta hội tụ tới rồi cùng nhau, chuyện sau đó, phụ thân ngài đã biết, bọn họ đều bị tiên giới tiên nhân đại quân cấp tru diệt, ta cũng ước thúc bọn họ, ma đạo tu sĩ về sau đều sẽ không dễ dàng đặt chân tiên nhân địa bàn, ở tiên giới biển sao hoang dã ở ngoài, ta cũng tìm một chỗ thích hợp ma đạo tu sĩ tu luyện địa phương. Mặt khác bọn họ tôn xưng ta vì ma chủ, vì tiên giới ma đạo cộng chủ, điểm này ta nhận. Trở về lúc sau cũng chuẩn bị khai tông thành lập một cái ma đạo tông môn, gọi là thần thánh ma tông, hài nhi tưởng chính là như thế có thể càng tốt ước thúc tiên giới ma đạo tu sĩ, cũng không đến mức cùng tiên nhân một phen khởi xung đột. Kỳ thật hài nhi chính mình sáng tạo một ít ma đạo tu luyện công pháp từ từ, phát hiện tu ma chi đạo, cùng tu luyện chi đạo tuy rằng bất đồng, nhưng chung quy cũng là trăm sông đổ về một biển, đồng dạng là đại đạo một loại, đây là ma đạo càng vì trực tiếp thô bạo. Đi tà đạo là bởi vì ngăn cản không được tâm ma chi dụ hoặc, đích xác có chút người sẽ vào nhầm lạc lối, hài nhi hiện tại muốn làm chính là dẫn đường cùng thay đổi, cho nên thỉnh phụ thân yên tâm. Dương Nghị Vân nghe nhi tử Dương Tinh Phó giảng thuật, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tâm lý lại là ở sông cuộn biển gầm. Đứa con trai này thật đúng là cho hắn rất lớn kinh hách. Sáng tạo ma công, sáng tạo thần thánh ma tông, thật đúng là ma tộc ma chủ,
đứa con trai này nghe tới so với hắn cái này lão tử nghiêu. Trọng điểm là cái này tiểu tử thúi hạ một mâm đại cờ, liền hắn đều tính kế đi vào. Cơ vô tâm ma đạo tu sĩ ở Thiên Nhai Sơn kết thúc, suốt mấy trăm vạn ma đạo tu sĩ, cư nhiên bị hắn tính kế ở cùng nhau, tiếp theo hắn cái này lão tử đao, toàn bộ tiêu diệt. Cái này tâm cũng là đủ tàn nhẫn, là cái làm ma chủ mầm. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, hắn đứa con trai này chung quy là thần ma chuyển tu, từ thần ma đến tiên ma, lại đến con của hắn, ở thức tỉnh, có thể có hôm nay này một bước, cũng coi như sẽ không tồi. Không chút nào khoa trương nói, cái này tiểu tử thúi là chân chính đại ma. Còn hảo, hắn là dương tinh phó ký ức cái gì đều ở, vẫn là con của hắn, không có trở thành chân chính ma đầu, có lý tính tồn tại, điểm này là khó nhất đến. Đối mặt giờ phút này Dương Tinh Phó, Dương Nghị Vân rất muốn nói điểm cái gì, nhưng lại lời nói đến bên miệng, cũng không nói ra được, ngẫm lại sau một chân đá vào hắn trên mông. Chạm vào. Ai nha? Dương Tinh Phó kêu to bị Dương Mẫu Nhân một chân đá ra đi thật xa, ngay sau đó có chạy trở về, vẻ mặt thấp thỏm. Lúc này Dương Mẫu Nhân mới mở miệng mắng nói, tiểu tử thúi ngươi liền ta đều tính kế, cho ngươi đương dao nhỏ xử một hồi, này một chân đá ngươi oan không oan ngươi. Không oan không oan, Dương Tinh Phó cười làm lành vội vàng trả lời. Thôi, đi thôi, tiểu tử ngươi trưởng thành, ta quản không đến ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ ngươi vĩnh viễn là ta nhi tử. Dương Nghị Vân nói đi vung tay lên một đạo không gian mở ra. Phụ thân chúng ta chuẩn bị trực tiếp rời đi sao? Không ở nhìn xem quê nhà? Dương Tinh Phó hỏi. Dương Nghị Vân nói, không được, hiện tại đã tiến vào Ngân Hà Văn Minh thời đại, không có trước kia bóng dáng, chúng ta lưu lại nơi này không thích hợp. Này một phương thế giới mạnh khỏe, cũng không có gì vướng bận, chúng ta kế tiếp còn có chân chính một cái lộ muốn đi đi, trở về đi. Dương Nghị Vân trực tiếp cùng Dương Tinh Phó mở ra không gian phản hồi tiên giới. Lại lần nữa xuất hiện đã là vân môn bên trong. Lấy Dương Mẫu Nhân hiện giờ đạo hạnh, thật đúng là thật có thể xưng được với tiên thần, đối thiên địa chi lực khống chế, đối không gian pháp tắc nắm giữ thậm chí là mặt khác đều đạt tới một cái đỉnh. Nhoáng lên hơn 2.000 năm đi qua. Khoảng cách cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, Hoàng Tuyền lão tổ ước định 3.000 năm thời gian cũng không bao nhiêu thời gian. Dương Nghị Vân lần này trở về, liền chuẩn bị lên trời lộ. Mang theo Dương Tinh Phó trực tiếp tới rồi vân môn nội môn vân thôn, vốn dĩ muốn dẫn hắn đi gặp những người khác, chính là Dương Tinh Phó cự tuyệt. Hắn biết hiện tại tu ma đạo chi lộ, tất nhiên sẽ có bất hảo một mặt, sợ cấp phụ thân tìm tới nhàn ngôn toái ngữ. Dương Nghị Vân cái này đương phụ thân có thể không để bụng. Nhưng Dương Tinh Phó cái này đương nhi tử không thể không để bụng. Đi thôi, đi xem mẫu thân người các nàng, Dương Nghị Vân nói. Ngài không đi, Dương Tinh Phó hỏi. Ta đi trước tìm người đại sư bá có một số việc thương nghị, nói cho mẹ người các nàng ta trở về chính là. Dương Nghị Vân dặn dò. Ân, hài nhi đã biết. Đừng quên đi xem người đại sư huynh. Ân. Dương Nghị Vân chờ Dương Tinh Phó tiến vào vân thôn lúc sau. Vung tay lên lại là đem Lục Tuyết Hy phóng ra. Nơi này chính là tiên giới vân môn sao? Lục Tuyết Hy từ Càn Khôn Hồ ra tới sau hỏi. Đúng vậy, nơi này là nội tâm trung tâm nơi, ta kiến tạo một địa cầu thôn nhỏ, ngươi về sau cũng ở nơi này, hiện tại ta mang đến đi gặp Phú Thư đi, ngươi không ở, nàng kỳ thật thực quái gở, một người ở tại mẫu đơn cốc bên kia. Dương Nghị Vân nói chuyện chung kéo Lục Tuyết Hy tay trực tiếp xuất hiện ở mẫu đơn cốc. Mẫu đơn cốc có mẫu đơn nương nương lúc trước đạo tràng, nơi này bách hoa nở rộ, từ mẫu đơn nương nương bị hắn nhâm mệnh vì tổ sư điện điện chủ lúc sau, liền mang theo một loại hoa tiên tử đi tổ sư điện, nhưng Lục Phú Thư kia nha đầu tỷ tỷ không ở thời điểm thích phát ngốc, thường xuyên một người tới nơi này, đơn giản Dương Nghị Vân liền cho nàng ở chỗ này kiến tạo một tòa biệt viện, làm nàng ở nơi này. Tỷ tỷ, Dương Nghị Vân cùng Lục Tuyết Hy vừa xuất hiện ở mẫu đơn cốc cửa cốc, hình như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, Lục Phú Thư liền xuất hiện. Cách thật xa kích động này hô to một tiếng tỷ tỷ. Hai tỷ muội trước kia luôn là đấu võ mồm, nhưng mấy năm nay tách ra thời gian quá dài, hiện tại hảo, ngược lại là tưởng niệm. Muội muội, một hồi khóc diễn trình diễn. Đoán trước bên trong, Dương Mẫu Nhân đứng ở một bên nhìn. Lúc này đây trở về lúc sau, toàn bộ vân môn đều cảm nhận được an bình. Không chỉ có là Dương Nghị Vân cái này người tâm phúc trở về vấn đề, mà là toàn bộ tiên giới đều xem như không có gì sự. Đương nhiên trọng điểm là Dương Nghị Vân tìm về nhi tử Dương Tinh Phó, đây mới là trọng điểm. Bất quá đối với Dương Tinh Phó trở về, chỉ giới hạn trong vân môn tiểu phạm vi biết, rốt cuộc Dương Tinh Phó đi rồi một cái ma đạo chi lộ.
Lục Tuyết Hy cùng Lục Vũ Thư tỉ muội hai cái cũng gặp nhau. Dương Nghị Vân trong lòng có một kiện tâm sự rơi xuống. Bên trong cùng phần ngoài có không một ít mâu thuẫn đều xem như hóa giải. Tỉ như Dương Tinh Phó cùng đại đồ đệ cùng mặt khác mấy cái huynh đệ tỉ muội chi gian quan hệ, nói khai, nên xin lỗi, việc này đi qua. Có Dương Nghị Vân nhìn này mấy tiểu bối cũng không dám lỗ mãng, lại nói mấy tiểu bối chi gian bản thân đều trên cơ bản đều là cùng nhau lớn lên, không có gì sự không thể tha thứ. Nhoáng lên 3 năm thời gian trôi qua, Dương Tinh Phó vốn dĩ phải đi, nhưng Vân Môn Vân Thôn lại là đã xảy ra một chuyện lớn, đều là chính mình chứng kiến, cho nên ở lâu một ngày. Chuyện này đó là, Dương Mẫu Nhân cho Lục gia tỉ muội, Tuyết Hương, Cảnh Sán chờ mấy cái sau lại Hồng Nhan một cái danh phận, đây là hắn hẳn là cho các nàng. Cũng là hắn làm một người nam nhân nên làm, việc này ở cha mẹ dưới sự chủ trì hoàn thành. Chẳng qua liền ở Vân Thôn trong vòng tiến hành, không có tiến kinh động bất luận kẻ nào. Nhiều năm như vậy qua đi, cũng nên là một công đạo. Lão Dương gia có gia phả, là phụ thân thân thủ một lần nữa sửa sang lại, là Dương gia người đều sẽ xuất hiện ở gia phả thượng, điểm này rất quan trọng, mỗi một cái người nhà đều coi trọng. Cho nên cái gọi là nghi thức trọng điểm chính là làm mấy nữ tên xuất hiện ở gia phả thượng. Lúc sau, nhi tử Dương Tinh Phó đi rồi, đi tiêu không một tiếng động. Nhưng là ở Vân Môn ở ngoài, mỗi một cái đám mây phía trên, Dương Nghị Vân lại là mang theo Âu Dương Ngọc Thanh nhìn theo Dương Tinh Phó rời đi. Tinh Nhi, Âu Dương Ngọc Thanh lưu trữ nước mắt nhẹ giọng xuất khẩu, lại là không có kêu to ra tới. Dương Nghị Vân an ủi nàng nói, yên tâm đi, hai tử lớn luôn là muốn phi. Tinh Nhi so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn, đứa nhỏ này từ trở về liền vẫn luôn điệu thấp, kỳ thật chính là sợ Vân Môn những người khác nói xấu, nếu hắn không giống có động tính, chúng ta liền tôn trọng hắn đi, đừng đi quấy rầy. Ân, người nói, Tinh Nhi là cái gì ma chủ, có thể hay không có nguy hiểm ta này trong lòng vẫn là lo lắng khẩn Âu Dương Ngọc Thanh hỏi. Yên tâm đi, người nhi tử so ngươi trong tưởng tượng càng vì kiên cường. Hai người đàm luận nhi tử. Mấy chục dặm ở ngoài Dương Tinh Phó tự nhiên có cảm, quỳ gối đám mây đối với Dương Nghị Vân cùng Âu Dương Ngọc Thanh lễ bái lúc sau, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Vân Môn ở một lần khôi phục bình tĩnh, nhưng lại ở phát triển thượng tiến triển cực nhanh, mọi người đều ở nỗ lực tu luyện. Toàn bộ tiên giới cũng khôi phục bình thường trật tự, chẳng qua ngẫu nhiên còn sẽ có cơ vô tâm lưu lại ma đạo dư nghiệt xuất hiện, bất quá đã ảnh hưởng không được cái gì đại cục. Ngược lại trở thành tiên giới rất nhiều tiên nhân thành danh đá mài dao, thế cho nên tiểu đồng lứa chung cách mấy năm sẽ ra tới một cái nổi danh hào tiên nhân. Ma đạo tu sĩ cũng là tu đạo một loại, căn bản không có khả năng toàn bộ tiêu diệt, cho nên Dương Nghị Vân cho rằng cũng là chuyện tốt, có ma đạo tu sĩ cấp tiên giới tiên nhân gõ chuông cảnh báo, đại gia tu luyện mới sẽ không chậm trễ. Nào đó trình độ thượng, Dương Nghị Vân thả ra tin tức, cam chịu ma đạo tu sĩ tồn tại. Này cũng coi như là đối nhi tử Dương Tinh Phó một loại duy trì. Đương nhiên nếu là có ma đạo tàn hại phàm nhân làm hại, vậy lấy lôi lăng thủ đoạn chân áp. Mà chân chính ma đạo tu sĩ có Dương Tinh Phó cái này ma chủ ước thúc, tự nhiên sẽ không như cơ vô tâm như vậy không kiêng nể gì đi tàn hại phàm nhân, ngược lại tiến vào một cái thịnh vượng kỳ. Bởi vì có tiên nhân áp bách, ma đạo tu sĩ tu luyện càng vì khắc khổ nỗ lực. Một phương diện là bị tiên nhân đuổi theo áp bách, không thể không nỗ lực. Về phương diện khác còn lại là đại bộ phận ma tộc ở Dương Tinh Phó kêu gọi đi xuống hoang dã biển sao nơi khổ hàn, tu luyện hoàn cảnh gian khổ không nỗ lực tu luyện không được, ở có chính là Dương Tinh Phó cái này ma thần chuyển tu, tiên ma thời đại ma chủ khống chế cùng sáng tạo ra rất nhiều ma tộc chính tông tu luyện công pháp, đồng dạng cũng cho ma đạo tu sĩ một cái đại đạo. Như thế dưới tình huống, tiên ma lưỡng đạo sẽ ở vào một loại lẫn nhau cạnh tranh trạng thái, ngược lại là chuyện tốt. Bất luận cái gì thịnh vượng chi đạo tất nhiên là có cạnh tranh, cục diện đáng buồn là sẽ không có biến hóa, trước kia tiên giới ở tam đại thiên tôn thế lực thống trị hạ, nói trắng ra là chính là cục diện đáng buồn. Mà hiện tại có thể dự kiến về sau tiên giới sẽ trở thành một cái thịnh thế tiên giới. Đại loạn lúc sau tất nhiên thịnh thế. Có ma đạo thúc dục, tiên đạo tưởng không hưng thịnh đều khó. Đồng dạng ma đạo tất nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Tóm lại Dương Nghị Vân thời đại hoàn toàn làm được tiên giới thịnh vượng thời đại. Đương nhiên này gần là bắt đầu. Bất quá manh mối là thực tốt, trước kia bị mấy thế lực lớn bá chiếm một ít tiên giới bí cảnh hiện tại đều mở ra ra tới, mỗi một cái tiên nhân đều có cơ hội tiến vào tìm kiếm một phần cơ duyên. Khoảng cách cùng Lục Nhĩ, Hoàng Tuyền lão tổ 3000 năm sau lên trời lộ, cũng chỉ dư lại không đến 500 năm thời gian,
500 năm thời gian đối tiên nhân tới nói cũng chính là trong nháy mắt. Đối Dương Nghị Vân càng là như thế. Dương Nghị Vân trở về lúc sau, không còn có đi ra ngoài, hắn lưu tại Vân Môn, kế tiếp 500 năm thời gian đều chuẩn bị lưu tại Vân Môn làm bạn người nhà. Bất thời giờ thời điểm, dạy dỗ mấy cái hài tử, chỉ điểm một ít đệ tử tu luyện. Mỗi ngày đều ở Vân Thôn, một chúng thê tử mới là hắn toàn bộ. Thời gian quá thực mau, 200 năm sau Hoa Sen Đen chứng đạo bước vào thiên tôn chi cảnh, trước kia là có thiên tôn thực lực, lần này là cảnh giới tu vi thượng chân chính đạt tới. Dương Nghị Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đi lên trời lộ có thể thêm một cái người, đối với lên trời lộ Dương Nghị Vân vẫn là thực coi trọng, tràn ngập không biết địa phương, có thể thêm một cái giúp đỡ tự nhiên là chuyện tốt. Liền ở Hoa Sen Đen bước vào thiên tôn chi cảnh sau đệ thập năm, lão cây liễu cũng bước vào thiên tôn chi cảnh. Đến tận đây Vân Môn có liền hắn ở bên trong tam đại thiên tôn. Những người khác tu vi tuy rằng cũng ở tăng lên, nhưng thông ngộ thiên tôn chi cảnh thật sự không phải như vậy hảo tiến giai, này đã là tiên cái này trình tự nhất đỉnh, muốn tiến giai thật sự khó nhập lên trời. Mấy ngàn thượng vạn năm thật không nhất định có thể đột phá đạt tới cái này trình tự. Có thể xuất hiện Hoa Sen Đen cùng lão cây liễu cũng đã phi thường khó được. Đương nhiên Hoa Sen Đen cùng lão cây liễu có thể tiến giai thiên tôn đó là tất nhiên, bởi vì Hoa Sen Đen bản thân chính là hồng hoang Hoa Sen Đen hạt sen niết bàn, còn có chính là lão cây liễu càng là thần linh chuyển tu, khởi điểm cũng đừng người cao nhiều, thành tựu thiên tôn thuận lý thành chương mà thôi. Đến nỗi những người khác ở tu luyện thanh tuy rằng cũng mau, nhưng muốn thành tựu thiên tôn chi cảnh vẫn là yêu cầu thời gian. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói đã cũng đủ. Kế tiếp Dương Nghị Vân chuẩn bị đi trước lên trời lộ, khoảng cách ước định thời gian không nhiều lắm. Hắn ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, bắt đầu cấp môn hạ đệ tử giảng đạo, cũng hoa 200 năm thời gian đem chính mình càn khôn đạo chủng công cấp ký lục xuống dưới. Đối với hấp thu thiên địa đem 10 đại thuộc tính lực lượng cất chứa nhất thể biện pháp, hắn cũng nghĩ ra được ứng đối biện pháp. Một đan dược tới giải quyết, đồng thời trong cơ thể thừa nhận thiên địa chi lực biện pháp. Chia làm vài cái bước đi tới tiến hành. Thiên phú cao, thân thể cường đại hấp thu thuộc tính lực lượng sẽ càng nhiều, thiếu chút nữa thiếu ra hấp thu cất chứa vài loại, dù sao đều có thể làm phần lớn loại lực lượng ở trong cơ thể dung hợp đạt tới một loại cân bằng. Mặt khác còn đem càn khôn tôi thể quyết lưu lại, đan dược, tôi thể, làm thân thể có thể chịu nổi nhiều thuộc tính lực lượng, như thế là có thể tu luyện hắn đạo chủng công. Này xem như hắn chân chính ý nghĩa thượng truyền xuống chính mình tu luyện hệ thống. Cũng là thuộc về hắn đạo thống, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, nếu dựa theo hắn phương pháp này đi tu luyện, từ lúc bắt đầu liền tới tu luyện đó chính là cao cùng thần giới công pháp. Thậm chí còn cửa này công pháp tu luyện đến cuối cùng sẽ là cái dạng gì, chính hắn cũng không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, tu luyện càn khôn đạo chủng công, tuyệt đối sẽ nhập thần giới, thành tựu thần linh, dù sao so tiên giới trình tự cao hơn một mảng lớn. Còn có một cái lớn nhất ưu điểm là, tu luyện càn khôn đạo chủng công. Không có bất luận cái gì hạn chế, nói cách khác ngươi là phàm nhân bắt đầu có thể tu luyện, ngươi là tiên nhân đồng dạng có thể tu luyện. Đương nhiên tệ đoan cũng không phải không có, đó chính là không biết. Tu luyện đến cuối cùng sẽ thành cái gì kết quả, điểm này Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết, bởi vì đạo chủng trong vòng đạo chủng này mầm lúc sau, cuối cùng sẽ theo tu luyện mà trưởng thành vì che trời đại thụ. Hắn hiện tại cái này giai đoạn tiên tinh trong vòng 10 đại đạo loại toàn bộ nảy mầm, thành 10 cây cây non. Cũng đã là thiên tôn chi cảnh, từ đạo chủng chi thụ trưởng thành xem ra, đây mới là một cái bắt đầu. Cho nên nói này một môn công pháp là nghịch thiên tồn tại. Là tuyệt đối có thể thay đổi một cái tu luyện hệ thống tồn tại. Cái này công pháp mặt thế lúc sau, tất nhiên là tiên giới phát sinh phiên thiên mà phúc biến hóa thời điểm. Dương Nghị Vân ở càn khôn hồ không gian không ngừng hoàn thiện cửa này công pháp các mặt, bao gồm thân thể, nguyên thần, đan dược, đạo pháp phi vi. Hoàn toàn là phục vụ càn khôn đạo chủng công tu luyện. Tránh ở càn khôn hồ không gian hoàn thiện thời điểm, Dương Nghị Vân hoàn toàn quên mất thời gian, chờ ra tới lúc sau phát hiện ngoại giới đi qua 200 năm. Một so 1000 thời gian tỷ lệ, đây là một cái vạn vị đơn vị hoàn thiện quá trình, có thể nói bị Dương Nghị Vân hoàn thiện tới rồi cực hạn. Hơn nữa mặt khác tu luyện diễn sinh, cuối cùng thành công, Dương Nghị Vân lấy một cái tên gọi là Vân Môn Đạo Chủng Bảo Điển. Tính tính thời gian còn có vài thập niên liền đến ước định lên trời lộ 3000 năm. Xuất quan về sau Dương Nghị Vân sốt ruột Vân Môn trung tâm nhân viên, đem Vân Môn đạo chủng bảo điển tuyên bố đi xuống, chờ mọi người sau khi xem xong. Một đám đều chấn kinh rồi.
Đại sư huynh Vân Trường Sinh thổn thức nói, tiểu sư đệ nếu là ta không có thành tựu thông ngộ, ta hiện tại tuyệt đối tu luyện này bộ bảo điển. Đích xác đối với thông ngộ tới nói ở chuyển tu khác công pháp hiển nhiên không thích hợp. Dương Nghị Vân cũng cười cười nói, đại gia nên đi lộ đã đi xong, này bộ công pháp là hoàn toàn mới hệ thống, liền chọn lựa tân đệ tử từ đầu bắt đầu tu luyện đi. Thương Nghị lúc sau chuyện này liền định ra. Vân môn mấy đại điện phụ trách nhiệm người chuẩn bị thu tân đệ tử, bắt đầu tu luyện vân môn đạo chủng bảo điển. Việc này kết thúc lúc sau, Dương Nghị Vân trực tiếp hạ lệnh người nối nghiệp vấn đề, vốn dĩ muốn từ mấy cái đồ đệ chúng tuyển ra. Chính là bốn cái đệ tử trừ bỏ Mông Điềm là quỷ tu không thích hợp ở ngoài, mặt khác ba cái đồ đệ kiên quyết chối từ, ngược lại là liên danh đề cử tiểu nhi tử Dương Nguyên Thanh trở thành vân môn đời kế tiếp môn chủ. Chuyện này đại sư huynh đám người cùng trưởng lão điện cũng đều vẫn luôn đề cử, bởi vì Dương Nghị Vân mấy cái nhi tử chung chỉ có Dương Nguyên Thanh niên linh tiểu, có thể chuyển tu vân môn đạo chủng bảo điển. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng đồng ý, bất quá chuyện này giao cho đại sư huynh đi xử lý, chờ đại sư huynh lên trời lộ thời điểm, chính là Dương Nguyên Thanh chính thức trở thành vân môn đời kế tiếp môn chủ thời điểm. Toàn bộ vân môn sự Dương Nghị Vân xem như tất cả đều an bài hảo, để lại cho môn nhân đệ tử vân môn đạo chủng bảo điển, chính là vân môn về sau hưng thịnh cơ sở. Đương nhiên liền trước mắt tới nói, vân môn cũng trở thành toàn bộ tiên giới nhất độc nhất vô nhị tồn tại, siêu nhiên siêu phàm, chân chính tới hắn lúc trước mong muốn. Kế tiếp đó là đi trước lên trời lộ. Này vừa đi hắn không biết còn có thể hay không trở về, cho nên có thể làm sự tình, toàn bộ phải làm. 30 năm sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đã đến. Hai huynh đệ gặp mặt lúc sau, chuẩn bị xuất phát đi trước lên trời lộ. 3.000 năm trước ước định ba người, chờ 3.000 năm sau nhiều ra hoa sen đen cùng lão cây liễu, này cũng ở đoán trước trong vòng. Bốn người xuất phát, toàn vì thiên tôn. Vốn dĩ tiểu phượng hoàng đám người cũng muốn đi theo, nhưng Dương Nghị Vân cự tuyệt, rốt cuộc lên trời lộ bất đồng mặt khác. Hơn nữa vân môn có người nhà của hắn bằng hữu, làm cho bọn họ đều lưu lại, làm tiếp theo cái cầu thang mới là nhất bảo hiểm. Trọng điểm là trừ bỏ hắn cùng hoa sen đen, lão cây liễu, tiểu phượng hoàng, nghe con mấy cái tuy rằng là cường đại thần thú, nhưng lại chung quy kém một đường hoàn toàn đi vào thiên tôn. Dương Nghị Vân rất rõ ràng ở tu luyện giới, thường thường một đường chỉ kém chính là cách biệt một trời, cho nên làm chúng nó lưu lại mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là hắn nhất yên tâm. Hắn mất đi quá, biết người nhà bằng hữu quý trọng, có rất nhiều cường giả tồn tại vân môn, mới là an toàn nhất, cũng là cường đại nhất vân môn. Lần này hắn rời đi, thật sự sẽ không biết khi nào có thể trở về, chưa chừng đi lên trời lộ lúc sau, đó là một cái ý nghĩ, lại hoặc là khả năng sẽ trực tiếp bước lên thiên giới, tưởng lại trở về đã có thể không biết có thể hay không. Cho nên Dương Nghị Vân nghiêm khắc hạ lệnh, vân môn đại chúng bất luận cái gì một người, muốn lên trời lộ cần thiết tu vi đạt tới thiên tôn cấp bậc. Đây là vân môn môn quy, tất cả đều yêu cầu tuân thủ. Đối Dương Nghị Vân này mệnh lệnh đại gia tự nhiên muốn chấp hành. Nên công đạo hết thảy đều công đạo, Dương Nghị Vân mang theo hoa sen đen cùng lão cây liễu cùng Lục Nhĩ trực tiếp rời đi, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng bọn hắn biến mất lúc sau, sở hữu vân môn đệ tử, từ trên xuống dưới hơn 10 vạn đệ tử, tất cả đều nhìn về phía chân trời, đối với phía chân trời khom người bái hạ, khẩu hô cung tiễn môn chủ. Thanh âm tuy rằng không lớn, vừa vặn ở phía chân trời ở ngoài Dương Nghị Vân lại là cả người run lên. Đi! Thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới, Dương Nghị Vân vung tay lên, bốn người biến mất. Tái xuất hiện đã tới rồi cửu trọng thiên. Dương đạo hữu, lại là Hoàng Tuyền lão tổ thanh âm vang lên. Sớm đã có quá ước định, Hoàng Tuyền lão tổ ở cửu trọng thiên chờ. Gặp qua tiền bối Dương Nghị Vân đối Hoàng Tuyền lão tổ hành lễ. Đạo hữu khách khí. Nhà ta đồ nhi đại hỏi ngươi Hoàng Tuyền lão tổ nói chuyện chung, lấy ra một khối hình ảnh thạch. Dương Nghị Vân tiếp nhận, thần thức đảo qua liền thấy được Thu Nhi. Bên trong là một ít tưởng niệm cùng quan tâm lời nói. Dương Nghị Vân sau khi xem xong thật cẩn thận đem khối hình ảnh thạch thu hồi. Thu Nhi là Hoàng Tuyền lão tổ quan môn đệ tử, cũng kế thừa quỷ quật trở thành quỷ quật đương đại đương gia người. Cho nên hắn đối Hoàng Tuyền lão tổ hành chính là vãn bối lễ. Đến nỗi Thu Nhi đã sớm về tới quỷ quật, Dương Nghị Vân lúc trước cũng không ngăn đón, đây là Thu Nhi lựa chọn, hắn cũng cảm thấy đối Thu Nhi có chỗ lợi. Chung quy là một cái tốt lựa chọn, bản thân quỷ quật cũng thích hợp quỷ tu chi đạo. Dương Nghị Vân còn đem Mông Điềm hắn thủ hạ bị đánh quỷ tiên đại quân giao cho Thu Nhi, ngày sau đi quỷ quật tu luyện, cũng đối bọn họ có bổ ích.
hai bên gặp mặt lúc sau, bắt đầu xem như chính thức tập kết. Đều là thiên tôn cấp bậc, năm đại thông ngộ thiên tôn, đi trước lên trời lộ. Tiên giới lịch trình, xem như họa thượng một cái dấu chấm câu. Kế tiếp là cái gì hình ảnh, tương lai con đường như thế nào ai cũng không biết. Nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói lại là tràn ngập khiêu chiến, cũng có vô cùng chiến ý. Lên trời lộ, đăng chính là thiên giới, là được xưng tam giới thần giới. Là tu luyện sinh linh đều vì này hướng về nơi. Thần giới thần linh nơi, thần linh có cái gì thủ đoạn, là cái bộ dáng gì, Dương Nghị Vân không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết lão cây liễu hẳn là không xa lạ. Lên trời lộ nhập khẩu liền ở cửu trọng thiên tối cao chỗ, nơi này là tiên giới trung tâm nơi, cũng là giới vách tường nơi. Chỉ có tu vi đạt tới thông ngộ cửu trọng thiên mới có thể thông qua giới vách tường tiến vào lên trời lộ. Nếu không sẽ bị giới vách tường chi lực giao sát thành dập nát. Này đó Dương Nghị Vân trước kia đều hiểu biết quá. Cũng có chuẩn bị tâm lý. Hoàng Tuyền lão tổ, Lục Nhĩ Mi Hầu, Hoa Sen Đen, lão cây liễu, Dương Nghị Vân, năm đại thiên tôn lên trời lộ, nhảy dựng lên thẳng vào cửu trọng thiên chỗ sâu trong mà đi. Một thật mạnh mây mù từ bên người bay qua, bọn họ cũng xuyên thấu cửu trọng mây mù. Cuối cùng đến một chỗ quang thải chiếu nhân nơi. Nơi này chính là giới vách tường nơi, cũng là cửu trọng thiên chỗ sâu nhất, đối với thông ngộ cửu trọng thiên dưới tiên nhân tới nói, nơi này chính là thiên trảm. Tới rồi nơi này lúc sau, Dương Nghị Vân mới hiểu được tiên giới cửu trọng thiên vì cái gì gọi là cửu trọng thiên, cửu trọng mây mù chia làm chín trình tự thế giới không gian, mới có cửu trọng thiên. Tới rồi, nơi này chính là tiên giới thông hướng lên trời lộ thông đạo nơi. Hoàng Tuyền lão tổ nói, tiền bối hay không đăng quá lên trời lộ. Dương Nghị Vân hỏi Hoàng Tuyền lão tổ. Hoàng Tuyền lão tổ cười cười lắc đầu nói, lão bà tử tuy rằng hiểu biết một ít lên trời lộ tình huống, nhưng lại không hiểu biết. Thoạt nhìn Hoàng Tuyền lão tổ đối chuyện của nàng cũng không tưởng nhiều lời một vài, Dương Nghị Vân cũng liền không hề hỏi nhiều, hắn chỉ là muốn hiểu biết một chút Hoàng Tuyền lão tổ bối cảnh, hiện tại xem ra nàng không nghĩ nói, kia cũng liền từ bỏ. Ai còn không có điểm bí mật? Bất quá hắn cảm thụ được đến. Hoàng Tuyền lão tổ đối hắn cũng không cái gì ác ý, ít nhất hiện tại không có, đương nhiên đây cũng là bởi vì có Thu Nhi nguyên nhân. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Lúc này Lục Nhĩ mở miệng, hắn như cũ là như vậy sạch sẽ lưu loát, đi vào giới vách tường trước thúc dục pháp lực trực tiếp một trường đánh vào giới trên vách. Oanh! Lục Nhĩ cường đại pháp lực một trường dưới, lại là ở giới trên vách mạnh mẽ mở ra một cái lốc xoáy. Đơn giản thô bạo, lại là hữu hiệu. Kim quang chợt lóe, Lục Nhĩ nhảy đi vào, ngay sau đó lốc xoáy nháy mắt biến mất không thấy, đương nhiên đồng thời biến mất còn có Lục Nhĩ. Này, Dương Nghị Vân có chút ngốc. Lão cây liễu lại là nói, nơi này giới vách tường đã không phải thiên giới địa phương khác giới vách tường, mang theo quy tắc, liên tiếp thiên giới, cho nên không giống bình thường, mỗi người tưởng đi vào, chỉ có thể khai một lần, từng cái đến đây đi. Nói chuyện chung lão cây liễu vung tay lên lại là một cái bảy màu cành liễu xuất hiện bỗng nhiên quất đánh ở giới trên vách. Ở một tiếng nổ vang lúc sau xuất hiện lốc xoáy, toàn bộ lốc xoáy như cũ cùng Lục Nhĩ đánh ra tới giống nhau, ngũ quang thập sắc nhưng lại căn bản nhìn không tới bên trong tình huống như thế nào, chỉ xem như một cái môn hộ mà thôi. Lão cây liễu cái thứ hai đi vào. Tiếp theo là Hoàng Tuyền lão tổ. Giữa sân dư lại Hoa Sen Đen cùng Dương Nghị Vân hai người. Hoa Sen Đen nhìn Dương Nghị Vân nói, người trước tới. Dương Nghị Vân biết Hoa Sen Đen là quan tâm chính mình, nhưng là xuyên qua giới vách tường đều giống nhau, cười cười nói, người trước đi, ta tưởng đang xem liếc mắt một cái tiên giới. Ân, hết thảy cẩn thận, ta có thể cảm nhận được lốc xoáy chung có cường đại cuồng bạo lực lượng. Hoa Sen Đen dặn dò một tiếng sau, trong tay xuất hiện một đóa Hoa Sen Đen trực tiếp tiến vào giới vách tường khai ra môn hộ, một cái lắc mình đi vào biến mất không thấy. Dương Nghị Vân nhìn Hoa Sen Đen biến mất ở dưới vách tường, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau quay cuồng mây mù, lẩm bẩm, người khác cũng chưa về, nhưng ta đâu? Một câu không thể hiểu được nói sau, hắn xoay người nhìn về phía thông nhập cửu thiên ở ngoài dưới vách tường, như một đổ vô biên vô hạn tường thành, mở miệng nói, chết lão nhân, ta tới. Dứt lời một trưởng mà ra, ngũ quang thập sắc, bộc phát ra tới quang mang chút nào không thể so dưới vách tường nhược, thậm chí càng sâu. Oanh! Như pháp chế pháo, hắn một trưởng đánh ra một cái lốc xoáy môn hộ, hai tròng mắt chung tràn đầy kiên định, một cái lắc mình đi vào, giới trên vách khai ra môn hộ cũng vì này biến mất. Lên trời lộ, cứu đến tột cùng là một cái lộ. Vẫn là một cái gì mắt tồn tại, Dương Nghị Vân không biết.
nhưng là ở tiến vào giới vách tường thông đạo lúc sau, hắn rốt cuộc đã biết vì cái gì muốn kêu lên trời lộ. Thật là một cái lộ. Một cái tràn đầy cầu thang vô tận con đường. Thông qua giới vách tường tiến vào lúc sau, Dương Nghị Vân dưới chân một thật, phát hiện dừng ở bạch ngọc bậc thang. Đây là một cái một tầng tầng mà thượng thang trời. Nhìn không tới cuối. Bề rộng chừng 9 mét, huyền phù tồn tại. Bốn phía nơi đen nhánh một mảnh, chỉ có dưới chân bạch ngọc cầu thang phát ra bạch quang, mỗi một cái bậc thang đều che kín cổ xưa khắc văn. Nơi xa hắn thấy được Lục Nhĩ, Hoàng Tuyền lão tổ, lão cây liễu, hoa sen đen thân hình. Cũng chính là tại như vậy trong nháy mắt, từng tiếng gào thét vang lên. Định thần đừng phân tâm, đây là thiên phong, thổi qua như đao quát, tán nguyên thần. Lão cây liễu thanh âm truyền đến. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, vội vàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, hắn nghe được ra tới lão cây liễu thanh âm thực nghiêm túc, này đổi là lần đầu tiên nghe được nàng như thế túc mục. Lên trời lộ bản thân liền không đơn giản, hiện tại xem ra càng là như thế. Nghe được lão cây liễu nói chuyện, Dương Nghị Vân mở ra phòng ngự đồng thời hỏi, cây liễu tỷ tỷ nơi này chính là lên trời lộ. Lúc này mới nào đến nào, cái này kêu thang trời, tổng trưởng 9.000 mễ, đăng đỉnh thang trời lúc sau mới là chân chính thiên lộ, tới rồi thiên lộ lúc sau, trên cơ bản cũng đã bước vào tới rồi thiên giới phạm vi. Chỉ không màng nơi nào bị thiên giới cường đại lực lượng phong tỏa, đương nhiên liền tính là có cũng đủ lực lượng đi phá tan phong tỏa, kia cũng muốn đối mặt thiên giới dân tộc thổ. Thiên giới dân tộc thổ đó là thiên nhân cùng thiên nhân chi gian chênh lệch không chỉ là pháp lực, chúng nó quá cường đại, vô số năm qua kỳ thật hạ giới, cũng chính là phi thăng giả nhất tộc vẫn luôn đều ở phản kháng, ý đồ đánh vỡ thiên kiếp gông xiềng, nhưng thành công cũng không có nhiều ít. Thượng một lần sư phụ ngươi trời cao tà bọn họ đi, lại là không biết có người thành công quá không có, đương nhiên căn cứ thiên giới khi đó thiên địa dị tượng tới xem, hẳn là từng có thành công. Chúng ta hiện tại cũng ở đi đồng dạng lộ. Cho nên nói Vân đệ đệ ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, không chỉ có phải có thể đánh vỡ thiên giới gông xiềng năng lực, còn phải có đối mặt thiên giới thiên nhân năng lực. Không nói cái khác, chỉ cần là một đoạn này thang trời, chúng ta liền phải giám đốc mưa gió lôi điện lễ rửa tội, gió thổi như quát cốt chi đao, thổi chi nguyên thần tán, giọt mưa cũng không phải tầm thường giọt mưa là không bàn mà hợp ý nhau thiên giới quy tắc giọt mưa, tích tích trọng như núi, lôi là oanh thiên lôi, phách chi thần hình diệt, điện là lôi đình chi điện. Sắc bén cực nóng, không có kim cương thân, khó kháng một kích tia chớp giáp công. Thường thường đều là tứ đại kiếp trước sau cùng nhau tiến đến, bất quá cũng đừng lo lắng, chúng ta mấy cái tu vi đủ để ứng đối, này đoạn thang trời nhưng thật ra việc nhỏ, trọng điểm là bước lên thang trời lúc sau, đạt tới thiên giới đài, mới là khó nhất, chưa chừng thiên giới những cái đó dân tộc thổ món lòng tồn tại, đến lúc đó không tránh khỏi một hồi chém giết. Nghe lão cây liễu nói tới đây Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi, thiên giới đài là cái quỷ gì? Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ nói, thiên giới đài kỳ thật cũng đã là thiên giới, chẳng qua bị thiên giới dân tộc thổ phong ấn lên, chính là không hy vọng có phi thăng giả sinh linh tiến vào thiên giới. Cái gọi là thiên giới kỳ thật là thiên giới bản thổ sinh linh cách gọi, ở chúng ta phi thăng giả cách gọi chung là thần giới, cũng xưng thần giới sinh linh vì thần linh, thiên giới còn lại là được xưng là thiên nhân. Mặc kệ là thần linh vẫn là thiên nhân, kỳ thật đều là giống nhau, chỉ là cách gọi bất đồng, hiện tại chúng ta muốn đi thiên giới đài chính là thiên giới thiên nhân đối phi thăng giả nhất tộc giả thiết xuống dưới trạm kiểm soát. Nói rõ là bằng không phi thăng giả nhất tộc tiến vào thiên giới thiên nhân cùng thần giới sinh linh chi gian bùng nổ quá lớn chiến truyền thuyết ngươi cũng nên nghe qua, về cơ bản chính là như vậy, dù sao cũng phải tới nói, là chúng ta phi thăng giả một mạch bị thua. Thế cho nên thiên giới sinh linh đối chúng ta phi thăng giả triển khai chèn ép, do đó có thiên giới đài xuất hiện. Đương nhiên mọi việc đều không có tuyệt đối, thiên giới nhất tộc cùng phi thăng giả nhất tộc đại chiến, cũng không phải toàn bộ tiêu diệt phi thăng giả nhất tộc, chúng ta phi thăng giả một phương cũng có cường đại tồn tại, nghe đồn ở xa xăm kia một hồi đại chiến chung, hai bên cũng đạt thành tới hiệp nghị. Cứ việc phi thăng giả nhất tộc ở vào hạ phong, còn là tranh thủ tới rồi một đường cơ hội này chính là thiên giới đài. Kỳ thật là một cái phi thường không công bằng cơ hội, nhưng chung quy là một đường cơ hội. Không công bằng chỗ liền ở chỗ hai điểm, thứ nhất thiên giới đài phong tỏa lực lượng là đứng đắn sơ cấp thiên nhân bày ra, nhưng chúng ta lên trời trên đường tới thời điểm, tu vi cũng liền ở thông ngộ cửu trọng thiên đỉnh, cái này cảnh giới cũng bị xưng là bán thần chi cảnh. Nhưng mà bán thần chi cảnh cùng sơ cấp thiên nhân chi gian chênh lệch, nghe tới chỉ là kém nửa cái cảnh giới, nhưng ở trên thực lực chênh lệch kia thật đúng là khác nhau một trời một vực. Kém quá nhiều.
cho nên chỉ cần thiên giới đài gông xiềng đột phá vấn đề, là có thể ngăn lại rất nhiều thông ngộ cửu trọng thiên thiên tôn, bất quá thường thường có thể bước lên thiên lộ giả, nhưng đều không phải người bình thường, hoặc là chuyển tu thần linh, hoặc là như người giống nhau đi bước một tu luyện đi lên ngút trời kỳ tài hạng người, thường thường bộc phát ra tới thực lực, cũng đủ đánh vỡ thiên giới đài phong tỏa. Đương nhiên này chỉ là thứ nhất, có đánh vỡ thiên giới đài gông xiềng lực lượng còn chưa đủ, kế tiếp ngươi còn muốn đối mặt chân chính thiên nhân buông xuống ngăn trở, tuy rằng tiến đến ngăn trở thường thường là một ít sơ cấp nhất thiên nhân, nhưng kia cũng là thiên nhân a, thiên nhân cùng thiên giới hoàn toàn bất đồng, bất luận cái gì thiên tôn đối thượng một cái tùy tùy tiện tiện thiên nhân kia cũng đúng vậy muốn mệnh. Chỉ có đánh bại thiên nhân, nhảy vào thiên giới đài người, thiên giới thiên nhân mới sẽ không tìm phiền toái, đây là lúc trước cùng chúng ta phi thăng giả một phương hiệp nghị. Chờ Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Trong lòng cũng không khỏi có ngưng trọng. Hắn mở miệng hỏi, chúng ta ở không có tiến vào chân chính thiên giới phía trước, có phải hay không liền tính bị thiên nhân giết chết ở thiên giới đài, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào quản. Đúng vậy, đây là lên trời lộ tàn khốc, lão cây liễu nói tiếp cảm thán. Lục Nhĩ Mi hầu lại là một trận nhe răng nói, hiền đệ đừng sợ, đến lúc đó thực sự có cái gì chó má thiên nhân tới tìm phiền toái. Tới một cái đánh chết một cái, tới hai cái đánh chết một đôi, chúng ta huynh đệ liên thủ tạp nó cái gì chó má thiên giới đài, xông lên thiên giới đi, không đối ứng nên gọi thần giới mới đúng. Thần giới, ha ha, kia yêu cầu phi thăng giả nhất tộc trưởng quản mới có thể kêu thần giới, hiện tại như cũ là thiên giới, nghe nói tới rồi thiên giới, phi thăng giả nhất tộc đều không thể làm bản thổ thiên nhân nghe được thần nhân thần giới xưng hô, nếu không liền sẽ đưa tới phiền toái. Hoàng Tuyền lão tổ nói. Nghe tới. Tựa hồ thực không xong a, Dương Nghị Vân nhíu mày. Đúng vậy, có rất nhiều vấn đề tồn tại, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta chuyển tu vô số năm, được, hiện tại nói này đó hơi sớm, chúng ta muốn đi trước suy xét trước mắt tình huống, trước trời cao thang, ở đối mặt thiên giới đài cùng vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thiên nhân, đây mới là chúng ta trước mắt muốn suy xét, đến nỗi thiên giới vấn đề, kia đến chúng ta có thể đi vào thiên giới mới được. Lão cây liễu nói. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Cũng là, đi, chúng ta đang chừng này 9.000 mễ thang trời. Dương Nghị Vân biết sĩ khí rất quan trọng, tổng không thể còn không có chân chính đến mục đích địa, liền bắt đầu suy chính mình sĩ khí. Năm người đánh lên tinh thần, bắt đầu lên trời thang. Không đi bao xa, quả nhiên trống rỗng quát lên cuồng phong, lôi điện mưa gió nổi lên bốn phía. Quả nhiên như lão cây liễu lời nói, gió to quát tới như dao nhỏ giống nhau. Cũng thẳng đánh nguyên thần, giọt mưa nhỏ giọt ở trên người như từng tòa núi lớn giống nhau dày nặng, lôi đình thêm thân mang theo hủy diệt. Ầm ầm ầm, răng rắc, hô hô, toàn bộ thang trời thượng biến kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Nhưng Dương Nghị Vân phát hiện, mọi người đều còn hảo, các có thủ đoạn ứng phó, tuy rằng thong thả nhưng lại như cũ ở đi bước một đi trước chung. Xung phong chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong tay đen nhánh thiết căn vũ động lên kín không kẽ hở hình thành một cái phòng ngự cháo, ngăn cản ở trống rỗng xuất hiện mưa gió lôi thiên. Lão cây liễu ở đệ nhị, đừng nhìn nàng hóa thành yếu kém nữ tử, nhưng toàn thân xuất hiện vô số lá liễu xoay tròn, bảy màu vầng sáng chiếu rọi dưới, cũng đồng dạng chút nào không chịu ảnh hưởng, chính là lên trời thang thời điểm chậm một chút. Cái thứ ba là Hoàng Tuyền lão tổ, nhìn qua cái này lão bà tử là nhẹ nhàng nhất một cái, cầm trong tay thiền trượng từng bước một lên trời thang. Chậm nhưng lại nhất ổn. Dương Nghị Vân trong mắt nhìn lại, Hoàng Tuyền lão tổ lại cũng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, có thể nhìn đến nàng quanh thân có một tầng nhàn nhạt màu xám quang mang hiện lên, mặc kệ là giọt mưa vẫn là cuồng phong lôi điện đều ngăn cách ở bên ngoài cơ thể 3 mét. Cái thứ tư là hoa sen đen, đỉnh đầu xuất hiện một đóa 36 cánh màu đen hoa sen, chuyển động dưới, phòng ngự hết thảy. Cuối cùng một cái là chính hắn, trực tiếp thúc dục đạo chủng chi lực. Ở bên ngoài cơ thể hình thành một cái 3 mét đường kính đạo chủng kết giới, ngũ quang thập sắc dưới, kín không kẽ hở. Ra tới tiêu hao pháp lực ở ngoài, Dương Nghị Vân đi lại là nhẹ nhàng nhất một cái, đương nhiên cũng là tương đối mà nói. 9.000 mễ thang trời, bọn họ 5 người suốt đi rồi 3 ngày thời gian. Mỗi người đến cuối cùng đều tiêu hao long trọng, nhưng cuối cùng là đến cùng. Cuối ở ngoài là một mảnh trắng xóa mây mù. Hô! Cuối cùng là lên đây. Lão cây liễu cảm thán một tiếng. Mau chóng xuyên qua mây mù, nơi này đối chúng ta tới nói đều là không biết, một mặt cành mẹ đẻ cành con. Hoàng Tuyền lão tổ nhắc nhở một câu. Đại gia gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
còn hảo xương trắng khu không lớn, cũng liền ước chừng mấy chục mét khoảng cách. Trong giây lát đại gia liền nhìn đến trong tầm mắt sáng ngời, rộng mở thông suốt lên. Tầm mắt xuất hiện lục địa, có sơn có thủy. Nhìn tựa hồ cùng các thế giới khác không có gì bất đồng. Nhưng Dương Nghị Vân lại biết nơi này có quá lớn bất đồng. Giờ phút này giống như là từ một cái khuyết thiếu dưỡng khí phong bế không gian chui ra tới, lập tức hô hấp tới rồi ngoại giới mới mẻ không khí. Nói không nên lời thoải mái. Hô hô hô. Dương Nghị Vân tham lam hô hấp. Quay đầu nhìn lại không chỉ có là hắn, mặt khác bốn người cũng đồng dạng như thế, mỗi người đều ngừng ở tại chỗ từng ngụm hô hấp. Thực sự nơi này không khí quá hảo. Hơn nữa 9.000 mễ thang trời đi lên tới, đại gia trong cơ thể pháp lực cũng tiêu hao thất thất bát bát, lúc này đều yêu cầu nghỉ ngơi. Mà lão cây liễu ở xuyên qua khí lúc sau, nói, nơi này chính là thiên giới đài, đã xem như thiên giới, chẳng qua này một phương không gian là bị phong tỏa lên, nhưng là thiên địa chi gian năng lượng lại là chính tông thần nguyên lực, cũng có thể nói là thiên nguyên lực. So với thiên giới năng lượng tinh thuần đâu chỉ là muôn vàn lần, nhưng chính là so sánh với bên ngoài thiên giới loãng nhiều. Bất quá liền tính là như thế, ở chỗ này tu luyện cũng so với chúng ta ở tiên giới tu luyện cường đại hơn nhanh chóng nhiều, ở chỗ này tu luyện sẽ thực rõ ràng. Mọi người đều nắm chặt tu luyện khôi phục trong cơ thể pháp lực đi, tiến vào tới rồi nơi này vậy có hy vọng đột phá bình cảnh, chúng ta còn phải cẩn thận một chút, chẳng qua sẽ có thiên nhân hoặc là thiên giới sinh vật công kích. Nơi này cũng không như cho thấy thượng thoạt nhìn như vậy an tĩnh thái bình, đây là tam giới chi tối cao thiên giới, thiên nhân chi giới, cũng là thần giới. Thần linh nơi ở, thần vì tối cao, thần vì hóa hủ bại vì thần kỳ, đây là thiên thần cũng. Có thể nói như thế, thiên giới nơi một thảo một mộc một sa một thổ đều không giống người thường, mọi việc phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, tới rồi thiên giới lúc sau, thiên địa pháp tắc đã diễn biến đã đến cực hạn, hơn nữa xuất hiện chính là so với pháp tắc càng vì cao giai thiên địa quy tắc áo nghĩa. Kỳ thật có một cái thực tàn khốc hiện thực là, tới rồi nơi này chúng ta này đó phi thăng mà đến thiên tôn. Ở tiên giới là trí cường giả, là đứng ở vàng đỉnh tồn tại, nhưng mà từ giờ trở đi, chúng ta đối mặt thiên giới sinh linh vô cùng có khả năng chính là tiểu hài tử đối mặt tráng hán cục diện, cho nên mọi người đều phải có trong lòng chuẩn bị. Nghe lão cây liễu nói chuyện, Dương Nghị Vân cứ việc có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng thẳng chiều chiều. Nhịn không được nói, thiên giới hoặc là nói thần giới tu luyện nhưng có cấp bậc chi phân. Lão cây liễu nói, đương nhiên là có. Không nói chúng ta phi thăng nhất tộc, thiên giới nhất tộc bản thân chính là xuất thân ở thiên giới, bọn họ vừa sinh ra chính là chú định cấp bậc, không giống chúng ta phi thăng nhất tộc, là đi bước một tu luyện đi lên, thiên giới bản thổ sinh linh, ra đời lúc sau, chính là thấp nhất sơ giai thiên nhân, trung giai thiên nhân, thượng giai thiên nhân, lại lúc sau là thiên thần đồng dạng chia làm thượng trung hạ tam giai, đương nhiên thiên thần lúc sau còn có càng thêm cao cấp tồn tại. Bất quá hiện tại nói cái này còn có điểm sớm. Chờ chúng ta chân chính đi thiên giới lúc sau ở suy xét, hiện tại đại gia chạy nhanh khôi phục pháp lực đang nói, chúng ta thời gian sẽ không quá nhiều, chờ sân thượng có phi thăng giả đi lên lúc sau, thiên giới bản thể sinh linh nhất định sẽ biết. Hảo! Dương Nghị Vân gật đầu, bắt đầu đả tọa khôi phục, đích xác hắn có thể cảm nhận được hấp thu nhập thể năng lượng đã rõ ràng nhường đường loại cây non bắt đầu rồi biến hóa, tuy rằng không rõ ràng, nhưng thật sự có biến hóa. Hắn trong lòng cảm thán. Quả nhiên không hổ là thần giới, đích xác cùng tiên giới khác nhau rất lớn. Trách không được lão nhân bọn họ muốn tới lên trời lộ, đích xác đối tiên nhân tới nói, là cái con đường, cũng là duy nhất đường ra, tiên thăng thiên, thành thần linh, cái này dụ hoặc không nói cái khác, chỉ cần từ thiên địa chung năng lượng chung là có thể thể hiện ra tới rõ ràng biến hóa. Một canh giờ sau, Lục Nhĩ Mi Hầu khôi phục lại đây, tinh thần sáng láng nói, trách không được sẽ có như vậy nhiều tiền bối lên trời lộ, còn đúng là có chỗ lợi. Liền như vậy trong chốc lát người khôi phục, pháp lực tu vi viên mãn, thậm chí ẩn ẩn có tăng lên, nếu là tu luyện mấy trăm hơn 1.000 năm, nhất định có thể đột phá. Đúng vậy, thiên giới năng lượng cấp bậc pháp tắc từ từ đều là tam giới tối cao, nơi này mới là tu luyện thánh địa. Lại là lão cây liễu cũng kết thúc tu luyện. Ngay sau đó đó là hoa sen đen cùng hoàng tuyền lão tổ. Ngược lại là Dương Nghị Vân dừng ở cuối cùng. Bất quá giờ phút này Dương Nghị Vân lại là được đến cực đại chỗ tốt. Hắn tiên tinh trong vòng 10 cây đạo chủng cây non lại một lần trường cao tam mm. Tuy rằng gần là tam mm tăng trưởng, chính là Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được, hắn pháp lực cường đại rồi một mảng lớn, những năm gần đây hắn pháp lực đều không có quá tăng trưởng, đem tinh lực đặt ở cảnh giới hiểu được thượng, đây là qua 3.000 năm nhiều năm sau pháp lực tăng trưởng lần đầu tiên.
Bởi vậy thuyết minh, hoàn cảnh bất đồng, quả nhiên thành tựu bất đồng, hoặc là có thể nói là ngôi cao bất đồng, thành tựu bất đồng, hắn hiện tại có loại cảm giác là, thiên giới mới là tu sĩ khởi điểm, thật sự cùng tiên giới hoàn toàn bất đồng. Vốn đang tưởng tiếp tục tu luyện, chính là những người khác đều kết thúc tỉnh lại lúc sau, hắn cũng chỉ có thể dừng lại. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, Dương Nghị Vân mở hai mắt đứng dậy. Lúc này phát hiện mặt khác bốn người ánh mắt đều chăm chú vào trên người hắn. Như thế nào, ta trên mặt có hoa? Dương Nghị Vân mạc danh hỏi. Lão cây liễu biến thành tuyệt mỹ nữ tử lại là trừng mắt đơn phượng nhãn nói, hơi thở cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, xem ra tiểu tử ngươi ở thiên giới đài là có thể thành tựu thiên nhân chi cảnh a. Nghe lão cây liễu như vậy vừa nói, những người khác cũng đều mang theo hâm mộ xem Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân cũng là bất đắc dĩ cười nói, cùng các ngươi so sánh với, ta là vãn bối, các ngươi đều là tiền bối, muốn thành tựu thiên nhân kia cũng là các ngươi. Tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn, học vô trước sau đạt giả vì trước. Lục Nhĩ cười mắng một câu. Như thế nào mới có thể biết là thiên nhân chi cảnh? Dương Nghị Vân hỏi lão cây liễu. Lão cây liễu nói, thiên nhân chi cảnh là thiên giới bản thổ sinh linh cách gọi, chúng ta phi thăng giả xưng là thần nhân cảnh, nhưng đều một cái bộ dáng. Đối với thành tựu thần nhân chi cảnh trong cơ thể tiên hạch sẽ thoát biến thành thần thai, kỳ thật cùng nguyên anh trạng thái không sai biệt nhiều, chẳng qua thần thai càng vì ngưng thật, cơ hồ chính là thực thể hóa trạng thái, hơn nữa lý luận thượng thần thai bất diệt, chính là chân chính bất lão bất tử, liền tính là thân thể tan biến, chỉ cần có thần thai tồn tại, là có thể không ngừng ngưng tụ xuất thần thể tới. Thành tựu thần thai thời điểm, tương đối pháp lực cũng đem tiến hóa thành thần lực, cũng gọi là thiên thần lực. Thần lực có được hóa hủ bại vì thần kỳ tạo hóa khả năng, đây là thành thần. Dương Nghị Vân nghe xong đầu tiên là kích động, lúc sau lại lâm vào trầm tư, dựa theo lão cây liễu nói trong cơ thể là muốn thành tựu thần thai mới là thần nhân cảnh giới, nhưng hắn tiên tinh trong vòng lại là 10 cây nói thụ cây non, hơn nữa vẫn là không có triển khai lá cây trạng thái. Hắn như thế nào đi thành thần? Điểm này nhưng thật ra làm hắn lâm vào mê mang. Bất quá theo sau hắn ngẫm lại, hẳn là vấn đề không lớn. Bản thân hắn hiện tại đi lộ cũng đã xảy ra biến đổi lớn, cùng bất luận cái gì tu luyện hệ thống không giống nhau. Từ tiên giới thời điểm bắt đầu, trong thân thể hắn hấp thu 10 đại thiên địa thuộc tính lực lượng lúc sau, tiên tinh nội dựng dục ra 10 cây đạo chủng cây giống bắt đầu, hắn pháp lực cũng đã vượt qua tiên nhân trình tự. Hắn biết hắn là không có khả năng sinh ra thần thai, bởi vì tu luyện công pháp đã định hình. Mặt khác, hắn đi này tu luyện chi lộ, là không biết, là tràn ngập biến số, nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Bởi vì hắn tu luyện mới vừa bắt đầu. Lúc này hắn đã xem như bán thần chi cảnh, trong cơ thể đạo chủng cây giống mới là nảy mầm trạng thái, về sau tu luyện, trong cơ thể 10 cây đạo chủng cây giống sẽ trưởng thành vì che trời đại thụ, tới rồi lúc ấy, hắn tu vi cảnh giới sẽ đối ứng cái gì giai đoạn. Không thể nào biết được, cũng vô pháp tưởng tượng. Nhưng là có một chút hắn tin tưởng là không lầm, đó chính là nói thụ trưởng thành, tất nhiên đối ứng kế tiếp thần nhân chi cảnh. Nghĩ đến đây lúc sau, Dương Nghị Vân thoải mái cười. Hiện tại suy nghĩ này đó đều vì này quá sớm, hắn biết chính mình tu luyện công pháp càn khôn đạo chủng công là không sai, chỉ thiếu trước mắt mới thôi là sẽ không sai. Đến nỗi đột phá đến thần nhân chi cảnh dấu hiệu, Dương Nghị Vân nghĩ đến chính là trong cơ thể nói thụ cây non trưng bày lá cây thời điểm. Hiện tại gần là một gốc cây không có triển khai lá cây cây non mầm mà thôi. Tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Lại là lão cây liễu biến thành yêu mị nữ tử nhẹ nhàng ở Dương Nghị Vân trên người chụp một chút, đem hắn bừng tỉnh. Nga, không có gì không có gì, cây liễu tiền bối, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Hoặc là nói như thế nào làm? Dương Nghị Vân hỏi lão cây liễu. Chán ghét, không gọi tỷ tỷ cũng liền thôi, còn gọi nhân gia lão tiền bối, tỷ tỷ ta có bao nhiêu lão a, làm tiểu tử ngươi một ngụm một cái bà ngoại lão kêu a. Lão cây liễu trợn trắng mắt, nũng nịu nói chuyện. Lại là ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai tâm đều tê dại phát tô, thầm hô thật là yêu tinh. Ngay sau đó chỉ nghe lão cây liễu tiếp tục nói, nhớ kỹ tỷ tỷ ta có tên, gọi là mày lá liễu, tiểu tử ngươi về sau không được kêu ta tiền bối, tỷ tỷ ta bất lão, hoặc là kêu tên, hoặc là kêu diệp tỷ tỷ, liễu tỷ tỷ hoặc là mi tỷ tỷ đều được, chính là không được kêu tiền bối, tỷ tỷ ta đang lúc tuổi thanh xuân, tỷ tỷ tuổi này đặt ở thần giới chính là tiểu cô nương đã biết không có. Dương Nghị Vân nghe lão cây liễu, Nga không hiện tại hẳn là mày lá liễu nói chuyện, cả người khởi nổi da gà, bởi vì cái này yêu tinh chưa nói một câu đều vứt một cái mị nhãn, nũng nịu bộ dáng mỗi một cái sinh thái động tác đều ở làm nũng,
thực sự làm Dương Mỗ Nhân chịu không nổi, vội vàng nói, hảo hảo hảo, ta sai, Liễu tỷ tỷ được rồi đi. Hi hi, này còn kém không nhiều lắm mày lá Liễu rốt cuộc vừa lòng. Nhưng là mặt khác ba người lại là nữ nhân A, đều là hồng nhan họa thủy đây là Lục Nhĩ tự nói. Số con khỉ nói cái gì đâu, mày lá Liễu nghe được đối Lục Nhĩ chừng nổi lên đôi mắt. Thiết Lục Nhĩ bất hiếu một cố chuyển qua thân đi, tựa hồ một chút đều không muốn cùng mày lá Liễu phát sinh giao tế. Hoàng Tuyền lão tổ còn lại là mỉm cười lắc lắc đầu, ở trong mắt nàng chính là tiểu hài tử làm ầm ĩ, đương nhiên giữa sân tam nữ tính, cũng chỉ có Hoàng Tuyền lão tổ là mạo điệt chi năm diện mạo, nói không phải một đinh điểm mỹ nữ. Hoa sen đen không nói chuyện, nhưng lại nhíu nhíu mày. Hảo hảo, Liễu tỷ tỷ, ta Lục Nhĩ đại ca không hiểu phong tình, ngươi đừng để ý đến hắn, nói nhanh lên chúng ta kế tiếp vấn đề. Hô hai lần Liễu tỷ tỷ, Dương Nghị Vân trong lòng cảm giác quái quái, nhưng lại cũng không có gì cảm thấy không ổn. Bởi vì lão cây Liễu biến thành nữ tử bản thân chính là tuyệt mỹ tư sắc, nhưng tâm lý kỳ quái, lại không phải bởi vì kêu nàng tỷ tỷ, mà là Dương Nghị Vân nhớ tới Liễu Lanh Canh. Nói đến cùng hắn như thế nỗ lực tu luyện, lần lượt bồi hồi ở sinh tử tuyến thượng chính là vì Liễu Lanh Canh. Chính là vì một ngày kia có thể từ U Minh giới tìm về Liễu Lanh Canh. Hôm nay kêu lão cây Liễu Liễu tỷ tỷ làm Dương Nghị Vân giấu ở đáy lòng lớn nhất chấp niệm ở một lần toát ra tới. Hắn đang hỏi mày lá Liễu vấn đề đồng thời, nhìn về phía thiên giới đài không trung, trong lòng lại là sớm nói, Lanh Canh chờ ta đã bước lên thiên lộ, cũng nhất định có thể đánh vỡ thiên giới đài tiến vào thiên giới, tu luyện đến tối cao chi cảnh, đến lúc đó ta đã muốn đem ngươi tìm trở về. Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm thề. Lúc này mày lá Liễu mở miệng nói, thiên giới đài, tự nhiên là có một cái đài, một cái lên trời đài, chúng ta muốn đi đâu, bước lên sân thượng, đánh vỡ gông xiềng, là có thể tiến vào chân chính thiên giới. Nhưng là nơi nào tuyệt đối sẽ có thiên giới thiên nhân tồn tại, sẽ không làm chúng ta bước lên sân thượng, thậm chí còn ở chúng ta chạy tới nơi trên đường đều khả năng sẽ phái ra thiên nhân tới giết chúng ta, sẽ không làm chúng ta tới gần sân thượng. Đương nhiên hết thảy đều có khả năng, chưa chừng, sư phụ ngươi bọn họ lên trời lộ kia một lần, sân thượng ra biến cố đâu. Đã không có thiên nhân bảo hộ đâu, đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào thiên giới. Mày lá Liễu nói. Dương Nghị Vân mấy người nghe mày lá Liễu nói chuyện, lại cũng âm thầm gật đầu, đích xác thượng một lần thiên giới xuất hiện thiên địa dị tượng, liền chứng minh rồi lên trời lộ đã xảy ra đại biến, chưa chừng chết lão nhân bọn họ thật đúng là liền có cái gì tiến triển. Sân thượng ở địa phương nào? Lục Nhĩ hỏi. Mày lá Liễu trắng Lục Nhĩ liếc mắt một cái, nhưng vẫn là nói, thiên giới đài này một phương không gian nghe đồn vuông vức 900 dặm, sân thượng liền ở trung tâm, là một tòa núi lớn, vạn trước đi một chút hẳn là có thể nhìn đến. Vậy đi thôi thiên nhân, ha ha, ta đảo tưởng lĩnh giáo Lục Nhĩ cười lạnh, nói chuyện chung lại là chiến ý tận trời. Mà hoa sen đen cùng Hoàng Tuyền lão tổ, mày lá Liễu ba người, tại đây một khắc nặng nề không nói chuyện. Chỉ là về phía trước đi đến, nhưng Dương Nghị Vân lại là có thể cảm nhận được các nàng ba người trên người phát ra sát khí, thực trọng thực trọng. Dương Nghị Vân quan sát thiên giới đài không trung, nhìn là vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm phong cảnh như họa, cùng mặt khác giới không trung tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Đồng dạng hắn có thể nhìn đến phía chân trời phía trên có một vòng đại ngày cao quải. Nhưng liền lại có thể cảm nhận được một cổ thiên địa uy nghiêm tồn tại. Cùng dĩ vãng không trung bất đồng cùng chứng kiến Thái Dương cũng bất đồng. Năm người hướng về phía trước mà đi, Dương Nghị Vân lại hỏi mày lá Liễu nói, Liễu tỷ tỷ này một phương không gian tuy rằng là bị phong tỏa lên, nhưng là cũng coi như là thần giới đi. Đúng vậy, người sở nhìn đến nơi này một thảo một mộc không trung thậm chí là kia một vòng đại ngày liệt dương, đều là thần giới, cái gọi là phong tỏa là nhìn không tới ngũ hành thiên uy, là quy tắc chi lực. Cho nên chúng ta phi không đứng dậy, nơi này hết thảy đều nhằm vào chúng ta phi thăng giả sinh linh. Nhìn như cùng thiên giới cùng với địa phương khác giống nhau, kỳ thật khác nhau rất lớn, liền nói kia một vòng Thái Dương, ở thần giới nhưng không gọi Thái Dương, đã kêu đại ngày liệt dương, cực nóng chi lực là thiên giới cùng các thế giới khác trăm vạn ngàn vạn Thái Dương tổng hợp còn phải cường đại tồn tại, đó là chân chính đại ngày quy tắc, chân chính ý nghĩa thượng đốt cháy vạn vật tồn tại. Thần giới cũng có hắc bạch chi phân, nhật nguyệt thay đổi. Liền một chút bất đồng, ở thần giới hết thảy đều là đại đạo tối cao quy tắc pháp tắc từ từ tồn tại, đến nỗi nhật nguyệt thay đổi ngược lại là cùng tiểu tử ngươi nơi địa cầu giống nhau, một ngày một đêm đều giống nhau thời gian vận chuyển quy luật, địa cầu kỳ thật chính là tổ giới, có một cái nghe đồn là, tổ giới diễn sinh tam giới,
đương nhiên chỉ là nghe đồn không biết thật giả. Bất quá, các ngươi trên địa cầu có chút thần thoại nhân vật lại là thật sự tồn tại quá, bọn họ ở thần giới kia đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nghe mày lá liễu phổ cập khoa học, Dương Nghị Vân lại là trợn mắt há hốc mồm, như thế nào còn cùng địa cầu treo lên quan hệ. Hơn nữa những cái đó thần thoại nhân vật thật sự ở thần giới tồn tại quá. Bọn họ đều còn ở thần giới. Dương Nghị Vân có chút kích động hỏi. Mày lá liễu có chút thê lương cười nói, ha ha, một hồi thiên nhân cùng thần nhân chi chiến sau, thần ma ngã xuống vô số, ai biết còn ở đây không? Mấy người nghe mày lá liễu giảng thuật, ngẫm lại cũng là, thời gian trôi qua lâu lắm, ai biết thiên giới hiện tại là cái tình huống như thế nào? Mày lá liễu cũng là chuyển tu giả, hiện tại cũng là một lần nữa phản hồi mà thôi, rời đi thiên giới lâu lắm cũng sẽ không biết hiện tại thiên giới hiện tại là cái tình huống như thế nào. Mọi người đều là một lần nữa lên trời lộ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, thật đúng là khó mà nói thiên giới là cái bộ dáng gì. Đối này Dương Nghị Vân suy nghĩ, hẳn là mặt khác thiên giới bản thổ nhất tộc tuyệt đối khống chế hết thảy, mà phi thăng giả nhất tộc, tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn không có tồn tại, chẳng qua là ở vào phi thường nhược thế nông nỗi. Dương Nghị Vân hiện tại rất muốn biết, chết lão nhân bọn họ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Có phải hay không đánh vỡ gông xiềng, bước lên chờ sân thượng, cuối cùng đi thiên giới. Cũng hoặc là nói ra cái gì khác tình huống. Còn có hậu ngày qua cơ sư mẫu cùng nữ võ thần, công chúa hai vị sư mẫu là cái tình huống như thế nào. Ba vị sư mẫu đều là trước sau đi lên trời lộ. Đối, còn có Lam Tâm đồng dạng đi. Khi cách mấy ngàn năm lúc sau, hắn cái này đệ tử tiến đến, bên người đồng bạn cũng đều là nhất đẳng nhất cường giả. Hắn có tin tưởng, cũng đối sư phụ bọn họ có tin tưởng. Dọc theo đường đi nghe mày lá liễu giới thiệu lên trời lộ tình huống, kỳ thật Dương Nghị Vân trong lòng cũng đại thể hiểu rõ, dựa theo mày lá liễu cách nói, có thể xuất hiện ở chỗ này tìm phiền toái nhất định sẽ là thiên giới sơ cấp thiên nhân, sẽ không có ở cao giai thiên nhân xuất hiện, bởi vì đây là phi thăng giả một mạch cùng thiên giới thiên nhân chi gian ước định, này hẳn là một ngày thiết luật. Bất quá nói trở về, dựa theo cấp bậc cảnh giới tới tính, cho dù là sơ cấp thiên nhân, kia cũng cùng cấp với thần nhân. Mà bọn họ mấy cái đều còn dừng lại ở tiên trình tự, cứ việc tu luyện thượng đã đạt tới cấp bậc cao nhất. Ở chỗ này có thể xưng là bán thần chi cảnh, nhưng chung quy kém nửa cảnh. Thấy thế nào đối thượng thiên giới thiên nhân đều không có bất luận cái gì phần thắng, điểm này ở Dương Nghị Vân xem ra hoàn toàn chính là khi dễ người. Cũng khó trách sư phụ bọn họ sẽ phản kháng, bực này với thiên giới sinh linh căn bản liền không hy vọng hạ giới hảo quá, là một hồi thực lực kém cách xa tàn sát. Bất quá mọi việc đều không có tuyệt đối, không đi nỗ lực ai cũng không biết có hay không thành công, bất luận cái gì sự chỉ cần có hy vọng mới là căn bản. Hơn nữa ở chỗ kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ lấy được thành công. Năm người một bên nói chuyện phiếm một bên hướng về trung ương mảnh đất đi đến. Ước chừng trăm dặm lúc sau, rốt cuộc thấy được mày lá liễu theo như lời sân thượng. Thật đúng là đồ sộ a. Đây là một tòa thật lớn, không phải một cái đài. Đây là thiên nhân cánh tay sao? Đúng vậy, cũng chỉ có thần linh thiên nhân mới có như thế thủ đoạn, hóa hủ bại vì thần kỳ cũng không phải một câu lời nói suông, chờ các ngươi thành tựu thần thai, trong cơ thể pháp lực chuyển hóa thành thần nguyên lực lúc sau tự nhiên sẽ khống chế thần kỳ pháp lực. Đi thôi, mau chóng qua đi, đi lĩnh giáo chân chính thiên nhân thủ đoạn. Lục Nhĩ trong ánh mắt chiến ý vô cùng vô tận, hận không thể hiện tại liền có mấy cái thiên nhân xuất hiện trước mặt, cùng hắn đánh một trận. Dương Nghị Vân đối vị này kết bái đại ca là dở khóc dở cười, trời sinh chiến đấu cuồng nhân, không chê sự đại chủ nhân. Đích xác ở bọn họ mấy cái trong mắt, xuất hiện một tòa thật lớn vô cùng cự sơn, nhưng là tạo hình nhìn qua giống như là cổ Ai Cập kim tự tháp, bất quá lại là đảo lại. Cắm rễ đại địa, kéo dài ở giữa không trung, phi thường rõ ràng, chỉ cần tại đây một phương không gian, mặc kệ cái gì phương hướng đều có thể xem tới được. Hiện tại chỉ cần bọn họ bước lên đi. Đánh vỡ này một phương không gian gông xiềng, là có thể chân chính tham gia thiên giới. Bất quá dựa theo mày lá liễu cách nói, sân thượng phía trên tất nhiên sẽ có thiên nhân gác, là sẽ không làm thiên giới phi thăng mà đến thiên nhân tiến vào thiên giới. Tưởng đi vào, chỉ có đánh bại thiên nhân. Dương Nghị Vân có tự tin một trận chiến thiên nhân, đến nỗi mặt khác bốn cái, trừ bỏ biểu hiện thực rõ ràng Lục Nhĩ, dư lại Hoàng Tuyền lão tổ, Hoa Sen Đen cùng lão cây liễu, nhưng đều không một cái là đơn giản hạng người. Dương Nghị Vân tin tưởng này đi bọn họ nhưng chiến thắng hết thảy. 900 dặm phạm vi đường kính cũng chính là 450 mà thôi,
tuy rằng nơi này có thiên uy áp chế phi hành, nhưng là đối bọn họ 5 người tới nói, quản chi là đi đường cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Mỗi người đều có pháp lực thân pháp tồn tại, đảo cũng không có gì. Thực mau bọn họ 5 người đến này làm đảo lại kim tự tháp hạ. Nhìn lập lòe vân quang hơn nữa có chân chính uy áp sân thượng, Lục Nhĩ nhịn không được nói thầm nói, bốn phía nhìn căn bản không có đi lên lộ, không thể phi hành, này như thế nào đi lên. Đúng vậy, ít nói cũng mấy ngàn trượng độ cao, Dương Nghị Vân tiếp thượng nói. Hắn chuẩn bị hỏi mày lá liễu thời điểm, giờ phút này lại là một thanh âm vang lên nói, Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi rốt cuộc tới. Ai, ra tới Lục Nhĩ hừ lạnh. Nhưng là Dương Nghị Vân lại là nghe ra là ai thanh âm. Hắn ý bảo Lục Nhĩ không có việc gì, theo sau cười nói, Lữ Xuân Thu ngươi quả nhiên trực tiếp tới lên trời lộ. Ngày đó ở thần mộ viên tách ra lúc sau, Lữ Xuân Thu mịt mờ nói qua, nhà bọn họ liền ở lên trời lộ, hiện tại xem ra thật đúng là chưa nói sai. Ha ha ha, nếu không phải chờ đợi tiểu tử ngươi, lão phu đã sớm đi thiên giới. Dứt lời lúc sau, lại quả nhiên là Lữ Xuân Thu từ sân thượng bên kia đi tới. Ngươi không phải nói nhà của ngươi ở lên trời lộ sao, như thế nào ngươi phải rời khỏi nhà của ngươi? Dương Nghị Vân nhìn Lữ Xuân Thu nói, hắn tự nhiên sẽ không toàn tin Lữ Xuân Thu nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là, Lữ Xuân Thu tự nhiên cũng nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân đối hắn không tín nhiệm, giơ tay chỉ Dương Nghị Vân nhưng chung quy không nhiều lời, ngược lại nhìn thoáng qua những người khác cười đối Dương Nghị Vân nói, có đấu võ mồm thời gian, không bằng ngươi cấp lão phu giới thiệu này vài vị đạo hữu, đến nỗi chuyện khác, sau đó lão phu nói cho ngươi không muộn, như thế nào? Cái này nhưng thật ra có thể, Dương Nghị Vân cười nói. Hắn đối Lữ Xuân Thu kỳ thật là có hảo cảm, nói đến cùng lúc trước ở địa cầu Lữ Xuân Thu còn giúp quá hắn, hơn nữa Lữ Xuân Thu ở địa cầu lâu như vậy, tuy rằng là vì tìm kiếm thần mộ viên, nhưng chung quy cũng phù hộ địa cầu, từ điểm này tới nói, hẳn là cảm tạ hắn. Hai người chi gian cũng không chân chính thù hận, có thể làm bằng hữu. Liền đối với Lữ Xuân Thu giới thiệu nói, ta kết bái đại ca Lục Nhĩ Mi Hầu, vị này chính là tiên giới quỷ quật Hoàng Tuyền lão tổ, vị này chính là hoa sen đen, nàng là mày lá liễu. Đơn giản giới thiệu lúc sau, Dương Nghị Vân đối Lục Nhĩ bốn người nói, Lữ Xuân Thu, đại khái có thể nói là ta đồng hương. Bốn vị đạo hữu có lễ, Lữ Xuân Thu ôm quyền. Người sau bốn người ôm quyền ý bảo. Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ lại nói, tiên ma thời đại tiên giới một cái thần bí gia tộc chính là Lữ gia. Lữ gia càng xuất hiện quá một vị được xưng tính toán không bỏ sót đại mưu sĩ, tiên ma đại chiến, lan đến toàn bộ tiên giới, nhưng Lữ gia lại là hư không tiêu thất. Lông tóc vô thương tránh thoát tiên ma đại kiếp nạn, các hạ chính là được xưng tính toán không bỏ sót đại mưu sĩ Lữ Xuân Thu không? Ha ha ha, Hoàng Tuyền lão tổ trước mặt đảm đương không nổi cái gì mưu ra, nói đến buồn cười, Lữ mỗ mưu đồ một đại tràng, nhưng cuối cùng đem chính mình cấp vòng đi vào, nếu không phải Dương Nghị Vân tiểu tử này xuất hiện, đến nay Lữ mỗ người còn bị nhốt ở mỗ mà. Ngược lại là quỷ quật người sáng lập Hoàng Tuyền lão tổ uy danh ở tiên ma thời đại đại danh đỉnh đỉnh. Có nghe đồn Hoàng Tuyền lão tổ chính là tiên ma thời đại tiên giới nhất đẳng nhất tuyệt thế tiên tử, cũng không phải là hiện giờ bà lão bộ dáng, đáng tiếc vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, hôm nay nhìn thấy nhưng thật ra Lữ mỗ người may mắn. Lữ Xuân Thu lại là cười nói ra lời này, liền kém nói cho Hoàng Tuyền lão tổ, ta Lữ mỗ người cũng biết ngươi chi tiết. Hai người nói chuyện, thật đúng là có ý tứ, Dương Nghị Vân nghe trong lòng nói thầm, nguyên lai đều là lão quái vật. Không nghĩ tới Lữ Xuân Thu cư nhiên còn có mưu tính Xuân Thu tên tuổi, trách không được kêu Lữ Xuân Thu, nhưng hắn nhận thức Lữ Xuân Thu tựa hồ cùng mưu gia không dính dáng, đương nhiên đây cũng là hắn cùng Lữ Xuân Thu tiếp xúc thiếu, này lại nói tiếp đối Lữ Xuân Thu cái này lão quỷ chi tiết hắn thật đúng là không hiểu biết. Nếu không phải hôm nay từ Hoàng Tuyền lão tổ trong miệng biết được, Lữ Xuân Thu là mưu tính ra, càng là tiên ma thời đại người, hắn thật đúng là không biết. Càng có ý tứ chính là, ở Lữ Xuân Thu trong miệng, nhìn như mạo điệt chi tuổi già ẩu bộ dáng Hoàng Tuyền lão tổ cư nhiên ở tiên ma thời đại được xưng tiên giới đệ nhất tuyệt thế mỹ nhân, hắn đối này thật đúng là tò mò. Hiện tại thực rõ ràng, trước mắt bà lão hình tượng Hoàng Tuyền lão tổ, tuyệt đối không phải là nàng chân chính bộ dáng. Đến nỗi tướng mạo sẵn có Hoàng Tuyền lão tổ trông như thế nào, thật đúng là không ai gặp qua, đến là có ý tứ khẩn. Lữ đại gia biết đến thật đúng là nhiều, chính là muốn nhìn một chút ta lão bà tử dung mạo không? Mang theo khàn khàn tiếng động Hoàng Tuyền lão tổ hơi hơi mà cười hỏi Lữ Xuân Thu. Lời này vừa nói ra, Lữ Xuân Thu lại là sắc mặt hơi đổi, xấu hổ cười nói, vẫn là không được, lão tổ dung nhan,
Lữ Mỗ tự nhận là vô phúc tiêu thụ, tiên giới năm đó ai không biết, Hoàng Tuyền biến sắc mặt, âm dương tương cách nghe đồn, Lữ Mỗ không dám mạo phạm. Dương Nghị Vân càng nghe càng có ý tứ, cảm tình Thu Nhi cái này sư phụ vẫn là cái có chiều sâu chuyện xưa người, hơn nữa nghe Lữ Xuân Thu lời nói, Hoàng Tuyền lão tổ gương mặt thật còn xem không được. Ngược lại là làm Dương Mỗ nhân tò mò. Rất muốn lại nghe một chút hai người lẫn nhau tin nóng một chút thời điểm, Lữ Xuân Thu lại là rời đi đề tài mở miệng, bất quá lại không phải đối Dương Nghị Vân năm cái nói chuyện, mà là nhìn về phía một cái khác phương hướng hô, lão ma đầu nếu đều tới, vì sao không hiện thân? Chẳng lẽ chờ phụ thân ngươi cho ngươi thỉnh an không thành? Ha ha ha! Giờ phút này Lữ Xuân Thu lại là cười to, cười thời điểm nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, bộ dáng thực tiện thực tiện. Lời này ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai, lại là cả người chấn động. Vội vàng theo Lữ Xuân Thu ánh mắt nhìn lại, hắn đã biết Lữ Xuân Thu ai người nào. Quả nhiên ở Lữ Xuân Thu dứt lời lúc sau, bên kia có ba người mà đến. Này liếc mắt một cái xem qua đi, Dương Nghị Vân lại là mở to hai mắt nhìn nhìn không được nói, Hồng Y. Hắn chấn kinh rồi một chút. Trong tầm mắt xuất hiện ba người, hắn đều nhận thức. Một cái là nhi tử Dương Tinh Phó hoặc là nói là tiên giới ma đạo đương đại ma chủ. Cái thứ hai Tạ Linh Vận, lúc trước chính là nhi tử Dương Tinh Phó phái ra Tạ Linh Vận tiến đến cho hắn mật báo, cơ vô tâm những cái đó ma đạo dư nghiệt tụ tập ở Thiên Nhai Sơn. Cái thứ ba còn lại là Dương Nghị Vân quên mất rất dài một đoạn thời gian, nhưng lại sau lại nhớ tới, lại là tìm kiếm nàng, mà không có bất luận cái gì tin tức Hồng Y. Hồng Y lúc trước là nhiếp hồn lão tổ trộm thượng cổ tiên nhân chi mộ. Do đó trộm cướp cổ tiên thi thể thao tác thi thể con rối, chỉ là sau lại bị hắn thu phục lúc sau, cơ duyên dưới sinh ra tự mình ý thức, do đó có hoàn toàn mới ý thức thể. Không có pháp lực nhưng một thân thể lại cường đại biến thái, lúc trước đi bái kiến nữ võ thần sư mẫu, tuy rằng chưa thấy được mặt, nhưng lại nữ võ thần sư mẫu thông qua cấp dưới ban cho một khối lệnh bài, nói là ma tộc chi vật, cũng là một kiện bảo vật. Dương Nghị Vân lúc ấy liền cảm thấy nữ võ thần sư nương ban cho ma tộc lệnh bài cùng Hồng Y thực hợp, thời điểm tùy tay ban cho Hồng Y, chuyện này hắn lúc sau rốt cuộc không chú ý quá. Lại sau đó Hồng Y ở mấy thế lực lớn tấn công quá Vân Môn lúc sau liền biến mất, Dương Nghị Vân cũng là hối hả ngược xuôi quên mất Hồng Y này một vụ. Biết ngàn năm trước cùng nhiếp hồn lão tổ nói chuyện phiếm thời điểm, mới biết được Hồng Y biến mất mấy ngàn năm, hắn còn chuyên môn phái người đi tìm Hồng Y, nhưng vẫn luôn không tin tức. Cũng liền không quản, trong lòng nghĩ Hồng Y đã sinh ra tự mình ý thức, hơn nữa từ từ thành thục, nàng cũng có chính mình nói phải đi. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên xuất hiện, hơn nữa nhìn qua còn đi theo nhi tử Dương Tinh Phó bên người. Ngược lại là nhi tử Dương Tinh Phó xuất hiện hắn không kinh ngạc, nhìn đến Hồng Y lúc sau, lại là kích động ra tiếng. Kế tiếp là những người khác kinh ngạc thời khắc. Chỉ thấy một cái khác phương hướng đi tới ba người, hai cái thiên tôn cấp bậc. Một cái khác duy nhất nữ tử, một thân màu đỏ khôi giáp, tuy rằng không có bất luận cái gì hơi thở, nhưng có thể tới lên trời lộ ít nhất đều là thiên tôn, nói cách khác lại là ba cái thiên tôn. Đến nỗi Lữ Xuân Thu liền cùng không nói. Lục Nhĩ nói thầm nói, khi nào thiên tôn cấp bậc như thế không đáng giá tiền. Thật là xem như tiên giới thế hệ trước thiên tôn lúc sau, Dương Nghị Vân bọn họ sở đại biểu chính là tân một thế hệ, có thể ở ngắn ngủn không đến vạn năm thời gian xuất hiện hai ba cái đã thực không tồi. Nhưng hiện tại chỉ cần hôm nay một chút liền hội tụ chín ra tới. Thật đúng là không phải nói Lục Nhĩ nói thầm. Chín thông ngộ thiên tôn, chín bán thần chi cảnh, nếu hết thảy thuận lợi, chính là chín thần nhân. Đối với Dương Tinh Phó tình huống giữa sân trừ bỏ Lữ Xuân Thu biết ở ngoài, thật đúng là đừng nói, Lục Nhĩ, hoa sen đen, mày lá liễu, Hoàng Tuyền lão tổ cũng không biết. Lục Nhĩ cùng Hoàng Tuyền lão tổ liền không nói, cùng Dương Nghị Vân mới vừa gặp mặt. Hoa sen đen là cái lãnh đạm người, vẫn luôn ở tu luyện, chưa bao giờ quan tâm mặt khác sự, cũng chỉ là biết năm đó Dương Tinh Phó mất tích, sau lại bị Dương Nghị Vân mang về tới, thả lại tiêu tán chính là một sợi nguyên thần, ở lúc sau liền không chú ý quá, căn bản không biết Dương Tinh Phó nhập ma đạo chuyện sau đó. Mày lá liễu đồng dạng là đối những việc này không quan tâm. Cho nên đại gia cơ hồ cũng không biết Dương Tinh Phó sự tình. Nhưng đều nhìn ra được tới. Tiến đến ba người đều là ma đạo tu sĩ. Giờ khắc này Dương Nghị Vân ra tiếng, đầu tiên hô lên chính là Hồng Y. Hồng Y bước nhanh tiến lên, đối mặt Dương Nghị Vân lại là trong ánh mắt hiện lên một tia xin lỗi, nhưng lại ôm quyền cung kính hành lễ, bái kiến môn chủ. Dương Nghị Vân sửng sốt, kịch bản phát triển tựa hồ không đúng,
theo lý thuyết Hồng Y hẳn là kêu hắn chủ nhân, hiện tại lại kêu môn chủ, hơi hơi sửng sốt Dương Nghị Vân liền phản ứng lại đây, hắn cùng Hồng Y chi gian nguyên thần khế ước tiêu tán. Nói cách khác Hồng Y tự chủ tan đi cùng hắn chi gian khế ước. Bất quá! Dương Nghị Vân đối này cũng không để ý, bởi vì hắn không phải một cái khống chế dục giả, liền tính là đối bên người linh sủng từ từ tuy rằng đều có khế ước, nhưng lại chưa bao giờ đương chúng nó là nô bộc, đối Hồng Y càng là như thế. Hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, Hồng Y tựa hồ là đi theo nhi tử Dương Tinh phó hốn, dù sao cũng phải tới nói đều là người một nhà. Đứng lên đi, mấy năm nay ta còn phái người tìm ngươi đâu, chỉ là không tin tức, không nghĩ tới gặp lại ngươi xuất hiện ở Tinh Nhi bên người, nhìn qua không tồi, ngươi hoàn toàn có chính mình ý thức tư duy, trọng hoạch tân sinh, như thế rất tốt. Dương Nghị Vân cười cười phất tay ý bảo Hồng Y không cần đa lễ. Hiện giờ Hồng Y, nhìn qua như cũ lạnh nhạt, nhưng là từ trong ánh mắt càng có người vị. Đối Hồng Y lai lịch, hắn kỳ thật đều không rõ ràng lắm, hoặc là nói đúng Hồng Y trước người là người nào chút nào không biết, chỉ biết là nhiếp hồn lão tổ trộm thượng cổ tiên mộ ra tới người. Khả năng đủ sinh ra tự ngộ ý thức, bản thân đã nói lên Hồng Y bất phàm. Nghĩ đến nàng trước người tại thượng cổ cũng là vang dội nhân vật. Hiện giờ có thể một lần nữa có được tự chủ ý thức niết bàn tân sinh, đảo cũng là hắn vui thấy. Hồi bẩm môn chủ, thuộc hạ năm đó được ngài ban cho lệnh bài, lòng có sở cảm đi ma tộc nơi, tiến vào một chỗ cổ địa, có khác cơ duyên, nhưng lại bị vây ở thượng cổ ma tộc di tích chung, mấy trăm năm trước thiếu chủ Dương Tinh phó tiến vào di tích, mới có thể thoát vây mà ra. Cùng thiếu chủ giao lưu luận đạo, lại là tu ma đạo thần ma kim cương phương pháp, khôi phục một ít kiếp trước ký ức, mới biết được ta kiếp trước chính là cổ ma tộc hộ pháp, hiện giờ thiếu chủ chính là ma đạo chi chủ, ta cũng chỉ có thể thuận theo thiên đạo. Đi theo ma chủ, mong rằng ngài lý giải. Hồng Y hiện tại nói chuyện lưu loát vô cùng, có nề nếp, trầm ổn khẩn. Dương Nghị Vân nghe đảo cũng liên tiếp gật đầu. Lúc này Dương Tinh phó rốt cuộc có cơ hội mở miệng, đối mặt Dương Nghị Vân thành thành thật thật khom người hô một tiếng, phụ thân. Ngay sau đó lại là Dương Tinh phó phía sau Tạ Linh Vận đối với Dương Nghị Vân hành lễ, gặp qua Càn Khôn Thiên Tôn không có biện pháp Tạ Linh Vận chính là thật thật nhãn hiệu lâu đời ma đạo trưởng lão. Nhưng chủ tử lại là Dương Tinh Phó, Dương Tinh Phó là Dương Nghị Vân nhi tử, cứ việc hắn ma chủ đại nhân là truyền tu thức tỉnh, nhưng như cũng không dám đối Dương Nghị Vân bất kính. Không phải làm ngươi hảo hảo ở tiên giới đợi sao, ai làm ngươi chạy tới. Đối mặt nhi tử Dương Tinh Phó Dương Nghị Vân mang lên trách cứ chi ý. Hắn muốn lên trời lộ sự, Dương Tinh Phó biết, nhưng Dương Nghị Vân năm đó phân biệt thời điểm, liền dặn dò quá hy vọng Dương Tinh Phó lưu tại tiên giới. Trong mắt hắn liền tính Dương Tinh Phó là chuyển tu nguyên thần thức tỉnh ma chủ, nhưng như cũ là con của hắn, liền tính hắn đạo hạnh thông thiên, làm phụ thân cũng không hy vọng nhi tử mạo hiểm. Dương Tinh Phó chỉ là cười khổ, nhưng không nói chuyện. Lúc này Lữ Xuân Thu còn lại là cười hắc hắc nói, tiểu tử này so các ngươi tới nhưng sớm mấy tháng, này còn không rõ ràng sao, hắn đây là đang đợi chờ ngươi cái này làm phụ thân đã đến. Lại nói tiếp các ngươi phụ tử thật đúng là có ý tứ. Nhi tử yên lặng xuất hiện ở lên trời lộ chờ lão tử, hiển nhiên là lo lắng, đương lão tử lại là không hy vọng cái này cường đại nhi tử mạo hiểm, muốn ta nói thế gian nhất có ý tứ vẫn là tình cảm, ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Dương Nghị Vân nghe cả người chấn động, nhìn về phía nhi tử Dương Tinh Phó, hắn lại làm sao không biết. Chỉ là xuất phát từ tư tâm mà thôi. Phụ thân hài nhi có năng lực, cũng có nghĩa vụ cùng phụ thân sóng vai lên trời lộ, ta còn là câu nói kia. Mặc kệ ta kiếp trước là ai, này một đời ta đều là phụ thân nhi tử. Một câu không dài, nhưng quyết tâm thực kiên định. Dương Nghị Vân trong lòng dòng nước ấm từng trận, hắn còn có thể nói cái gì? Kỳ thật có rất nhiều lời nói, nhưng chung quy lời nói đến bên miệng chưa nói ra tới, chỉ là ở Dương Tinh Phó bả vai vỗ vỗ nói, hảo, hảo hảo hảo. Hốc mắt chung có trong suốt. Đồng dạng ở trong mắt hắn, mặc kệ đứa con trai này thức tỉnh rồi nhiều ít ký ức. Nhưng này một đời chính là hắn Dương Nghị Vân nhi tử, cũng mặc kệ hắn có phải hay không ma đạo, đều là hắn Dương Nghị Vân nhi tử, là hắn bảo hộ người. Đương nhiên Dương mẫu nhân trong lòng rất rõ ràng, đứa con trai này nói không chừng, ngược lại chuyển qua tới phải bảo vệ người là hắn. Dương Nghị Vân không thấy chính là hắn chụp Dương Tinh Phó bả vai thời điểm, đứng ở Dương Tinh Phó phía sau Tạ Linh Vận lại là khóe miệng thẳng trừ trừ, đây chính là bọn họ ma đạo lãnh tụ. Là ma chủ đại nhân a, người Dương Nghị Vân như thế nào có thể như vậy đâu. Trung quy Tạ Linh Vận nhìn không được nói, Càn Khôn Thiên Tôn còn thỉnh tự trọng, nhà ta ma chủ đại nhân tuy nói này một đời là ngươi nhi tử,
nhưng lại là thức tỉnh rồi hai đời, là chân chính thần ma, là tiên ma thời đại ma đạo ma chủ, lý luận thượng thân phân địa vị nhưng không thể so kém, thậm chí so ngươi cao quý nhiều, ngươi. Ngươi này cũng quá tùy tiện. Nhiều chuyện Dương Tinh Phó quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ Linh Vận. Người sau cổ co rụt lại, lại là cũng không dám nữa nhiều lời, thậm chí hai tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi, phía dưới đầu đi, chỉ có Tạ Linh Vận mới rõ ràng vị này thức tỉnh ma chủ đại nhân có bao nhiêu đáng sợ. Dương Nghị Vân ngược lại là ha 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 cười to, chút nào không thèm để ý Tạ Linh Vận lắm miệng, ngược lại nghe rất đắc ý, giống như là phàm nhân hàng xóm ra khích lệ chính mình hài tử giống nhau. Lão Tạ A, người phải biết rằng, liền tính hắn là thần ma, kia cũng vẫn là ta nhi tử. Trong thân thể hắn lưu trữ huyết là ta Dương Nghị Vân, người muốn thói quen, ha ha ha. Dương mẫu nhân là thật đắc ý. Vân tử đây là, sao lại thế này, một bên Lục Nhĩ rốt cuộc nhịn không được. Dương Nghị Vân lúc này mới phản ứng lại đây, cấp Lục Nhĩ mấy người giới thiệu nhi tử Dương Tinh Phó sự, cũng dăm ba câu đem Dương Tinh Phó đi đến hôm nay sự nói một lần. Lục Nhĩ sau khi nghe xong, liên tục cười nói, đại cháu trai không tồi, ha ha ha, nhập ma đạo. Vẫn là chuyển sinh ma thần, ha ha ha, không tồi, ta Lục Nhĩ cũng coi như là thơm lây, có một cái ma chủ kêu thúc phụ, ha ha. Lục Nhĩ khó được khai nổi lên vui đùa, hơn nữa ở Dương Tinh Phó bả vai chụp đùng vang dội. Dương Tinh Phó lại là chưa thấy qua Lục Nhĩ, nhưng lại nghe phụ thân nói lên quá, hiện giờ lại là cung cung kính kính đối với Lục Nhĩ hành lễ, Tinh Phó bái kiến Lục Nhĩ thúc phụ. Này một tiếng thúc phụ hô lên tới, làm phía sau Tạ Linh Vận sắc mặt thành tím màu tương. Trong lòng kêu rên, ta ma chủ đại nhân a, ngài muốn làm gì, ma đạo thể diện còn muốn hay không? Kêu Dương Nghị Vân phụ thân cũng liền thôi, đó là ngài này một đời phụ thân, có huyết mạch chi nguyên, nhưng hiện tại một con khỉ nhảy ra đều là thúc phụ, này bối phận phân biệt một đoạn, truyền ra đi thế gian ma đổ nhóm sẽ nghĩ như thế nào a? Đương nhiên giờ phút này Tạ Linh Vân cũng chỉ là dám ở trong lòng phun tào một chút, nói đúng không dám nói ra. Dương Nghị Vân cũng cao hứng. Hắn là một cái đem thân thích tình cảm xem thực trọng vĩnh viễn đặt ở đệ nhất vị người, nhìn đến nhi tử đối Lục Nhĩ hành lễ hắn cũng cao hứng cười, hơn nữa làm Dương Tinh Phó tiếp tục bái kiến hoa sen đen, mày lá liễu, cùng Hoàng Tuyền lão tổ. Này ba người nhưng đều là hắn cùng thế hệ, cũng là vân môn trưởng bối người một nhà, thậm chí là Hoàng Tuyền lão tổ từ thu nhi nơi nào nói quan hệ cũng là trưởng bối. Dương Tinh Phó trừ bỏ Hoàng Tuyền lão tổ đối hoa sen đen cùng mày lá liễu trước kia ở vân môn thời điểm đều tôn kính. Hiện tại càng không cần phải nói, tiến lên hành lễ, là vãn bối lễ. Tạ Linh Vận nhìn thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, một hai cái hiện tại đều trưởng thành bối, đường đường ma chủ đại nhân tôn nghiêm A, rớt trên mặt đất bị cọ sát, hắn cái này cổ xưa ma tộc trưởng lão nhất chú ý quy củ, này đó hảo, toàn không có. Liền ở ngay lúc này, Lữ Xuân Thu nhảy ra, đối với Dương Tinh Phó nói, lão phu lại nói tiếp cùng phụ thân ngươi cũng là bạn cũ, tiểu tử ngươi cũng nên cho ta hành cái vãn bối lễ đi. Lữ Xuân Thu hoàn toàn là xem náo nhiệt, chiếm tiện nghi. Lời này vừa nói ra, Tạ Linh Vận hàm răng đều cả băng đạn một tiếng. Ở đây những người khác đều cùng vân môn có quan hệ, người Lữ Xuân Thu tính cái gì? Tạ Linh Vận chuẩn bị khai mắng, thậm chí làm tốt không thôi bị ma chủ đại nhân trách cứ chuẩn bị, ma chủ tôn nghiêm hắn muốn giữ gìn. Cũng may lúc này, Dương Tinh Phó lại là hơi hơi một chút, nhìn Lữ Xuân Thu nói, có biết hay không nhà ngươi tổ tiên Lữ Tổ ở đây? Hắn cũng không dám yêu cầu ta hành lễ. Ngươi xác định muốn ta cho ngươi hành lễ. Dương Tinh Phó lời nói thực đạm nhiên, nhưng ngữ khí lại là tràn ngập vô tận khí phách. Lữ Xuân Thu khóe miệng thẳng trừ trừ, hắn đối Dương Tinh Phó nhiều ít hiểu biết một chút, biết ra hỏa này là thần ma chuyển thế tồn tại, nghe khẩu khí này tựa hồ thật đúng là nhận thức tổ tiên, thật đúng là không dám trêu chọc. Xấu hổ cười nói, chỉ đùa một chút, hắc hắc vui đùa mà thôi, mọi người đều là tu sĩ. Không chú ý cái này phàm tục chi lễ tiết. Dương Nghị Vân đối này lại cũng không nói thêm cái gì, hắn ẩn ẩn có thể đoán được, nhi tử Dương Tinh Phó cùng Lữ Xuân Thu chi gian ở thần mộ viên phát sinh quá cái gì không thoải mái. Nhưng cũng không hy vọng bọn họ nháo cương, hiện giờ đều ở lên trời lộ, hiện tại muốn cùng mục tiêu, lên trời đài mới là. Liền mở miệng nói sang chuyện khác nói, hảo, nếu đều tụ một khối, chúng ta tiếp được liền mặt trận thống nhất, cùng nhau chờ sân thượng. Kế tiếp vô cùng có khả năng muốn đối mặt thiên giới sinh linh, kia mới là chúng ta địch nhân, này tòa sân thượng như thế nào đi lên, đại gia nói. Sân thượng không có đi lên lộ, tứ phía như gương mặt giống nhau, Dương Nghị Vân vì vậy vừa hỏi.
Đương nhiên hắn nhìn về phía chính là mày lá liễu, bất quá Lữ Xuân Thu lại mở miệng nói, không lộ có thể đi, chỉ có theo sân thượng trèo lên hoặc là phi thăng đi, bất quá muốn đối mặt sân thượng xuất hiện thiên lôi. Đối với kết quả này Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng lại cũng thoải mái, không thấy được bước lên đi lộ, liền biết không tốt hơn đi. Thiên lôi. Tất nhiên cũng không phải là bình thường thiên lôi. Vậy bước lên đi xem đi, Lục Nhĩ nói. Hiện tại là 9 đại thiên tôn cấp cao thủ, hoặc là nói là 9 đại nửa người kính cao thủ, hết thảy lên trời lộ. Hơn nữa mỗi người luận thực lực bối cảnh, kỳ thật đều không kém. Ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến, sợ là không cần sư phụ bọn họ năm đó kém đi. Lữ Xuân Thu cười nói, kỳ thật đại gia không cần quá mức khẩn trương, các ngươi là không phát hiện, nơi này thiên địa quy tắc kỳ thật thiếu một bộ phận, so với trước kia áp lực tiểu nhiều, đối chúng ta tới nói, không có gì bất ngờ xảy ra bước lên sân thượng bước vào thiên giới không là vấn đề, đại gia muốn suy xét có lẽ là tiến vào thiên giới chuyện sau đó. Lời này nói như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi. Lữ Xuân Thu nói đến nói, có nhớ hay không lúc trước ở thần mộ viên rời đi thời điểm ta nói rồi ra ở lên trời lộ. Dương Nghị Vân theo bản năng gật đầu, nhưng là ngay sau đó nhíu mày nói, có thể nói hay không trọng điểm. Hảo hảo hảo, nói trọng điểm là, ta ý tứ là, Hoàng Tuyền lão tổ phía trước cũng nói đúng, nhà của chúng ta đích xác ở tiên ma thời đại tiến vào lên trời lộ, hơn nữa ở tại nơi này. Nhưng là khi ta trở về thời điểm phát hiện, gia bằng gia tộc những người khác đã không còn, bất quá để lại manh mối. Cái này manh mối đó là sư phụ ngươi trời cao tà đám người thành công tới một lần với thiên giới thiên nhân ở lên trời đài đại chiến, có ý tứ chính là, sư phụ ngươi bọn họ nghiền áp phương thức đánh bại sân thượng bảo hộ thiên nhân, hơn nữa đánh vỡ lên trời lộ một đạo thiên địa gông xiềng. Này liền ngoài ý muốn lên trời lộ gông xiềng đối thiên giới áp chế đã không có, đối nơi này quy tắc cũng ít một tầng. Cho nên chúng ta chỉ cần đối mặt sân thượng xuất hiện thiên nhân liền có thể, đối với thiên địa áp chế có thể không cần lo lắng. Sư phụ người trời cao tà thật sự là cái vĩ đại thiên tài cường giả, hắn thật sự cấp phía sau lưng phi thăng giả nhất tộc sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Lên trời trên đài có một mặt thiên môn chi cảnh, kỳ thật chính là chúng ta trước mắt này tòa thật lớn sân thượng trung tâm, cũng là phong tỏa này một phương không gian nơi, bị sư phụ người đám người đánh ra một tia cái khe. Dẫn tới về sau đồng hóa thiên môn chi cảnh lại đây thiên nhân số lượng thiếu. Cũng chính là chúng ta muốn đối mặt thiên nhân số lượng sẽ giảm bớt, trước kia thiên môn chi cảnh là cực số, cũng chính là có thể xuất hiện 9 thiên nhân gác, nhưng là từ bị sư phụ ngươi bọn họ đánh ra vết rách lúc sau, chỉ có thể xuất hiện 3 cái thiên nhân, cụ thể là có chuyện như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao gia tộc lưu lại manh mối chính là như thế, đợi chút chúng ta đi lên liền chỉ đã biết. Lữ Xuân Thu đem hắn biết đến manh mối nói ra. Dương Nghị Vân nghe tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là cũng minh bạch đại khái, ngẫm lại hỏi, người ý tứ, sân thượng chính là phong tỏa nơi này trung tâm, hoặc là nói là cái gì thiên môn. Đúng vậy, trên thực tế hết thảy căn nguyên đều yêu cầu một cái trung tâm, người có thể đem nơi này phong tỏa xem thành là một cái siêu cấp đại trận, mà trên sân thượng thiên môn chính là mắt trận. Dương Nghị Vân nói, kia nói cách khác. Sư phụ ta bọn họ làm cho cả siêu cấp đại trận mắt trận xuất hiện vết rách, vốn dĩ bình thường dưới tình huống, thiên giới thiên nhân ngăn trở chúng ta số lượng thông qua thiên môn có thể xuất hiện 9 đại thiên nhân, bị sư phụ ta bọn họ đánh vỡ lúc sau, cái này sân thượng phía trên ngăn trở chúng ta thiên nhân nhiều nhất liền xuất hiện 3 cái. Là cái dạng này, bất quá, 3 cái cũng không thể coi khinh, có thể như vậy tưởng, trước kia có thể xuất hiện 9 đại thiên nhân, có thể là sơ cấp thiên nhân trung thế lực yếu nhất. Nhưng là hiện tại chỉ có thể xuất hiện 3 người, vậy đem có khả năng là sơ cấp thiên nhân trung mạnh nhất, cho nên chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Lữ Xuân Thu nói, đích xác như thế. Dương Nghị Vân gật gật đầu, nếu nói này tòa sân thượng hoặc là nói thiên môn hoàn toàn biến mất đâu. Ha ha, nếu thật biến mất đó chính là chúng ta tiên giới vạn vật sinh linh chi phúc, cho đến lúc này, nơi này phong tỏa tự nhiên hồi biến mất. Trên thực tế nơi này hiện tại chính là 900 dặm phạm vi bị vòng lên phong bế không gian, đợi lát nữa bước lên sân thượng các ngươi có thể nhìn đến 900 dặm ở ngoài là một mảnh hỗn độn. Chờ này tòa sân thượng biến mất, nơi này tự nhiên liền dung nhập thiên giới, bản thân nơi này chính là thiên giới, chỉ là bị phong ấn lên mà thôi, ngày sau thiên giới tiên nhân tu vi đạt tới thông ngộ thiên tôn chi cảnh, đến lúc đó trực tiếp sẽ có thần quang buông xuống ngưng tụ thần thái, từ cửu trọng thiên nơi nào phi thăng đi lên. Sân thượng biến mất, cũng tương đương phong tỏa biến mất, các ngươi tới khi thang trời cũng đem biến mất, cửu trọng thiên kia một đạo thiên địa cái chắn cũng sẽ biến mất, đến lúc đó vô hình trung thiên giới quy tắc nối thẳng thiên giới,
tiên nhân sở phải làm chỉ là thông ngộ thiên tôn hiểu được viên mãn, tiếp dẫn thần quang xuống dưới, ngưng kết thần thai, trực tiếp thành tựu thần nhân chi cảnh, theo thần quang tiếp dẫn phi thăng thiên giới. Chỉ có thể sân thượng biến mất thiên phương dạ đàm a, nghe đồn đó là thiên giới bản thổ nhất tộc thần chủ thân thủ bày ra phong tỏa, lại như thế nào có thể phá được đâu, Lữ Xuân Thu cảm khái nói. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng nói, kia cũng chưa chắc đi, sư phụ ta đám người không phải đánh ra vết rách sao? Nói không chừng chúng ta là có thể triệt rớt đánh vỡ, hoặc là nói về sau sẽ xuất hiện thiên tài hạng người hoàn toàn phá hủy cái này sân thượng. Chỉ mong đi Lữ Xuân Thu không cho là đúng. Dương Nghị Vân mấy cái ngẫm lại cũng là rất nghẹn khuất, tiên giới sinh linh lộ, tương đương là bị thiên giới cấp hạn chế, mặc kệ là bọn họ, đời sau con cháu cũng đều giống nhau, mỗi một thế hệ tiên nhân đều ở lên trời lộ, đều phải trải qua một hồi tinh phong huyết vũ. Có thể nghĩ này trong đó thảm thiết. Cảm giác đại gia vận mệnh đều đừng cao cao tại thượng thiên nhân cấp chúa tể giả, này phi thường khó chịu. Dương Nghị Vân bất chi bất giác siết chặt nắm tay, ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lại là âm thầm nói, lão tử đảo phải thử một chút, đánh vỡ hôm nay đài. Hắn trong lòng nghĩ một vấn đề, nếu không đánh vỡ cái này sân thượng, như vậy nhiều năm về sau, hắn vân môn hậu bối bay lên tới đây. Đây là hắn không muốn nhìn đến. Nếu này tòa sân thượng biến mất, về sau vân môn đệ tử, tiên giới tiên nhân, sở cần phải làm là tu luyện cùng hiểu được, cho đến lúc này, đã không có cái này uy hát yêu ta, trực tiếp hiểu được phi thăng thần giới mới là bình thường, liền tính là không có hiểu được phi thăng thần giới, kia cũng là chính mình vấn đề, mà không phải bị cho rằng áp chế. Hắn yêu cầu cấp hậu bối con cháu sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh, nhất định phải suy nghĩ biện pháp hoàn toàn đi hủy hoại này tòa sân thượng. Có lẽ người khác làm không được, thậm chí là không hy vọng, nhưng là hắn biết hắn khả năng có thể thử xem. Bởi vì hắn có càn khôn hồ tồn tại, mà càn khôn hồ khoảng thời gian trước càng là cắn nuốt thần mộ viên. Thần mộ viên được xưng cũng là chủ thần chi vật, có 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng, lý luận thượng hắn là có thể sáng tạo ra 3.000 thần ma. Từ càn khôn hồ cắn nuốt xã mộ viên sau, Dương Nghị Vân từng có một cái cảm giác là tựa hồ càn khôn hồ cùng thần mộ viên vốn dĩ chính là nhất thể, tuy rằng trước mắt mới thôi cũng không có nhìn đến càn khôn hồ nội có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng cảm giác nói cho hắn. Càn khôn hồ là thay đổi. Có lẽ ngày qua đài thời gian này điểm thượng, bản thân chính là một loại ý trời. Thật sự này chỉ là hắn một cái trực giác, nhưng cái này trực giác hắn cảm giác rất cường liệt, sân thượng là có thể bị hoàn toàn phá hủy. Cái này ý niệm từ đáy lòng sinh ra tới lúc sau, Dương Nghị Vân phát hiện càng ngày cũng mãnh liệt, đầu óc rối loạn tâm thần giống nhau xuất hiện một thanh âm, phá hủy sân thượng làm tiên giới cùng thần giới chi gian thiên địa quy tắc khôi phục bình thường, làm tam giới nhất thể hóa. Đi thôi, lên trời đài, chiến thiên nhân giống. Lúc này, Lục Nhĩ lại là hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một dậm chân, nhảy dựng lên, dán kính mặt giống nhau kim tự tháp bay vọt mà thượng. Vèo vèo vèo. Một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh bay vọt dựng lên. Dương Nghị Vân bị Lục Nhĩ thanh âm bừng tỉnh lại đây, nhìn đến Lục Nhĩ xung phong đại gia lần lượt bay vọt khởi, hắn cũng nhiệt huyết sôi trào, lẩm bẩm, lên trời đài chiến thiên nhân, hảo một cái Lục Nhĩ mi hầu. Không hổ là ta Dương Nghị Vân đại ca. Dứt lời hắn cuối cùng một cái nhảy dựng lên. Ầm vang. Đúng lúc này, đệ nhất thanh tiếng sấm vang lên. Đinh tai nhức óc, như hạn thiên lôi giống nhau, kinh thiên động địa, động tĩnh thực sự không nhỏ. Dương Nghị Vân nhìn lại là một đạo cánh tay thô tráng tím lôi lóng lánh vô cùng trực tiếp dừng ở Lục Nhĩ trên người. Giống giống. Mà Lục Nhĩ còn lại là ngửa mặt lên trời thét dài, cả người có từng đạo khắc văn lập lòe lên. Một quyền huy đánh về phía thiên lôi. Oanh! Trầm mặc lúc sau, đầy trời kim sắc máu xái lạc. Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng, hắn thấy được Lục Nhĩ huy đánh này một đạo thiên lôi cánh tay máu chảy đầm đìa một mảnh, nhưng Lục Nhĩ tốc độ chút nào che kín, thẳng tiến không lùi, khí thế như hồng tận trời mà đi. Ầm ầm ầm. Một đạo tiếp theo một đạo thiên lôi xuất hiện, đối mặt mặt sau bọn họ mọi người. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, chiến đấu huyết nhiệt bị Lục Nhĩ hoàn toàn bập lửa. Hắn toàn thân 10 ánh sáng màu mang lưu chuyển mà ra hóa thành nổi giận gầm lên một tiếng, đạo chủng ánh sáng, xé trời lôi. Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được lôi đình chi uy, đích xác nơi này lôi đình, so với tiên giới hắn dĩ vãng đụng tới lôi đình đều cường đại, không dám thiếu cảnh giác, thúc dục trong cơ thể đạo chủng chi lực toàn lực xuất kích. Hắn phương thức cùng Lục Nhĩ giống nhau, lựa chọn chính diện dập nát lôi đình. Dương Nghị Vân tự hỏi là không thể so bất luận cái gì một cái thực lực kém. Thậm chí còn chính hắn đều biết đến là,
hắn đạo chủng chi lực kỳ thật đã xa xa vượt qua bất luận kẻ nào, ít nhất ở tiên giới là không có. Ầm vang. Một đạo đối với hắn đánh xuống tới lôi đình, trực tiếp ở hắn đỉnh đầu tạc nứt. Bất quá hắn hóa giải, đạo chủng chi lực toàn lực thúc dục dưới, cũng là uy lực bất phàm. Trong lòng vừa động trực tiếp che kín toàn thân hướng về phía trước phóng đi. Tốc độ chút nào không chậm. Dư quang trông được giống nhau những người khác phát hiện mọi người đều các có thủ đoạn, ứng đối lôi đình chi uy. Điểm này kỳ thật ở hắn đoán trước bên trong. Đây mới là bắt đầu mà thôi, nếu đại gia ở ngay từ đầu liền ứng đối khó khăn, vậy không cần thiết bước lên sân thượng. Huống hồ hắn biết ở tại chỗ liền không có một kẻ yếu. Vèo vèo vèo. Một cái tiếp theo một cái đón lôi đình tận trời mà thượng. Không đến 10 cái hô hấp, Dương Nghị Vân tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại là rốt cuộc xuất hiện ở sân thượng đỉnh. Lục Nhĩ đã sớm tới rồi, Dương Nghị Vân đi qua đi nhìn đến Lục Nhĩ trên người bị lôi đình phách cháy đen, vội vàng hỏi, đại ca không có việc gì đi. Vấn đề nhỏ Lục Nhĩ nhe răng. Xem những người khác đều không có gì vấn đề lớn, chỉ có Lục Nhĩ cùng Hồng Y nhìn trên người có thương tích. Nhưng này hai cái hoàn toàn này đây thì thanh ngạnh xinh xinh nhìn bầu trời lôi, cũng là cường hãn rối tinh rối mù. Mọi người đều không có việc gì đi, Dương Nghị Vân hỏi một câu. Không có việc gì. Cùng sở liệu không sai biệt mấy, đều có thủ đoạn. Để cho hắn kinh ngạc chính là nhi tử Dương Tinh Phó, nhìn qua là ra hắn cái này đương lão tử ở ngoài chung, nhẹ nhàng nhất một cái này làm cho Dương Nghị Vân đối ma đạo phương pháp có một lần nữa nhận thức. Đương nhiên hắn rõ ràng. Nhi tử Dương Tinh Phó có thể như thế nhẹ nhàng, càng có rất nhiều tiểu tử này là thần ma thức tỉnh duyên cớ. Có rất nhiều thủ đoạn trong người. Thấy mọi người đều không có việc gì, Dương Nghị Vân nhìn về phía trước. Thật lớn trên sân thượng đích xác huyền phù một phiến thiên môn, rõ ràng nhìn là trống rỗng xuất hiện huyền phù, nhưng đi không có bất luận cái gì không khỏe cảm, ngược lại nhìn qua thực tự nhiên. Đối thiên giới sự vật, làm Dương Nghị Vân có hoàn toàn mới nhận chi. Cơ hồ là cái cửu cung hình dạng thiên môn, nhìn giống như là một mặt thật lớn gương, bạch quang không rảnh lập lòe nhàn nhạt vầng sáng, có 9 phương vị nhưng lại có 6 cái phương vị xuất hiện vết rách, hoàn hảo có 3 cái phạm vi, điểm này đúng là Lữ Xuân Thu lời nói. Cái này thiên môn đặt ở trước kia có thể ra tới 9 thiên nhân, mà hiện tại hẳn là chỉ có thể xuất hiện 3 cái. Phá 6 cái phương vị. Thiên môn một vòng đều là phức tạp huyền ảo khắc văn, nhìn cổ xưa mà thần bí. Đây là cái gọi là thiên môn, Dương Nghị Vân tự nói. Lữ Xuân Thu trả lời, đúng vậy, đây là thiên môn, hiện tại làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị đi, chúng ta xuất hiện sợ là thiên giới thiên nhân đã biết. Ong ong, chính nói chuyện thời điểm, thiên môn đột nhiên phát ra ầm ầm vang lên thanh. Tới mày lá liễu thanh âm trầm thấp, nhưng lại xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều đặt ở lên trời đài cái này ước chừng 9.000 mễ đường kính. Tọa lạc ở trung ương huyền phủ 9 mét thiên môn thượng. Đại gia biết thiên nhân muốn tới. Đứng ở sân thượng phía trên mọi người đều có thể nhìn đến này một phương bị phong tỏa không gian 900 dặm ở ngoài bốn phía đích xác đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Đây là thiên giới thiên nhân đối phi thăng giả một mạch chèn ép. Đương nhiên chèn ép nặng nhất như cũ là đại gia muốn đối mặt thiên nhân. Thiên giới thiên nhân đối thiên giới thiên nhân, này căn bản là không phải một cái cấp bậc đối kháng. Nhưng là ở đây 9 người, căn bản liền không có một người sợ hãi. Tới liền tới đi, luôn là muốn đối mặt. Dựa theo Lữ Xuân Thu nói, sư phụ bọn họ những người đó đều là thành công tiến vào thiên giới. Như vậy bọn họ những người này tự nhiên cũng là có thể. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm thiên môn, hắn trong lòng không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử, nhưng thật ra muốn gặp thiên giới thiên nhân đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Đích xác từ mày lá liễu trong miệng biết được, thiên giới bản thổ sinh linh, là trời sinh mà ra, là thông qua tam giới bên trong thần bí nhất lục đạo luân hồi trực tiếp chuyển sinh trở thành thiên giới sinh linh, đích xác cùng bọn họ này đó huyết mạch dựng dục sinh linh không giống nhau. Đương nhiên còn có một loại dựng dục phương thức là, nhất cổ xưa thiên giới bản thổ sinh linh tự nghĩ ra mà ra, trên cơ bản cũng là có cùng loại gia tộc truyền thừa từ tồn tại diễn sinh kéo dài, chính là cụ thể là cái dạng gì, mày lá liễu cũng nói không rõ. Dù sao thiên giới thiên nhân cùng bọn họ này đó phi thăng nhất tộc là không giống nhau, trời sinh liền tự nhận là trong tam giới cao quý nhất tồn tại, cũng khinh thường phi thăng giả một mạch. Nhưng phi thăng giả một mạch có tiến hóa không gian, điểm này là thiên giới sinh linh vô pháp so sánh với. Tóm lại các có ưu thế tồn tại. Cuối cùng có lớn hơn nữa xung đột,
có thiên giới nhất tộc cùng phi thăng giả nhất tộc đại chiến cục diện. Dù sao thiên giới nghe tới cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hảo, thậm chí so tiên giới khả năng càng thêm tàn khốc. Ti tiện con kiến cũng vọng tưởng lên trời, các ngươi tìm chết không thành. Liền vào giờ phút này một tiếng tràn ngập uy nghiêm to lớn vang dội thanh âm vang vọng ở toàn bộ thiên địa. Mà thiên môn thượng kim quang đại tác. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chín người tầm mắt. Ong! Ong! Ngay sau đó lại là lưỡng đạo nổ vang. Ba bóng người xuất hiện ở bọn họ chín người trong tầm mắt. Toàn bộ đều là từ thiên môn chung mà ra. Đây là thiên giới thiên nhân sao? Dương Nghị Vân trong lòng tự nói. Nhìn qua cũng không có gì ghê gớm, cùng tiên nhân không có gì hai dạng a. Không đúng, vẫn là có điểm không giống nhau, bọn họ phía sau có ngược sáng tồn tại, mỗi người đầu mặt sau có một cái kim sắc vòng sáng, chân dẫm bảy màu tường vân. Lần đầu ở ngoài, tựa hồ cùng bọn họ những người này cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên này chỉ là ngoại hình, trên thực tế Dương Nghị Vân vẫn là cảm nhận được không gì sánh kịp uy áp, đây là không giống người thường thiên uy, không phải dày nặng cảm giác, mà là một loại thẳng vào người linh hồn chỗ sâu trong bao phủ, làm người nhịn không được muốn cúng bái xúc động. Hừ, lúc này mày lá liễu hừ lạnh một tiếng nói, đại gia bảo hộ hảo tâm thần, bọn họ uy áp thẳng đánh nguyên thần. Cũng đừng nhìn thẳng bọn họ đôi mắt phòng ngừa bị lạc tâm thần. Dương Nghị Vân đã sớm phát hiện điểm này thúc giục công pháp lúc sau, uy áp biến mất không thấy, tiến đến mày lá liễu trước người nói, liễu tỷ tỷ nhìn qua cái gọi là thiên nhân cũng cùng chúng ta không có gì bất đồng a. Mày lá liễu truyền âm nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, này ba cái thiên nhân tuy rằng cũng là sơ cấp thiên nhân, nhưng lại là sơ cấp thiên nhân trung mạnh nhất tồn tại, nhìn đến bọn họ chân dẫm bảy màu tường vân cùng sau đầu hộ thể thần quang không có. Chỉ có mạnh nhất sơ cấp thiên nhân mới có này hai loại hiện hóa, hơn nữa nhan sắc dày nặng, nhìn qua giống như thực chất, đây là mạnh nhất sơ cấp thiên nhân ứng có quang hoàn. Cấp thấp sơ cấp thiên nhân nhiều nhất chỉ bảy màu tường vân, hoặc là sau đầu ngược sáng hộ thể thần hoàn, hơn nữa nhan sắc không sâu như vậy, càng sẽ không thực chất hóa, chiếm cứ thứ nhất liền không tồi, chỉ có cường đại sơ cấp thiên nhân mới có được thực chất hóa bảy màu tường vân cùng sau đầu thần hoàn, kia đại biểu cho cường đại thâm hậu thần lực. Tuy rằng chỉ có ba cái sơ cấp thiên nhân xuất hiện, nhưng chúng ta không nhất định có thể đối phó, cái này phải có phiền toái, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, tiền bối không cần bị bọn họ sau đầu thần hoàn cấp đánh tới. Không chỉ có phá thân thể càng thương nguyên thần. Nghe mày lá liễu như thế trịnh trọng phân phó, Dương Nghị Vân cũng là thu hồi coi khinh chi tâm. Sát! Ba cái thiên nhân, một nữ hai nam. Tam đại thiên nhân nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều là băng hàn lạnh nhạt. Thậm chí Dương Nghị Vân từ bọn họ trong ánh mắt thấy được vô cùng coi thường, hoàn toàn là cao cao tại thượng ánh mắt, xem bọn họ chín người thật giống như thật là đang xem A Mao A Cẩu giống nhau đạm nhiên. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng phi thường khó chịu. Quả nhiên thiên nhân khinh thường phi thăng giả nhất tộc đây là sự tình. Tam đại thiên nhân đều là thân xuyên khôi giáp, ngân bạch khôi giáp lộng lẫy vô cùng, thật đúng là như thiên thần giống nhau. Đương nhiên trên thực tế giả ba cái thiên nhân chỉ là thiên giới trung thấp nhất giai thiên nhân trung cao thủ mà thôi. Dương Nghị Vân vô pháp tưởng tượng, những cái đó cường đại cao giai thiên nhân sẽ là cái dạng gì. Hắn đối thiên giới hoàn cảnh cũng có một cái hoàn toàn mới hiểu biết, khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật, này ba cái thiên nhân đều là như thế, có thể nghĩ chân chính thiên giới sẽ là cái dạng gì. Liên tính là có phi thăng giả nhất tộc sinh tồn không gian, sợ là cũng sẽ không hảo đi nơi nào đi. Một cái sát tự là từ đứng ở trung gian nữ thiên nhân trong miệng phát ra, ngừng ở mọi người trong tai như rơi vào hầm băng giống nhau hàn ý. Giữa sân túc sát chi khí tức khắc dâng lên. Tam đại thiên nhân căn bản là không có cùng bọn họ chín người đối thoại ý tứ, trực tiếp khai sát, có thể thấy được thiên giới bản thổ sinh linh đối phi thăng giả nhất tộc có bao nhiêu đại không thích. Hiện tại là sinh tử khảo nghiệm. Sát! Lục nhĩ tính tình nóng nảy xông vào cái thứ nhất. Điểm này không ra Dương Nghị Vân sở liệu. Hắn biết Lục Nhĩ là cái chiến đấu cuồng, càng là một cái trong mắt không chấp nhận được hạt cát người, hắn đối tam đại thiên nhân tự cao tự đại ánh mắt đều phi thường khó chịu. Càng miễn bàn Lục Nhĩ. Nghe được Lục Nhĩ một cái sát tự hô lên, Dương Nghị Vân vội vàng giống to, đại gia toàn lực xuất kích. Lúc này là không có bất luận cái gì đường lui. Bởi vì ba cái thiên nhân hoàn toàn đối bọn họ không có bất luận cái gì đường sống, trong ánh mắt hoàn toàn là mau chóng diệt sát chín chỉ con kiến lạnh nhạt. Ở tam đại thiên nhân trong mắt bọn họ chín liền đối thoại tư cách đều không có. Mà đối bọn họ mà nói, đồng dạng là không có bất luận cái gì đường lui. Chỉ có một cái, liên hợp lại diệt sát tam đại thiên nhân, mới có thể đi thiên giới.
đây là một hồi không phải ngươi chết chính là ta mất mạng chém giết. Sát sát sát, Hoa Sen Đen, Hoàng Tuyền Lão Tổ, Lữ Xuân Thu, Mày Lá Liễu, Dương Tinh Phó, Tạ Linh Vận, Hồng Y cơ hồ đều ở nháy mắt mà động. Bọn họ 9 người cùng Tam Đại Thiên Nhân cơ hồ đồng thời nhằm phía đối phương, mỗi người đều bộc phát ra 12 vạn phần thực lực. Điểm này Dương Nghị Vân cảm thụ được đến, bởi vì mọi người đều biết, cứ việc là lần đầu tiên giao phong, nhưng lại là phân sinh tử chiến đấu, ai cũng không dám đối mặt thiên nhân thời điểm mà thiếu cảnh giác, bất luận cái gì một cái nhược thế đi xuống, cuối cùng sẽ chết mọi người. Dương Nghị Vân thúc giục sở hữu đạo chủng chi lực, thúc giục càn khôn thần điện chi lực, giống giận chung hắn toàn thân vầng sáng đại tác phẩm, sau lưng như ẩn như hiện một gốc cây che trời đại thụ, đây là trong cơ thể 10 đại ấu thụ hợp nhất mà ngưng tụ ra pháp tướng. Khí thế bất phàm, Lục Nhĩ toàn thân kim sắc lông tóc ở giống giận chung đứng chổng ngược, thân hình cất cao một vòng lớn nhìn qua hoàn toàn cuồng bạo, đôi tay nắm chặt đen nhánh trường côn pháp khí bỗng nhiên ném tới. Hoa sen đen đỉnh đầu hiện lên một tòa 36 cánh hoa sen đen, ở ô quang trung hoa sen nổ tung, 36 nói ô quang che trời sông thẳng Tam Đại Thiên Nhân. Mày Lá Liễu hóa ra bản thể, muôn vàn cành liễu ở thất thải quang mang trung bùng nổ mà đi. Hoàng Tuyền Lão Tổ trong miệng niệm động mà ra tối nghĩa âm phù, nàng bỗng nhiên huy động trong tay pháp trượng một đạo màu vàng cột sáng hóa thành một cái 100 mét dao mãng xuất kích. Lữ Xuân Thu trong tay chợt lóe lại là xuất hiện một thanh cổ kiếm, nhất kiếm về phía trước chém xuống, kiếm khí hóa thành 9 đại khắc văn tản ra. Mà Dương Tinh Phó cùng Tạ Linh Vận Hồng Y 3 người còn lại là toàn thân ăn ý kích động, hợp thành một cái tam tài trận pháp, mà khí hoàn toàn đem 3 người bao vây, cuối cùng hóa thành một cái thật lớn vô cùng bộ xương khô giống giận chung nhằm phía Tam Đại Thiên Nhân. 9 người đều dùng tới toàn lực công kích Tam Đại Thiên Nhân. Mà Tam Đại Thiên Nhân lại là tại đây một khắc, toàn thân thần quang đại tác phẩm lên, chút nào không ngừng xông tới. Ngay lập tức chi gian Tam Đại Thiên Nhân trên người bùng nổ thần quang, chiếu sáng toàn bộ lên trời đài, chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, chói mắt vô cùng, hoàn toàn che giấu bọn họ thân ảnh. Lúc này hai bên công kích chạm vào nhau. Đây là trực tiếp chính diện chống chọi, sinh tử chém giết. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều là đinh tai nhức óc tiếng động. Cường đại đến hai người hít thở không thông bùng nổ hơi thở ở hai bên va chạm một khắc bùng nổ. Dương Nghị Vân cũng cái gì đều nhìn không tới, nhưng lại là cảm thụ thật lớn uy áp, đồng thời trên người như ngàn vạn búa tạ thêm thân, hắn hộc máu, hơn nữa thân thể bay ngược đi ra ngoài, hắn cảm thụ mà toàn thân chết lặng mất đi chi giác. Trong tai mơ hồ nghe được từng tiếng kêu rên thanh, hắn trong lòng ở tỏa sáng, tuy rằng ở song phát đại chiến bùng nổ năng lượng trông được không đến bất luận cái gì sự vật, nhưng hắn nghe được từng tiếng kêu rên là đồng bạn hộc máu thanh. Ngay sau đó hắn cảm nhận được rơi xuống đất, nhưng là thân thể đã sớm mất đi chi giác. Một chữ đau, đến từ sâu trong linh hồn đau đớn vây quanh hắn. Rốt cuộc phát hiện trong tầm mắt rõ ràng lên, hắn thấy được bên người. Nhưng lại là trong lòng lần thứ hai rét run lạnh cả người, trong đầu chỉ có một câu, đây là thiên nhân chi uy, không thể chiến thắng sao. Hắn không thể động, ngã vào thật lớn trên sân thượng, những người khác có một cái tính một cái, đều cùng hắn giống nhau, mỗi một cái cả người mang huyết. Bọn họ 9 người toàn lực một kích, kết quả lại là bọn họ ngã xuống trên mặt đất, mà vài trăm thước ở ngoài, Tam Đại Thiên Nhân như cũ đứng thẳng. Chênh lệch cùng mạnh yếu quá rõ ràng. Thiên nhân cùng thiên nhân chênh lệch, giờ phút này ở Dương Nghị Vân trong lòng như thiên trảm. Khụ khụ. Khoảng cách Dương Nghị Vân gần nhất chính là Mày Lá Liễu, giờ phút này tuy rằng như cũ hóa thành hình người, nhưng là lão cây liễu một chút đều không có yêu mị hình tượng, ho ra máu trung phi đầu tán phát, ngực là vết máu một mảnh, tràn đầy chật vật. Đến nỗi những người khác đều không sai biệt mấy. Dương Nghị Vân nhìn xem chính mình kỳ thật thảm hại hơn, ngực bị xuyên thủng một cái huyết động, trên cánh tay trái rớt một khối to thịt, xương cốt đều lộ ở bên ngoài, máu chảy không ngừng. Hắn cười khổ nói, chẳng lẽ thiên nhân cùng tiên nhân chênh lệch liền thật như vậy đại, chúng ta thuốc phiên. Lúc này Mày Lá Liễu lau khóe miệng vết máu, lộ ra một cái mỉm cười, chẳng qua lúc này nàng tươi cười có chút bộ mặt dữ tợn nói. Nếu là chúng ta bên trong chẳng sợ có một người thành tựu thần thai, bước vào thần nhân chi cảnh, gì đến nỗi bị này ba cái vương bát đản một kích mà bại. Các ngươi cũng không cần cảm thấy bọn họ là thật sự thiên tới rồi vô địch, nhìn xem vừa rồi công kích, chúng ta là tiên nhân lại là đối mặt bọn họ Tam Đại Thiên Nhân, phía trước là huyền phù ở thiên cao cao tại thượng, trong tay giống tuếch, nhưng là hiện tại đâu? Còn không phải từ bầu trời rừng ở trên mặt đất, còn không phải từ tay không tới rồi cầm trong tay thần khí.
khụ khụ, liền mẹ nó kém nửa bước xa, bán thần chi cảnh đối thần cảnh, quản chi chúng ta chung có một người có thể thành tựu thần cảnh, đều có thể làm người chết ba cái cao cao tại thượng tôn tử. Mày lá liễu hộc máu mắng, giờ khắc này không còn có thục nữ phong độ. Dương Nghị Vân lại là nghe trong óc hiện lên một đạo tia chớp, lâm vào trầm tư. Sợ cái gì, còn chưa có chết đâu, vừa rồi một kích dưới chúng ta tuy rằng đều bại, nhưng lại không tới bị bọn họ nháy mắt hạ gục nông nỗi, nhiều nhất đại gia chỉ là bị thương nặng mà thôi, đến không được liều chết một bác, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Lại là Lục Nhĩ lau khóe miệng vết máu nói chuyện. Đúng vậy, bọn họ ba cái chỉ là sơ cấp thiên nhân, còn không phải thiên thần. Cũng chính là tương đương với chúng ta phi thăng giả nhất tộc cấp thấp thần ma mà thôi. Dương Tinh Phó lau khóe miệng huyết sắc, hai tròng mắt đỏ bừng một mảnh, dừng một chút tiếp tục nói, liều chết một bác vẫn là có thể cam kéo lên bọn họ trong đó một cái đệm lưng. Khụ khụ, cũng thế, chết thì chết đi, chết phía trước có thể kéo một cái thiên nhân đệm lưng tựa hồ cũng có lời. Lữ Xuân Thu ho ra máu nói, Hoa Sen Đen cùng Hoàng Tuyền Lão Tổ, Hồng Y, Tạ Linh Vận ba cái tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm ba cái thiên nhân trên người. Thực rõ ràng mọi người đều có liều chết quyết tâm. Kéo đệm lưng, đây là trực tiếp bôn hủy diệt đi, thật sự sẽ chết cái loại này. Tới, đại gia chuẩn bị đi mày lá liễu nói. Đối diện tam đại thiên nhân chậm rãi đi tới, cầm trong tay pháp khí tay thực rõ ràng đang run rẩy, coi trọng vừa rồi quyết đấu bọn họ tuy rằng thắng lợi, nhưng tuyệt đối cũng không chịu nổi. Ngươi chờ con kiến, không biết sống chết. Làm ngươi chờ hồn phi phách tán lại có gì khó? Cách thật xa như cũ là trung gian cái kia nữ thiên nhân nói chuyện. Tam đại thiên nhân toàn thân bảy màu thần quang đại tác phẩm, sau đầu thần hoàn lần thứ hai quang mang đại tác, lại là tại hạ một khắc lớn một vòng. Mà bên này, mọi người đều từ trên mặt đất bò lên. Thiên đệ đứng dậy đi, chết cũng muốn đứng chết, đừng bị này những thiên giới tạp toái khinh thường. Lục Nhĩ nhìn đến Dương Nghị Vân còn ngồi dưới đất ra xuất thần. Nhịn không được mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân nghe được Lục Nhĩ nói chuyện, một chút bừng tỉnh lại đây, trên mặt có kích động đứng lên nói, chư vị có lẽ chúng ta có thể xử lý bọn họ, bất quá hiện tại ta hỏi một câu, đại gia nhưng tin tưởng ta không? Đừng úp úp mở mở, đều khi nào, còn nói cái gì tin hay không, tiểu tử ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Mày lá liễu trực tiếp mở miệng. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đích xác nghĩ tới một cái biện pháp. Có lẽ có thể làm mọi người đều bước vào thần cảnh, chỉ là ta cũng không biết tin hay không, nếu đại gia tín nhiệm ta vậy thỉnh đại gia không cần có bất luận cái gì phản kháng, ta có tăng lên đại gia cảnh giới lực lượng muốn đánh vào các ngươi trong cơ thể. Ha ha ha, thiền đệ có cái gì lực lượng cứ việc tiếp đón lại đây, vi huynh nguyện ý nếm thử. Lục Nhĩ cái thứ nhất mở miệng. Dương Tinh Phó nói, phụ thân ta cũng có thể sao? Đương nhiên Dương Nghị Vân cười nói. Hắn biết nhi tử tự nhiên là đối hắn vô điều kiện tín nhiệm, chẳng qua hắn hỏi ý tứ là hắn tu chính là ma đạo, không biết chính mình cung cấp lực lượng có thể hay không dung hợp. Hảo, thỉnh phụ thân ban cho Dương Tinh Phó cung kính nói. Chúng ta đều tín nhiệm ngươi. Mọi người đều ở tỏ thái độ. Lúc này cũng không có gì đường sống, đều là sống chết trước mắt, hơn nữa Dương Nghị Vân trên người bí mật quá nhiều, tổng hội có kinh hỉ, nói không chừng thật đúng là có thể. Đương nhiên tới đều là người một nhà, Dương Nghị Vân cũng chỉ là hỏi hai ba cá nhân, tỉ như Lữ Xuân Thu cùng Hoàng Tuyền Lão Tổ, Tạ Linh Vận, một thân tự nhiên không thành vấn đề. Hiện tại nhìn đến tất cả mọi người tỏ thái độ lúc sau, Dương Nghị Vân nói, hảo, đại gia bảo thủ hảo tâm thần, không muốn phản kháng, có thể hay không thành chúng ta thiết thử xem. Dứt lời lúc sau, vung tay lên cánh tay trái, tức khắc có chín đạo kim quang lập lòe mà ra. Phân biệt từ 9 người thiên linh bay đi vào bao gồm Dương Nghị Vân chính mình. Dương Nghị Vân phóng xuất ra chính là cái gì đâu? Hắn nói có lẽ có thể làm đại gia bước vào thần cảnh. Tự nhiên là thần mộ viên trung 3.000 thần ma chi nguyên thần lực lượng. Đương nhiên, không phải chân chính nguyên thần, chỉ có thể xem như tinh thuần năng lượng. Năm đó Càn Khôn Hồ cắn nuốt thần mộ viên sau, hắn phải đến quá Càn Khôn Hồ truyền lại tin tức, Kỳ Lân cùng Nằm Ngưu cũng nói qua. Có thể dùng 3.000 thần ma năng lượng, tạo thành ra 3.000 thần nhân tới. Đây là thần mộ viên chân chính trí bảo nơi. Vừa rồi mày lá liễu trong lúc vô ý nhắc tới nói chẳng sợ bọn họ 9 người chung có một người bước vào thần cảnh, cũng không đến mức bị tam đại thiên nhân cấp như vậy đánh bại. Thậm chí có thể xử lý tam đại thiên nhân. Cái này nhắc nhở Dương Nghị Vân một cái ý nghĩ, tạo thần. Đối chính là tạo thần. Hắn muốn thử xem giờ phút này hóa thành 3.000 sao trời giống nhau cao treo ở Càn Khôn Hồ thế giới không chung 3.000 thần ma năng lượng,
đến tột cùng có thể hay không làm đại gia bước vào thần cảnh. Trước kia đi, hắn là thực sự có điểm không tin. Bởi vì tu luyện đều là một bước một dấu chân tới, bọn họ những người này có thể tu luyện đến thiên tôn chi cảnh đều là trải qua vạn năm thời gian mài giũa mới thành tựu. Mà thần cảnh, nào có dễ dàng như vậy? Cấp một đạo thần mộ viên trung thần ma nguyên thần năng lượng là có thể thành tựu thần nhân. Nghĩ như thế nào đều có điểm vô nghĩa. Nhưng hiện tại đệ nhất là không lựa chọn khác, đệ nhị là hắn đột nhiên cảm thụ vừa rồi đối chạm vào trung tam đại thiên nhân phóng xuất ra hơi thở, hoặc là nói là bọn họ thần lực khí tức, cư nhiên cùng hắn càn khôn hồ nội 3.000 thần ma năng lượng không có sai biệt, tựa hồ luận tinh thuần nhiều còn phải cường đại. Cho nên Dương Nghị Vân cảm thấy lúc trước Kỳ Lân lời nói là có mức độ đáng tin. Đó chính là thử xem. Từ càn khôn hồ thế giới không trung chọn lựa 9 viên nhỏ nhất năng lượng lúc sau, trong lòng vừa động thả ra, hóa thành 9 đạo kim quang, bay về phía mỗi người sau, Dương Nghị Vân liền không rảnh lo mặt khác. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể có cường đại đến làm hắn cả người phát run lực lượng xuất hiện, cơ hồ muốn căng bạo giống nhau, vội vàng vận chuyển công pháp mà đi. Ngay sau đó, trong cơ thể hết thảy khôi phục bình thường. Kinh hỉ xuất hiện, hắn nguyên thần có thực rõ ràng tăng cường, tiên tinh trong vòng 10 cây nói thụ cây non trưởng thành lên, lại là chưa bao giờ có triển khai lá cây độc đinh trạng thái, bắt đầu phân nhánh, cư nhiên có lá cây. Rốt cuộc triển khai lá cây, lúc này mới như là chân chính cây giống. Có đại thụ căn cơ. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân trong cơ thể bùng nổ nổi lên nặng nề rung động thanh, hắn biết chính mình đột phá. Bởi vì hắn nói thụ tiến hóa tới rồi cái thứ nhất hình thái, rốt cuộc hóa thành chân chính cây non. Tu vi cảnh giới từ thông ngộ thiên tôn hoặc là nói bán thần chi cảnh, rốt cuộc bước vào tới rồi chân chính thần nhân chi cảnh, sơ cấp thần nhân chi cảnh, cùng ba cái thiên nhân giống nhau cảnh giới. Ý thức hải trung hắn nguyên thần hoàn toàn là chính hắn bản tôn giống nhau như đúc bộ dạng, giống như đệ nhị phân thân giống nhau chân thật, cũng không phải là hư ảnh bộ dáng. Giờ phút này nguyên thần kia sau hiện lên một cái hình tròn ngược sáng hoặc là nói thần hoàn, cùng ba cái thiên nhân giống nhau, chẳng qua hắn là 10 sắc thần hoàn, hơn nữa có một cái phi thường bất đồng đặc điểm là hình tròn thần hoàn nội có một gốc cây cây non hư ảnh, thật là nói thụ cây non bộ dáng. Trong cơ thể đạo chủng chi lực, cũng tiến hóa lên, trở nên càng thêm tinh thuần cường đại, hoàn toàn chuyển biến. Quá trình kỳ thật thực mau, không đến 10 tức thời gian, hắn liền hấp thu rất một viên thần ma năng lượng. Sau đó bước vào thần nhân chi cảnh. Lực lượng giờ phút này chuyển biến, đồng dạng hẳn là thần lực hoặc là thiên lực, chẳng qua Dương Nghị Vân biết chính mình đạo chủng chi lực vốn dĩ liền cường đại, hiện tại tiến hóa một lần, có lẽ so với thần lực càng thêm tinh thuần. Trong cơ thể cường đại biến hóa, làm hắn cả người khí chất đều thay đổi. Trong lòng vừa động, sau lưng hiện lên ngược sáng thần hoàn nội có nói thụ cây non hư ảnh, thật là nguyên thần chiết xạ. Dưới chân mây mù ngưng tụ, hắn chậm rãi bay lên đứng ở đám mây phía trên, cùng thiên nhân phía trước dưới chân 7 màu tường vân giống nhau, bất quá hắn chính là 10 sắc tường vân. Mày lá liễu nói qua đây là thần lực ngưng tụ, hắn thử, quả nhiên có thể. Ha ha ha, đúng lúc này một tiếng cuồng tiếu vang lên. Dương Nghị Vân quay đầu thật là lục nhĩ. Bước vào thần cảnh, ta hiện tại cũng là thần nhân, ha ha ha, đa tạ hiền đệ hậu ban. Lục Nhĩ nói chuyện chung ôm quyền đối Dương Nghị Vân thâm cúc một cung. Đa tạ đạo hữu, đa tạ phụ thân, đa tạ. Một tiếng tiếp theo một tiếng nói lời cảm tạ vang lên. Dương Nghị Vân phát hiện mọi người đều bước vào thần cảnh. Mỗi người trên người thương đều hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn thân tản ra cường đại uy áp hơi thở, quanh thân có 7 màu tường vân vần quanh, sau đầu có ngược sáng thần hoàn hiện lên, đây là tiên lực chuyển hóa thành thần lực thể hiện. Là bước vào sơ cấp thần nhân chi cảnh thể hiện. Đối đầu kẻ địch mạnh, đợi lát nữa đang nói cảm ơn đi, ha ha ha. Dương Nghị Vân cũng nở nụ cười, hắn cao hứng a, một tay tương đương tạo thành 9 đại thần nhân. Tuy rằng là ngoại lực chi công, nhưng nói đến cùng là hắn chi công. Tưởng không cao hứng đều khó. Mà ba cái thiên nhân đã sớm dừng bước chân, đứng ở 100 mét có hơn, bị thật sâu chấn động, ngắn ngủn mấy chục giây. Trước mắt 9 ti tiện con kiến cư nhiên tất cả đều bước vào thần cảnh, cùng bọn họ một cấp bậc. Đây là ở ảo thuật đâu? Đương nhiên tam đại thiên nhân biết này không phải ảo thuật, cái này trái lại, bọn họ ba cái có phiền toái. Liệt trận, đừng làm cho bọn họ chạy. Lục Nhĩ giống lớn một tiếng vèo một chút bay đi ra ngoài, gấp không chờ nổi muốn tìm về mặt mũi. Hiện tại 9 đại thần nhân đối mặt tam đại thiên nhân, hắc hắc.
Cứ việc bọn họ chín vừa mới bước vào thần cảnh, nhưng người nhiều a. Mặc kệ đến cái kia trình tự, tu vi thực lực vĩnh viễn là tự tin. Một khắc trước còn hào ngôn chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng Lục Nhĩ, giờ phút này, tâm cảnh lập tức thay đổi. Dương Mỗ Nhân cũng đồng dạng như thế. Tu vi tăng lên, làm mọi người tự tin nháy mắt bạo trướng. Một khắc trước bọn họ là tiên nhân đối thiên nhân, chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực, chín đối tam, bị người ta một kích mà bại, mỗi người hộc máu bị thương nặng. Nhưng là hiện tại, chín đại thần nhân ra đời, cảnh giới thượng cùng ba cái thiên nhân tề bình. Cứ việc bọn họ chín người là vừa nhập thần người chi cảnh, nhưng là đang ở nhân số nhiều, thắng mặt thật lớn, thậm chí có thể nói, có thể có nghiền áp xuất hiện. Lúc này tam đại thiên nhân cũng sắc mặt thay đổi. Bởi vì hành sự đích xác đối bọn họ bất lợi. Bọn họ không nghĩ tới con kiến cư nhiên ở ngay lúc này thành tựu đột phá đến thần nhân cảnh giới, cùng bọn họ thiên nhân đạt tới cùng cảnh giới trình tự. Cái này bọn họ nghĩ tới mấy ngàn năm năm trước. Một cái kêu trời cao tà phi thăng giả ngang trời xuất thế, đồng dạng là thiên môn phía trước đột phá, mang theo người nhất cử chém giết lúc ấy bảo hộ thiên môn chín đại thiên nhân, vọt vào thiên giới, hỗn động toàn bộ thiên giới. Bởi vì trời cao tà là cơ hồ mấy chục vạn năm tới cái thứ nhất vọt vào thiên giới phi thăng giả. Lúc này bị thiên giới thiên nhân là vì sỉ nhục. Nhưng lại có biện pháp nào đâu. Thiên môn bị đánh vỡ 6 cái phương vị, chém giết 9 đại thiên nhân, trực tiếp mang theo phi thăng giả tiến vào thiên giới. Tiến vào thiên giới lúc sau, liền không thể ở đối phi thăng giả đuổi giết. Đây là năm đó thiên nhân cùng thần nhân chi gian ước định. Nhưng thiên nhân ở thiên giới chính là cao cao tại thượng, chính là cao quý nhất. Phi thăng giả thần nhân ở thiên nhân trong mắt chính là ác liệt đê tiện, nhưng không thể không thừa nhận chính là, phi thăng giả một phương có rất nhiều đại năng hạng người, diệt tộc đừng nghĩ, không có khả năng. Tam giới trung thiên giới cầm đầu, thiên nhân là tối cao sinh linh, là trên danh nghĩa chủ nhân cho phép có phi thăng giả phi thăng thiên giới. Trời cao tà sự tình, chỉ có thể xuất hiện một lần, không thể xuất hiện lần thứ hai. Cho nên thiên môn gác, từ lúc trước thấp nhất giai thiên nhân. Đổi thành bọn họ ba cái sơ cấp thiên nhân chung vô hạn tiếp cận thiên thần thiên nhân, hơn nữa có thần khí nơi tay. Vốn dĩ đi, ngay từ đầu liền không có đem chín con kiến để vào mắt, nhưng ai có thể nghĩ đến, trời cao tà tình huống lại một lần xuất hiện. Chẳng lẽ thiên đạo vận chuyển dưới, thật sự muốn đại biến thiên sao? Một đám phi thăng giả, cư nhiên đều có thể đột phá. Kỳ quái! Ba cái thiên nhân cảm nhận được trước mắt chín người hơi thở biến hóa mãnh liệt. Bọn họ đã không nắm chắc lưu lại, lúc này đi liều mạng. Đừng choáng váng, thiên nhân mệnh so các ngươi thần nhân tôn quý nhiều. Nói nữa thiên nhân nhất tộc cùng phi thăng giả một phương có hiệp nghị, chỉ cần vọt vào thiên giới, liền không được ở đuổi giết. Nếu ước định như thế, vậy không cần thiết đi liều mạng. Rời đi đó là, ba cái thiên nhân lẫn nhau đối diện, đạt thành nhất trí mục tiêu, lui. Chín phi thăng giả có tạo hóa, ý trời không thể trái. Triệt đi. Nhưng là, tam đại thiên nhân cái này ý niệm toát ra tới thời điểm, trước mắt chín đại thần nhân, đã đưa bọn họ vây quanh lên. Hiện tại hảo, con kiến muốn phiên thiên. Đối này tam đại thiên nhân trung nữ tử nheo lại đôi mắt nhìn Dương Nghị Vân nói, ta, thiên nhân Yến. Ta, thiên nhân Sơn. Ta, thiên nhân Hỏa. Lệ thuộc thiên giới tối cao thiên nhân vệ, có thể cho các ngươi tiến vào thiên giới. Lại là ba người bắt đầu tự báo họ danh sau trăm miệng một lời nói chuyện. Dương Nghị Vân khóe miệng giơ lên, trong lòng thầm nghĩ, còn mẹ nó thật là không có gì hai dạng a, đi đến nơi nào có thực lực, đều sẽ chịu người tôn kính, một khắc trước đối bọn họ hoàn toàn là vương chi coi rẻ, giờ khắc này lại là bắt đầu bình đẳng đối thoại lên, ha ha. Dương Mỗ Nhân nhìn về phía những người khác, phát hiện đại gia sắc mặt đều là cổ quái chi sắc. Truyền âm trực tiếp hỏi mày lá liễu nói. Liễu tỷ tỷ nếu là chúng ta giết này ba cái thiên nhân có thể hay không có cái gì phiền toái. Sát liền giết, không có gì quan hệ, đừng nhìn bọn họ ở chúng ta trước mặt uy phong, kỳ thật đặt ở thiên giới thiên trong quân chính là tiểu tốt mà thôi. Mày lá liễu trả lời cũng là mang theo nghiền ngẫm chi ý. Dương Nghị Vân cái này minh bạch. Nhìn về phía cái kia kêu yến nữ thiên nhân, nheo lại đôi mắt lại là chậm rãi mở miệng phun ra một chữ, sát. Oanh! Dương Nghị Vân nói dư âm cũng không lạc, một tiếng vang lớn liền vang lên. Lại là Lục Nhĩ đã sớm kiềm chế không được trực tiếp đối với cái kia kêu, Sơn, thiên nhân một côn. Lục Nhĩ vừa động thủ, những người khác đều ra tay. Hảo đi, vây ẩu bắt đầu. Tam đại thiên nhân trực tiếp mộng bức.
không nghĩ tới chín hạ giới đê tiện phi thăng giả chút nào không lưu tình, nói động thủ liền động thủ. Căn bản liền không muốn cùng các nàng tam đối thoại. Ngẫm lại vừa rồi thật đúng là báo ứng khó chịu. Vừa rồi các nàng ba cái bất chính là cái dạng này đối phó này chín hạ giới phi thăng giả sao. Đích xác mặc kệ là Dương Nghị Vân, những người khác đều là một cái ý tưởng, đó chính là xử lý ba cái thiên nhân. Đại gia tại hạ giới đều là vạn tiên phía trên có uy tín danh dự nhân vật, ngay từ đầu đã bị tam đại thiên nhân cái loại này coi rẻ cấp chọc giận, hơn nữa từ lúc bắt đầu tam đại thiên nhân đối bọn họ chính là sát chiêu, trực tiếp diệt cái loại này. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, các ngươi khinh phiêu phiêu một câu, có thể phóng chúng ta tiến thiên giới, thật giống như là bố thí giống nhau, thật đúng là bạch liên hoa a. Đại gia nhóm yêu cầu các ngươi phương tiện sao? Thiên giới chính chúng ta có thể đi vào. Ba cái thiên giới trông cửa tiểu tốt mà thôi, cũng ta chờ như thế vô lễ. Cảm giác đánh không lại, liền nhận túng. Nhận túng cũng liền thôi, không ít nhất có điểm thành ý a. Nhận túng cũng muốn có cái nhận túng bộ dáng, còn mẹ nó làm như là bố thí giống nhau, không giết các ngươi giết ai. Cho nên Lục Nhĩ vừa động thủ, những người khác tất cả đều bạo động. Chín đại vây lên bắt đầu quần ẩu tam đại thiên nhân. Kinh thiên động địa vang lớn vang vọng ở toàn bộ không gian. Một phen công kích xuống dưới, mọi người đều ở nếm thử, cũng ở ma hợp thích ứng chính mình trong cơ thể thần lực, hơn nữa tam đại thiên nhân trong tay có thần khí, chín đối tam, lại là đánh một cái chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Bất quá! Đây là ma đao mà thôi. Mọi người đều rõ ràng, đều còn không có xuất toàn lực đâu. Chờ trong cơ thể thần lực thích ứng lại đây lúc sau, chính là chém giết tam đại thiên nhân thời điểm. 3 phút sau, một đợt ma hợp qua đi. Hai bên không hẹn mà cùng dừng tay. Mọi người đều có mục đích. Dương Nghị Vân đám người muốn ở tam đại thiên nhân trên người mài rũa thích ứng chính mình thần lực, mà tam đại thiên nhân cũng muốn thử xem Dương Nghị Vân chín người thực lực tình huống. Cho nên này một vòng xuống dưới, nhìn như kinh thiên động địa kỳ thật không có gì thực chất tính biến hóa. Nhưng hiện tại dừng lại sau, liền bất đồng. Mọi người đều được đến chính mình muốn. Nhất sẽ quyết chiến bắt đầu. Dương Nghị Vân mấy người lẫn nhau đối diện, thần lực thích ứng kết thúc, hơn nữa đều có tin tưởng, bất quá đến ra một cái kết luận là, đích xác ba cái thiên nhân thần lực so với bọn hắn hồn hậu tinh thuần, lại còn có chiếm cứ thần khí ưu thế. Nhưng mà bọn họ 9 người, tự nhiên cũng không kém. Dương Nghị Vân ban cho bọn họ năng lượng, vượt quá tìm siêu. Làm đại gia thành tựu thần nhân chi cảnh, hơn nữa hiểu được thượng chút nào không thể so thiên nhân kém, thậm chí xa xa vượt qua. Bởi vì so sánh với thiên nhân, bọn họ những người này hoặc là đi bước một tu luyện mà đến thực lực, hoặc là chính là chuyển tu mà đến, lại lần nữa đăng đỉnh, thậm chí như mày lá liễu cùng Dương Tinh Phó, hoa sen đen, hồng y vốn dĩ liền có kiếp trước ký ức, khởi điểm cùng cách cục kiến thức từ thủ đoạn căn bản liền không phải ba cái thiên nhân có thể so. Đến nỗi thần khí. Ha ha, cho rằng chúng ta không có sao. Đều là cáo già, như thế nào cũng không thể không có áp đáy hòm pháp khí. Thần khí cũng không phải chỉ có thiên giới mới có, lưu lạc tại hạ giới từ xưa đến nay nhiều đếm không xuể. Mặt khác chính là nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ba cái thiên nhân chú định giải quyết. Kết thúc đi. Mày lá liễu nhìn tam đại thiên nhân hừ lạnh, tức khắc toàn thân này 7 màu ánh sáng bùng nổ, hóa thân ra ngàn vạn cành liễu. Những người khác cũng đều tại đây một khắc ra tay. Dương Nghị Vân còn lại là trong tay quang mang chợt lóe, đồ long kiếm nơi tay. Tạp Mao Điểu nói qua chính mình đồ long kiếm là thần khí, hơn nữa vẫn là thượng đẳng, sở dĩ vẫn luôn đều phát huy không ra uy lực, là bởi vì chính hắn tu vi quá nhược kê. Hiện tại nếu bước vào thần cảnh, vậy thử xem đồ long kiếm lấy thần lực thúc dục hiệu quả như thế nào. Ong ong! Hắn thúc dục trong cơ thể lực lượng một khắc, trong tay đồ long kiếm bộc phát ra 10 ánh sáng màu mang, lộng lẫy chói mắt tới rồi hắn cái này chủ nhân đều không mở ra được mắt nông nỗi. Chảm! Một tiếng trầm thấp lúc sau, Dương Nghị Vân chém ra nhất kiếm. Oanh! Rầm rầm! 9 người oanh kích đồng thời bùng nổ. 3 cái thiên nhân cũng nảy sinh ác độc, cơ hồ hóa thành 3 cái thái dương. Giữa sân hai bên bùng nổ hơi thở, đều làm người cảm thấy tim đập nhanh. Ở nổ vang lúc sau, hết thảy đều kết thúc. Cường đại năng lượng dao động tan đi lúc sau. Không có! Không chính là bọn họ 3 người thần thể, nguyên thần chạy thoát. Lúc này mày lá liễu mở miệng nói chuyện, nhìn về phía thiên môn. Dương Nghị Vân này nhíu mày, đích xác ở 3 cái thiên nhân nơi ở để lại một ít máu loãng, nhưng 3 ngày người biến mất.
bất quá có một chút hắn thực xác định, chính mình nhất kiếm so với trước kia cường đại rồi đâu chỉ ngàn lần vạn lần, hơn nữa đem tam đại thiên nhân cấp chặt đứt. Tuy rằng vừa rồi năng lượng bùng nổ chói mắt nhìn không tới, đương hắn lại là có thể từ kiếm khí chung cảm thụ được đến, là hắn nhất kiếm chi lực dẫn đầu dừng ở tam đại thiên nhân trên người, những người khác bùng nổ lực lượng cuối cùng hoàn toàn phá hủy tam đại thiên nhân thân thể. Mặt đất cũng để lại một đạo cái khe, là hắn kiếm khí gây ra. Lúc này Dương Nghị Vân biết đồ long kiếm phát huy ra chân chính thần khí chi uy, hơn nữa quả thực không phải tầm thường thần khí. Bất quá mày lá liễu nói chỉ là chém giết thiên nhân chi thân, nguyên thần chạy thoát, hắn lại không thấy được cũng không cảm nhận được. Theo mày lá liễu ánh mắt nhìn thoáng qua thiên môn, quả nhiên thiên môn thượng ở khắc văn ở vận chuyển, nhìn qua thật là có nguyên thần chạy thoát. Chẳng lẽ thiên nhân giết không chết? Hắn nhịn không được hỏi. Không phải giết không chết, mà là cùng đẳng cấp dưới, rất khó, nhiều nhất phá hủy thân hình, nhưng thiên nhân chi nguyên thần cùng thần nhân nguyên thần vốn chính là tu luyện tới rồi tam giới tối cao trình tự, phi thường siêu thoát rồi, rất khó chết, trừ phi là thực lực cảnh giới cao hơn bọn họ mấy lần, mới còn hoàn toàn tiêu diệt. Mày lá liễu nói, chúng ta đây có thể hay không có nguy hiểm. Yên tâm, liền tính là thiên nhân nguyên thần cường đại, bọn họ đã không có thân thể cũng là phi thường nguy hiểm, viện binh cũng không thể nhanh như vậy, đi thôi, chúng ta tiến vào thiên môn, tới rồi thiên giới lúc sau, tự nhiên liền sẽ không có thiên nhân chu đuổi giết, đây là thiên giới bản thổ nhất tộc cùng chúng ta phi thăng giả nhất tộc ước định. Ở thiên giới phi thăng giả nhất tộc tuy rằng nhược thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn không quyền lên tiếng, đi đi đi, mau tiến vào thiên giới lại nói, đừng chờ ở tới đệ nhị sóng thiên nhân ngăn trở. Mày lá liễu nói, đúng vậy. Tiên tiến nhập thiên giới lại nói. Đi. Dứt lời mày lá liễu đi đầu trực tiếp đi hướng thiên môn, một bên nói, thúc giục thần lực liền có thể tiến vào sẽ không có nguy hiểm. Nói chuyện chung nàng đã biến mất ở thiên môn chung. Ngay sau đó đại gia một đám tiến vào thiên môn chung, đối với thiên giới không có người không hiếu kỳ, không chờ mong, cứ việc như mày lá liễu mấy cái là trang hoàng giả, nhưng lại trung cấp chỉ có thể nhớ tới một ít thiên giới vụn vặt ký ức, này một đời tỉnh giác sẽ chỉ là truyền thừa công pháp từ từ. Đối với mặt khác ký ức lại là sẽ không quá nhiều, cho nên mọi người đều chờ mong. Dương Nghị Vân lưu tại cuối cùng, chờ mọi người đi vào lúc sau, hắn đi vào thiên môn phía trước, nhìn thiên môn thượng sáu chỗ vết rách, lẩm bẩm, mặc kệ thế nào, đều phải thử xem, phá nơi này mai rùa đen, cấp vân môn kẻ tới sau lưu con đường mới là. Từ lúc bắt đầu hắn liền có cái này ý tưởng. Hiện tại vừa lúc thử xem. Trong tay đồ long kiếm giơ lên. Bỗng nhiên chính là nhất kiếm đối với thiên môn chém xuống. Lữ Xuân Thu nói qua cái này thiên môn là trung tâm, chỉ cần thiên môn rách nát, nơi này phong tỏa sân thượng chờ tự nhiên biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 190.